Tài tử Đình Sơn, Hứa Quyên Hương và Lý Thanh Hậu đang đánh cờ. Lý Thanh Hậu vì ơn nên đã hứa sẽ nhận con cháu trong thôn làm môn đồ. Hiện nay, khói truyền tin không ngừng được đốt. Thiếu niên Bạch Tiểu Thuần chính là chủ nhân, chỉ tiếc mỗi khi đốt hương đều sẽ dẫn dụ sét đánh. Dân làng phía dưới đa phần đều nói xấu Tiểu Thuần, chủ trung làng là cầu mong thần tiên ủng hộ. Lý Thanh Hậu xuất hiện cũng là lúc Tiểu Thuần bày hết nỗi lòng muốn tu tiên của mình. Tiểu Thuần mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lại luôn ăn nhờ ở đầu mà lớn lên. Lý Thanh Hậu thấy cậu là người trọng tình trọng nghĩa nên quyết định đưa cậu đi tu tiên. Dân làng biết được thì khôi trường muối chúng ăn mừng. Tuy nhiên, khi nghe Tiểu Thuần sẽ quay lại thì đến con gà bọn họ cũng phải mang đi giấu. Tiểu Thuần được đưa tới Linh Khê Tông, địa vị của Lý Thanh Hậu rất cao, qua đó ông đưa Tiểu Thuần tới Hỏa Táo Phòng, một nơi chuyên nấu nướng linh thực cho các trưởng lão. Vừa đặt chân tới, Tiểu Thuần đã vướng vào cuộc cãi vã với Hứa Bảo Tài vì cậu đi cửa sau vào đường nơi béo bở. Lão đại Trương Đại Ban cố gắng ngăn cản, vậy nhưng Tiểu Thuần vẫn bị dính chiến thư từ Hứa Bảo Tài. Nếu Tiểu Thuần tiếp tục ứng chiến thì sẽ chỉ có một trong hai người được sống. Ngoài Đại Ban, Hỏa Táo Phòng còn 7 vị sư huynh khác, Tiểu Thuần là đệ tử thứ 9 nên được gọi với cái tên Cửu Bàn. Nghi thức đầu tiên bước vào Hỏa Táo Phong là lựa chọn thần khí. Sau nửa ngày vất vả tìm kiếm, Tiểu Thuần chọn được một cái trào hình mai rùa. Công pháp cơ bản của Linh Khê Tông tương ứng với 10 tầng ngưng khí, cảnh giới tiếp theo là trúc cơ. Riêng đệ tử tạp dịch chỉ có thể học công pháp ngưng khí từ tầng 1 tới 3, muốn học từ tầng 4 đến 8 thì phải là đệ tử ngoại môn. Tiểu Thuần luyện cả đêm vẫn không hề có tiến triển, đột nhiên cậu phát hiện bên ngoài có tiếng động. Hóa ra các sư huynh đang lén ăn trộm linh thực dành cho các trưởng lão. Các sư huynh không những không trách phạt mà còn lôi Tiểu Thuần vào cho cùng hội cùng thuyền. Tiểu Thuần ăn vô số linh thực thì bắt đầu có dấu hiệu nóng rát toàn thân, đó cũng chính là dấu hiệu kinh mạch được đả thông. Rất nhanh, Tiểu Thuần có được linh khí, vì cơn đói mà cậu quyết định đem nấu hạt linh mễ, kết quả cái chào mai dù lại đột nhiên phát sáng. Các sư huynh biết chuyện thì không tin, tại đây Tiểu Thuần được mọi người dạy về luyện hóa. Có 3 loại luyện hóa mà người tu hành không thể bỏ qua là luyện dược, luyện khí và luyện linh. Nhìn hạt linh mễ có khắc ấn đặc biệt, Tiểu Thuần có thể chắc chắn chào mai dù là thần khí luyện linh. Vì mối nguy hiểm Hứa Bảo Tài vẫn luôn rình rập mà Tiểu Thuần không ngừng lao đầu vào tu luyện. Thanh kiếm gỗ cũng được cậu linh luyện 2 lần bằng chào mai rùa, đổi lại cậu bị hút mất một phần thọ nguyên. Ước mơ tu tiên để trường thọ bây giờ không những không được lại bị rút ngắn tuổi thọ. Quá đau đớn trước hiện thực, Tiểu Thuần chạy ra tìm Hứa Bảo Tài đòi bồi thường. Rất tiếc hắn không còn ở đây nữa. Tiểu Thuần được sư huynh nhắc khéo có một nhiệm vụ mà phần thưởng là gia tăng thêm 1 năm thọ nguyên. Không cần suy nghĩ, Tiểu Thuần lập tức xuống núi mua nguyên liệu thực hiện nhiệm vụ. Vì cơ duyên nào đó đã đưa Tiểu Thuần vào Hứa Bảo Tài một lần nữa khắp lại nhau. Hứa Bảo Tài lần này mang theo cả người của giám sự phòng tới giám sát quyết đấu. Các sư huynh khi biết chuyện lập tức đi tìm Tiểu Thuần. Chưa kịp tới nơi thì thẩm phi, người của giám sự phòng tới ngăn cản. Quang cảnh hậu quyết đấu vô cùng hoang tàn, kẻ đang bị hành hạ không thương tiếc bất ngờ lại là Hứa Bảo Tài. Thực lực hiện tại của Tiểu Thuần đã đạt tới ngưng khí tầng 3. Một tiếng chuông đột nhiên vang lên, Linh Khê Tông chuẩn bị mở thí luyện tấn thăng nhận 3 người đứng đầu làm đệ tử ngoại môn. Hỏa Táo Phong trước đây chưa từng có ý tham gia, tuy nhiên theo Tiểu Thuần, đây sẽ là cơ hội để trở mình. Rồi ngày mở thí luyện cũng đã tới, tiểu thư của Hầu gia Hầu Tiểu Muội xuất hiện một cách rất phô trương. Tuy nhiên, mọi sự chú ý lại đổ dồn vào đội hình cực ngầu của Hỏa Táo Phong. Ngay khi mở thí luyện, tất cả đều đồng loạt xông lên, chỉ có Hỏa Táo Phong là vẫn điềm tĩnh chờ đợi thời cơ. Án binh bất động, giữ sức để đối thủ tự loại trừ lẫn nhau là kế hoạch của bọn họ. Việc chuẩn bị tốt trước khi thí luyện diễn ra cũng là bàn đạp để đạt được mục đích. Tiểu Thuần có đôi chút khó khăn, vậy nhưng các sư huynh thì hoàn toàn áp đảo bằng sức mạnh vốn có. Càng lên cao cầm chiến càng mạnh, lần này Tiểu Thuần thể hiện rất tốt khi di chuyển một cách dễ dàng. Đại Bàn và Tam Bàn đụng độ với Trần Phi, cùng là ngưng khí tầng 3, tuy nhiên Trần Phi lại rơi vào cái bẫy mà Đại Bàn giăng sẵn. Ở một phía khác, Tiểu Thuần đi tới cửa ải cuối cùng, ngũ hành mộc thùng trận. Trước mặt Tiểu Thuần là năm vùng đất nhỏ dựng trên vực sâu. Đại Bàn từng nhắc nhở nếu lỡ rơi xuống dưới cũng không hề nguy hiểm. Tiểu Thuần lấy hết can đảm vượt qua 4 vùng đất, vậy nhưng đến vùng cuối cùng thì gặp sai số. Tiểu Thuần rơi xuống dưới, bất ngờ thấy đây cũng là đích đến cuối cùng. Kết quả 3 vị trí dẫn đầu đều thuộc về Hỏa Táo Phòng, chỉ cần họ bước qua cánh cửa trước mặt sẽ chính thức tấn thăng làm ngoại môn đệ tử. Tiểu Thuần đột nhiên chạy về phía những người xếp sau than thở bản thân không hề muốn rời xa Hỏa Táo Phòng. Một màn kịch của các diễn viên nghiệp dư Hỏa Táo Phòng được diễn ra chỉ với một mục đích bán lại 3 slot dẫn đầu. Nhờ tài thuyết phục của Tiểu Thuần mà những người có mắt đều cảm động rơi nước mắt. Phùng Viêm, người của chấp pháp đường tức giận cho rằng Hỏa Táo Phòng vi phạm môn quy. Tiểu Thuần trước đó đã nghiên cứu toàn bộ môn quy nên những gì Hỏa Táo Phòng làm không hề phạm luật. Giao dịch mua bán cũng vì đó mà tiếp tục được tiến hành. Hầu Tiểu Muội sẵn sàng ra giá gấp 10 lần thành công trở thành đệ tử ngoại môn. Hiện tại, chỉ còn slot cuối cùng thì Trần Phí bất ngờ xuất hiện. Phùng Viêm cũng không còn cách nào khác, đành phải nghe lời Trần Phí dẫn cả 3 người Hỏa Táo Phòng tới gặp trưởng lão chấp pháp đường.
Trần Phi thực chất còn mục đích khác khi muốn đẩy Tiểu Thuần vào cánh cửa. Vậy nhưng rất tiếc, chàng Mai Rùa lại bất ngờ đẩy Trần Phi vào trước một nhịp. Qua đó, hắn trở thành người thứ ba tấn thăng làm đệ tử ngoại môn. Số tiền hôm nay mà Hòa Táo Phong thu được lên tới 2.000 linh thạch, một số tiền kỷ lục. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì Tam Bàn và Đại Bàn liên tiếp bị xéo tên, trở thành ngoại môn đệ tử. Tiểu Thuần cũng không ngoại lệ khi được triệu hồi tới Hương Vân Sơn. Tại đây, Tiểu Thuần gặp Vân Phi ca ca của Tiểu Muội. Hương Vân Sơn chủ yếu tập trung luyện chế các loại linh đan diệu dược. Lý Thanh Hậu cũng chính là một trong hai vị đại dược sư trong tứ đại tông tu Trần. Tiểu Thuần ngoài trừ từ khí ngộ đỉnh công bắt buộc phải học, thì còn có quyền chọn một môn công pháp khác để tu hành. Dù bước chân vào tàng kinh các chưa được bao lâu, vậy nhưng Tiểu Thuần đã ghi nhớ chính xác từng vị trí công pháp được đặt. Cậu cũng chọn cho mình công pháp thích hợp, Bất Tử Trường Sinh Công, bất chấp đói chỉ là một tàn quyền, đặc biệt khi tu luyện còn luôn cảm thấy đau nhức và đói bụng. Tiểu Thuần bất ngờ trong mặt Trần Phi, một cuộc rượt đuổi không cần sức được diễn ra. Để bảo toàn tính mạng, Tiểu Thuần vô tình bước vào một cuộc khảo thí bi đá thứ 10. Bước đầu tiên khi tham gia khảo thí là vẽ ký hiệu dược sư, ở bên ngoài mọi người đang cổ vũ cho một nữ thần có tên là Chu Tâm Kỳ. Việc tạo ra một ký hiệu dược sư vừa chất lại vừa ngầu đối với Tiểu Thuần khá đau đầu, dù vậy cậu vẫn nghĩ ra được biểu tượng hoàn mỹ. Nội dung khảo thí trong một nén hương, người thi phải ghép được các bộ phận tách rời cùng 10.000 cây thảo dược. Mọi sự chú ý đổ dồn về phía Tâm Kỳ, qua đó Tiểu Thuần ra ngoài chỉ bị Tiểu Muội phát hiện. Tâm Kỳ được coi là thiên tài ở Linh Khê Tông, bởi có 10 bia thì cô đứng đầu cả 9, nếu hôm nay thành công cô sẽ trở thành kỳ tích. Bất ngờ hoa văn hiện lên trên tấm bia lại chính là một con rùa. Tiền đại kim vội khắc thời chúc mừng lên bia đá, từng đó là ngầu và nhưng Tâm Kỳ chỉ muốn thử sức lại. Cô bước ra rất tự tin bởi đã hợp được 8.000 gốc, tuy nhiên biểu tượng rùa đen lại một lần nữa vẫn hiện lên. Thân phận về con rùa đen thần bí kia bắt đầu trở thành đề tài hot để bàn tán. Tiểu Thuần nghĩ tới một tương lai tươi sáng, vậy nhưng giấc mộng nhanh chóng tan vỡ khi biết tiền đại kim truy nã con rùa đen. Tiểu Muội luôn tôn trọng chủ nhân thực sự của con rùa đen. Theo lời Tiểu Muội, ai đứng đầu 10 bia đá sẽ nhận được chí bảo của tông môn. Đặc biệt, việc tiến lên trúc cơ có thể gia tăng 100 năm thọ nguyên. Điều này với Tiểu Thuần mà nói là một sự đả kích rất lớn, bởi con đường trường sinh sẽ có một bước tiến rất dài. Các trưởng lão Linh Khê Tông nghi ngờ bờ Bắc đang âm mưu đoạt lấy chí bảo, nhất định phải điều tra rõ thân phận của con rùa đen. Tiểu Thuần quyết định sẽ chinh phục 9 bia đá còn lại. Tiếng thần đỉnh sau nghìn năm một lần nữa vang lên, Tiểu Thuần thông qua khảo hạch 10 bia đá nhận được chí bảo tông môn. Cậu sử dụng chiều đánh lạc hướng, qua đó thành công thoát ra ngoài mà không bị ai nhìn ra được. Tiểu Muội cùng khai bảo vệ con rùa đen dẫn tới một trận ẩu đả với nhóm người tiền đại kim. May mắn, Lý Thanh Hậu xuất hiện can thiệp. Tiểu Thuần bất cẩn rơi xuống núi, tuy không nguy hiểm tới tính mạng, vậy nhưng lại vô tình để một con gà nuốt mất chí bảo, từ đó một bước tiến thành phượng hoàng. Vài tháng sau, tu vi của Tiểu Thuần đã đạt tới ngưng khí tầng 4, Bất Tử Trường Sinh Công cũng bắt đầu có dấu hiệu khai thông, kèm theo đó là một cảm giác đói dữ dội. Để trả thù con gà ăn mất chí bảo, Tiểu Thuần quyết định tới trại khai trộm linh vĩ kê tầm bổ phục vụ tu luyện. Tâm Kỳ phát lệnh truy nã kẻ trộm gà, Tiểu Thuần vô tình đi ngang qua ngay được toàn bộ ngọn ngành. Cậu liền nảy ra ý định thành lập một tiểu đội bắt trộm giúp Tâm Kỳ. Chức vị tiểu đội trưởng cũng được dành cho cậu khi đích thân Tâm Kỳ trao dây buộc tóc tín nhiệm. Cơ hội tiếp cận trại gà tốt như vậy nên Tiểu Thuần không thể bỏ qua. Người tính không bằng trời tính, Tiểu Thuần tưởng chừng bị bắt quả tang, ai ngờ Tâm Kỳ chỉ đang trách phạt người trông coi. Tiểu Thuần quay xe nhanh như chớp, tự cho mình tận lực vì chức vụ nên không quản ngày đêm canh giữ mà bị kẻ trộm đánh trọng thương. Tâm Kỳ không những không nghi ngờ lại còn tăng cường miếng ngọc bội luôn giữ trên người. Số lượng linh vĩ kê bị trộm ngày càng nhiều, Tiểu Thuần dùng xương gà làm phân bón trời trúc cũng xanh tốt hẳn lên. Gà còn lại không còn nhiều, buộc Tiểu Thuần phải kết nối với Hòa Táo Phòng nhờ trợ giúp. Đây là nỗi ác mộng với gà khi địa bàn hoạt động của kẻ trộm đã vươn xa cả Linh Khê Tông. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, Lý Thanh Hậu đã nhìn thấu sự tình. Tiểu Thuần liền chơi trò nước mắt cá sấu, vậy nhờ khi đống xương được đào lên thì cậu hết cách chối cãi. Để trừng phạt, Lý Thanh Hậu đưa Tiểu Thuần tới Phạn Xà Cốc. Từng giờ từng phút phải chạm mặt với hàng ngàn con rắn, khiến Tiểu Thuần vô cùng khổ sở. Để lấy lại uy tín, cậu bắt buộc phải đồng ý đạt 5 vị trí đứng đầu cuộc tỷ thí Hương Vân Sơn nếu không muốn ở Vạn Xà Cốc mãi mãi. Kiếm gỗ được cậu linh luyện 3 lần, tu vi cũng tăng tới ngưng khí tầng 5, vậy nhưng bằng đó vẫn là chưa đủ. Nhận thấy trong từ khí ngũ đỉnh công có nhắc tới biến nặng thành nhẹ, qua đó cậu lập tức vùi đầu vào tu luyện. Luyện tập toái đầu hỏa là không hề dễ dàng, để bồi bổ linh khí cậu phải chặt chúc trải nhiệm vụ lấy tiền đổi đan dược. Cố gắng chưa bao giờ phụ lòng người, dù chưa hoàn toàn nắm giữ và nhường với quyết tâm của bản thân, cuối cùng cậu cũng thành công. Lần tỷ thí này có sự góp mặt của một số gương mặt nổi bật như Phùng Viêm và Đỗ Lăng Phỉ. Tiểu Thuần chuẩn bị rất nhiều ích thọ duyên niên đan và phù chú hộ thân để bảo vệ mạng sống. 12 đệ tử tham gia tỷ thí sẽ bốc thăm, hai số liền nhau là đối thủ trực tiếp. Tiểu Thuần bốc được số 12 tương ứng với cặp đấu cuối cùng.
Những cặp đấu trước đó diễn ra vô cùng ác liệt, kẻ thua thường phải nhận một kết cục đau đớn. Vòng 4, Phùng Viêm dễ dàng giành chiến thắng chỉ với một chiều, Lăng Phi cũng không hề kém cạnh khi kết liễu đối thủ bằng yến chứng thuật. Tiểu Thuần có ý định bỏ trốn, vậy nhưng Lý Thành Hậu không cho cậu cơ hội. Tiểu Thuần chưa kịp ra tay thì Trảo Mai rồi lại vô tình giúp cậu giải quyết đối thủ. Đứng trước tình huống này, Chu Trường Lão thu hồi tất cả đạo cụ mà Tiểu Thuần đang có. Số lượng vũ khí mà cậu đưa đi thậm chí còn đủ để mở một cửa hàng tạp hóa. Vòng đấu thứ hai tiếp tục bốc thăm đối thủ, duyên phận đưa đẩy giúp Phùng Viêm đối đầu với Tiểu Thuần. Biết chênh lệch thực lực là có, vậy nên Tiểu Thuần chọn phong thái ung dung quay về hướng đối thủ. Phùng Viêm lo ngại Tiểu Thuần giấu chiêu, vậy nên không dám tự tiện động thủ. Trong thời gian chờ đợi, Tiểu Thuần nghĩ ra 998 bất kế mà tất cả đều không khả quan. Ngay khi Phùng Viêm ra tay, Tiểu Thuần lập tức chạy tới ôm chân cầu xin cho mình xuất chiêu trước. Phùng Viêm nể mặt đồng ý, và rồi hai canh giờ trôi qua, Tiểu Thuần vẫn nguyên một tư thế. Nhận ra mình bị lừa, Phùng Viêm lao lên công kích. Rất nhanh, số lượng bùa chú hộ thần đã được Tiểu Thuần dùng hết. Rất may ngọc bội được tâm kỳ tăng lại kích hoạt đầy Phùng Viêm ra xa. Quá tức giận mà Phùng Viêm thi triển huyết linh thuật cộng với kiếm linh luyện hai lần. Trong lúc hoảng loạn, Tiểu Thuần vung kiếm gỗ linh luyện ba lần vô tình đánh bại Phùng Viêm. Trong vòng đấu thứ ba, Tiểu Thuần may mắn bốc thăm được miễn chiến. Từ Ngang sẽ là đối thủ của Lăng Phỉ. Thực lực của Từ Ngang và Lăng Phỉ là ngang tài ngang sức, thắng thua chỉ được quyết định vào thời khắc Lăng Phỉ dùng tới tuyệt chiêu yến chứng thuật. Tiểu Thuần nhận thấy Lăng Phỉ mệt mỏi nên một lúc nữa lên đài sẽ nhận thua. Chính điều này đã làm Lăng Phỉ tức giận, với câu đây chẳng khác gì bị sỉ nhục. Mùa lâm trận, Lăng Phỉ đã dùng hết sức đâm một kiếm chí mạng làm Tiểu Thuần gục ngã. Thực chất Tiểu Thuần cố ý đánh trượt toái đầu hỏa rồi tự mình giao vời chết. Đến khi đột ngột mở mắt lại, làm Lăng Phỉ sợ quá mà bất tỉnh. Tiểu Thuần được quyết định là người chiến thắng, vậy nhưng Lăng Phỉ tỉnh lại thì không phục. Cô muốn có một trận đấu đúng nghĩa mà sẵn sàng tặng thanh tùng kiếm cộng Long Vân Hương cho Tiểu Thuần nếu giành chiến thắng. Để công bằng, Lý Thanh Hậu tạo ra một gốc linh thực được ghép từ nhiều loại linh thảo. Chỉ cần ai nhìn thấu số lượng linh thảo nhiều hơn, người đó sẽ giành chiến thắng. Kết thúc phần thi bổ sung, Lăng Phỉ tìm được 8 loại linh thảo. Tiểu Thuần gây bất ngờ lớn khi ngoài 8 vị linh thảo Lăng Phỉ đề cập tới, cậu còn có thể tìm ra được chính xác thêm 6-7 chủng loại khác. Kết quả cuối cùng, Tiểu Thuần giành chiến thắng trong sự tâm phục khẩu phục của Lăng Phỉ. Được Lăng Vân Hương hỗ trợ, tu vi của Tiểu Thuần tiến bộ không nhỏ. Ở ngoài cửa có tiếng gọi, người tới hóa ra là kẻ thù cũ Hứa Bảo Tài. Thay vì tới gây sự, Bảo Tài tới để bồi tội sau những gì đã làm trong quá khứ. Ngoài mục đích tiếp cận Tiểu Thuần để nhận được chiếu cố, Bảo Tài còn đặc biệt cảnh báo cậu nên cẩn thận với những người ở giám dự phòng. Hai người bỏ qua xích mích cùng nhau uống một trận say mềm. Bảo Tài tiết lộ, nấu ăn đầy đủ, chúc cơ đan sẽ có cơ hội gia tăng 100 năm tuổi thọ. Đúng những gì mong ước, Tiểu Thuần lập tức hỏi rõ ngọn ngành. Chúc cơ đan có thể tự luyện, vậy nên Tiểu Thuần rất quyết tâm tấn thăng dược đồ để đạt được tư cách luyện đan. Trong cả 10 lô, Tiểu Thuần thành công cả 10, đặc biệt còn luyện ra trung phẩm linh dược. Tiểu Thuần có thể coi là nhân tài hiếm có trong giới luyện dược, qua đó mọi người bắt đầu tìm tới tận nhà để giải đáp thắc mắc. Trần Phi và Phùng Viêm chứng kiến khó chịu trong lòng mà chuẩn bị kế hoạch trừng phạt. Tiểu Mụi tới tìm Tiểu Thuần than thở rằng Vân Phi gần đây xuống núi đã mất hẳn liên lạc. Đúng lúc này Bảo Tài phá cửa xông vào kéo tay Tiểu Thuần chạy trốn. Tuy nhiên hai người đã quá muộn. Chấp pháp đường Linh Khê Tông trực tiếp tới giao nhiệm vụ cho Tiểu Thuần. Tham gia nhiệm vụ còn có Phùng Viêm và Lăng Phỉ, cả ba lần này xuống núi với mục đích tìm Vân Phi đang mất liên lạc. Chỉ là một nhiệm vụ đơn giản, vậy nhưng cả Đại Bàn, Tam Bàn cùng Tiểu Muội đều tới tiễn Tiểu Thuần. Tiểu Muội chuẩn bị rất nhiều đồ đi đường kèm với lời nhắc, nếu như tìm được Vân Phi, nhớ thay cô đánh huynh ấy một cái. Tiểu Thuần phải ôm chặt cột buồm, vì không phải lần đầu tiên đi thuyền mà chưa ngồi lên thuyền bay bao giờ. Bằng một cách nào đó, chấp pháp đường điều tra thấy Tiểu Thuần chưa hoàn thành loại nhiệm vụ dưỡng linh thực, vậy nên buộc cậu phải xuống núi thực hiện nhiệm vụ tông môn. Dù không nói tên ai, vậy nhưng Tiểu Thuần chắc chắn nó có liên quan tới Phùng Viêm. Phía trước mắt đã là Thông Thiên Hà, ngoài Linh Khê Tông ở vị trí cao nhất, còn có rất nhiều tông phái khác. Lạc Tinh Sơn Mạch chính là nơi mà bọn họ cần tới, nơi đây giáp với yêu đạo huyết Khê Tông, nên tất cả xuống thuyền đi bộ. Biết Tiểu Thuần nhát chết, Lăng Phỉ cũng tranh thủ hù dọa. Khu rừng có chút cổ quái, và xác chết của một con thỏ có thể ngầm khẳng định nó bị tơ độc của song thủ bức giết chết. Đột nhiên, Tiểu Thuần cảm nhận được thứ gì đó tiến tới ngày càng gần. Tất cả nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp, một bàn chân to lớn dẫm xuống. Tiểu Thuần và Lăng Phỉ một chút nữa bị phát hiện, may mắn có con rắn bò ra đánh lạc hướng. Con quái vật vừa rồi là bằng nhiên cư vật, nó có tu vi vượt qua cả chút cờ. Tiểu Thuần hồn nhiên bước tiếp mà không hề biết rằng Phùng Viêm đã bỏ một thứ gì đó lên áo dẫn dụ song thủ bức. Ngay khi xác định được con mồi, chúng lập tức bay tới công kích. Số lượng song thủ bức quá nhiều, Phùng Viêm nhảy dậy định chia nhau ra. Dựa vào thực lực của mình, Phùng Viêm và Lăng Phỉ có thể dễ dàng cắt đuôi song thủ bức. Tiểu Thuần mãi vẫn không thấy đâu, vậy nên Lăng Phỉ muốn đi tìm. Tuy nhiên, cô lại bị Phùng Viêm cản lại với lý do ra ngoài quá nguy hiểm. Trong khi đó, Tiểu Thuần bị song thủ bức bám sát không buông. Kết quả, cô bị trượt chân xuống vách núi.
Đốt gói hiệu một đêm Tiểu Thuần vẫn chưa tới, Lăng Phỉ đã nghĩ tới tình huống xấu nhất, thì Tiểu Thuần đột nhiên xuất hiện. Tiểu Thuần rất khôn khéo khi bám chặt lấy Phùng Viêm, đòi hắn từ giờ không được bỏ rơi mình nữa. Tối qua Tiểu Thuần mới biết thanh kiếm gỗ lợi hại khi chém sạch xong thủ bức. Hơn nữa, cậu còn phát hiện răng của những con rơi khát máu đó có thể luyện chế linh dược. Chưa kịp đi tiếp, Tiểu Thuần lại nhìn thấy một con mắt khổng lồ đang nhìn mình. Trước khi bị ánh mắt đó hút cạn chân khí, Lăng Phỉ kịp thời đẩy cậu ra. Sau nhiều ngày tìm kiếm, Phùng Viêm phát hiện vị trí ngọc giản của Vân Phi phát ra tín hiệu cuối cùng. Vân Phi tìm được một số manh mối kỳ lạ, qua đó phải tự mình vào núi xác minh. Tiểu Thuần có ý báo cáo với tông môn, tuy nhiên Lăng Phỉ lại nghĩ rằng đây là chuyện nhỏ không cần kinh động. Lúc này Vân Phi và một người khác bị một kẻ bí ẩn phát hiện, hắn thông báo nơi này không có hoan nghênh hai người. Nhóm Tiểu Thuần tới tìm Lạc Trần Thị, gia tộc phụ trách trấn thủ biên giới. Một kẻ thần bí ra mở cổng, biết ba người là đệ tử ngoại môn Linh Khê Tông nên hắn mời tất cả vào trong. Cảm giác lạnh lẽo bổ vây cộng với tính nhát gan mà Tiểu Thuần sử dụng rất nhiều bùa chú hộ thần. Tiểu Thuần luôn nghe vang vẳng tiếng hát bên tai, cạnh đường đi tồn tại một cây linh thực có khí tức rất kỳ lạ. Tiếng hát liên tục vang lên, Tiểu Thuần dù muốn ở lại cũng không dám ở. Một tấm vải đỏ bay qua làm cậu hú hồn, tuy nhiên tất cả lại không nhìn thấy. Đến khi phát hiện người dẫn đường mất tích, quả trên cây linh thực cũng thay đổi thì Phùng Viêm và Lăng Phỉ mới tin có mờ ám ở đây. Người dẫn đường lộ ra bộ mặt thật khi muốn tất cả phải chết. Phùng Viêm lao lên trùng trị kẻ phản bội lại bị huyễn thuật của hắn ngăn cản. Cách duy nhất hiện giờ là thoát ra khỏi đây, vậy nhưng đã quá muộn bởi tà môn trận pháp đặc hữu của huyết khê tông vừa được kích hoạt. Một khi trận pháp này bố trí xong, tất cả những ai chịu ảnh hưởng đều phải mặc cho sự sống chết bị khô kiệt. Kẻ dẫn đường đứng ở bên ngoài vẫn có thể tấn công Lăng Phỉ bằng huyễn thuật. Rất may, Tiểu Thuần nhanh chóng kịp thời để cô giảm. Tiểu Thuần sau đó nhìn thấy một lỗ hổng, vừa định chạy ra thì yêu vật khăn đỏ chặn lại. Lăng Phỉ mượn bạo liệt hoàn từ chỗ Phùng Viêm thành công nổ tung kẻ dẫn đường, cũng chính là Trần Việt, để lộ ra khuôn mặt quen thuộc. Tiểu Thuần dùng kế ném đất vào yêu vật khăn đỏ, tưởng chừng cậu đã thoát được, rất tiếc vẫn bị kéo lại vào phút chót. Bị dồn vào bước đường cùng, Tiểu Thuần một kiếm phì chết yêu vật khăn đỏ, qua đó kết giới xuất hiện một lỗ hổng. Vân Phi cũng bị nhốt trong pháp trận, sau khi uống linh dược anh dần dần tỉnh lại. Lỗ hổng vẫn còn, Lăng Phỉ cõng theo Vân Phi thành công thoát ra ngoài. Phùng Viêm chạy về phía Tiểu Thuần lợi dụng dây leo khống chế cậu, tuy nhiên hắn không ngờ rằng bản thân cũng là nạn nhân ngay sau đó. Giấc mơ trường sinh bất lão giang dở, Tiểu Thuần dùng tất cả sức mạnh bộc phát thoát xám. Phùng Viêm sử dụng viên bạo liệt hoàn cuối cùng nhằm nổ chết Tiểu Thuần, vậy nhưng vô tình tạo ra lực đẩy đưa cậu ra ngoài. Lỗ hổng đóng lại, Phùng Viêm ở bên trong bị trận pháp biến thành linh tế. Nghịch linh đại pháp chỉ còn nửa tháng nữa thành công, Thẩm Viên nhận được lệnh từ lão tổ không được phép cho một con kiến nào lọt ra khỏi núi Lạc Tình. Biết khả năng sống sót rất thấp, Lăng Phỉ đề nghị cùng nhau dốc toàn lực giành lấy cơ hội ít ỏi trở về. Bất chấp Vân Phi đang bị thương, Tiểu Thuần vẫn đánh nhẹ anh một cái thay cho tiểu muội. Theo lời Vân Phi thì Lạc Trần gia tộc vì muốn thoát khỏi Linh Khê Tông mà không ngại bắt giết dân chúng vô tội thì triển nghịch linh đại pháp. Chưa kịp rời đi thì Trần Việt đã tới. Tình thế nguy cấp, Lăng Phỉ muốn Tiểu Thuần bằng bất cứ cách nào cũng phải đem tin tức truyền về tông môn. Lăng Phỉ và Vân Phi mang trong mình trọng thương nên hoàn toàn không phải đối thủ của Trần Việt. Tiểu Thuần điên cuồng bỏ chạy, bản thân rõ ràng là rất sợ chết. Vậy nhưng tới thời khắc Lăng Phỉ chuẩn bị chết thì Tiểu Thuần quay lại. Từ giờ trở đi, mạng của Lăng Phỉ và Trần Việt sẽ do cậu bảo vệ. Một Tiểu Thuần hoàn toàn khác, chỉ với hai mảnh tàn kiếm cậu có thể giết chết hai tên truy binh cùng một lúc. Trần Việt thì triển lệ quỷ sắt đau, vậy nhưng không hề làm tổn hại tới Tiểu Thuần. Hắn điên cuồng công kích, Tiểu Thuần thì vẫn một đường thẳng tiến về phía trước. Tu luyện bất tử công nên Tiểu Thuần có khả năng chịu đựng cực lớn. Ngay khi khoảng cách đủ gần, Tiểu Thuần và Trần Việt chiến đấu bằng tay không. Trần Việt thôi thì thấy rõ, vì đại kế gia tộc, hắn thi triển cấm thuật gia tộc với mục đích cả hai chết chung. Tiểu Thuần không hề run sợ mà triệu hồi từ khí hóa đình thành công kết liễu đối thủ. Biết được Trần Việt đã chết, thiếu chủ Trần Hằng muốn đích thân ra tay. Tiểu Thuần bị trúng kiếm vừa tỉnh lại, dũng khí diệt địch vừa rồi không thấy đâu, thay vào đó là một Tiểu Thuần hàm sống sợ chết. Thời gian nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì kẻ địch tới. Tiểu Thuần lấy thân đỡ tên giúp Lăng Phỉ mà bị thương nặng. Vân Phi cõng theo Tiểu Thuần ngày đêm chạy khỏi sơn mạch. Vừa đi họ vừa giết vô số kẻ địch truy sát. Đến ngày thứ hai, Vân Phi gần như kiệt sức, ba người phải trú tạm trong một hang động để trị thương. Một tên truy binh tìm tới tận cửa của hang động, trong lớp khói bụi Tiểu Thuần thành công đoạt mạng hắn ta. Trần Hằng đang xa thì triển huyễn mãng pháp làm cạn kiệt linh khí những ai trong tầm ảnh hưởng. Vân Phi và Lăng Phỉ thân mang trọng thương, vì tiếp theo chạy trốn là không thể. Hiện giờ Tiểu Thuần thân thể còn tạm ổn, người duy nhất có khả năng thoát chỉ có thể là cậu. Tiểu Thuần nhất quyết không bỏ lại đồng đội, buộc Lăng Phỉ đe dọa tự sát nếu cậu không đi tiếp. Tiểu Thuần chạy mà vẫn nghĩ tới câu chúng ta phải cùng nhau sống tiếp, cậu sẽ dùng cách riêng của mình. Khoảng cách đủ xa để Lăng Phỉ, Vân Phỉ an toàn thì Tiểu Thuần hét lớn dẫn dụ toàn bộ truy binh tới. Biết là bẫy vậy nhưng Trần Hằng vẫn quyết định tổng lực truy sát Tiểu Thuần trước.
thời gian để Lăng Phỉ Vân Phi thoát ra ngoài vẫn còn 8 canh giờ nữa. Tiểu Thuần đụng độ và đánh bại một tên truy binh bằng toái hầu tỏa. Tên tiếp theo sử dụng huyễn thuật vậy nhưng cũng không thoát khỏi bàn tay của Tiểu Thuần. Xung quanh nơi đây đã bị bao vây, không còn cách nào khác. Tiểu Thuần chạy sai chấp nhận chúng tên phán đoán vị trí cung thủ rồi giết hắn. Bị thương nặng, Tiểu Thuần chỉ còn cách ẩn nấp. Bên còn lại, Lăng Phỉ và Vân Phi trên đường tới biên giới thì để lộ vị trí. Nghe được điều này, Tiểu Thuần một lần nữa lộ mặt lôi kéo truy binh đi theo mình. Thời gian tới biên giới còn 6 canh giờ, tuy nhiên Lăng Phỉ cho rằng cần rút ngắn thời gian trước khi trời sáng. Bằng nỗ lực bền bỉ, Tiểu Thuần đã tập hợp cùng với nhóm Lăng Phỉ, cậu chỉ nói đúng một câu, đi mau. Còn bản thân không mang nguy hiểm sẵn sàng ở đằng sau chặn hậu. Đối thủ toàn là những cao thủ ngưng khí tầng 7, vậy nhưng vẫn không làm khó được Tiểu Thuần. Bất chợt, một con huyết xa được chân hàng triệu hồi của Lý Tiểu Thuần. Tiểu Thuần bị huyết xa thôn phệ. Đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, cậu may mắn đột phá ngưng khí tầng 6 khiến cho huyết xa nổ tung. Đối mặt với một chân hàng ngưng khí tầng 9, Tiểu Thuần thua thiệt thấy rõ. Thanh kiếm gỗ bị phá hủy, Tiểu Thuần cũng bị phế một cánh tay. Khoảng cách tới cột mốc biên giới chỉ còn một ngọn núi. Vân Phi không thể đi tiếp nên phải giao phó lại tất cả cho Lăng Phỉ. Tiểu Thuần tu luyện bất tử công, qua đó khả năng hồi phục rất bá đạo. Cậu dùng chút sức lực còn lại triệu hồi tử khí hóa đỉnh tạo ra một vụ nổ lớn. Trần Hằng nổi giận thi triển bí pháp huyết đào chẳng, hắn tung một nhát chém toàn lực. Chẳng may dù đột nhiên xuất hiện phá vỡ huyết sắc ma đầu. Câu thời gian là quan trọng nhất, qua đó Tiểu Thuần ôm lấy Trần Hằng để rồi cùng nhau rơi xuống vực. Trong khi đó, Lăng Phi bị một luồng khí đánh trúng, cô bị thương ở chân nên phải bò từng bước một đến cột mốc biên giới. Tiểu Thuần và Trần Hằng đều giữ được tính mạng, tuy nhiên thể lực hiện tại không cho phép Tiểu Thuần có thể chiến đấu song phẳng. Cách duy nhất cậu có thể làm là đồng quy vô tận với đối thủ. Sau những nỗ lực của mình, Lăng Phi cuối cùng cũng có thể truyền báo về Linh Khê Tông. Tất cả nội môn đệ tử bờ Nam lập tức kết thúc tất cả hoạt động, tập hợp ở Trùng Đạo Sơn chuẩn bị chinh phạt Lạc Trần gia tộc, giải cứu đồng môn. Trình Viễn Đông, trưởng môn Linh Khê Tông, khởi động đại trận dịch chuyển tiến tới Lạc Tinh Sơn Mạch. Lão Tổ tới khi nhận ra thì đã quá muộn, tất cả tội ác mà hắn cùng gia tộc gây ra đều phải trả giá bằng tính mạng. Lăng Phi được hai người bí ẩn chữa trị, vừa tỉnh lại thì cô đã muốn đi tìm Tiểu Thuần bất chấp bản thân đang bị thương. Khung cảnh bãi chiến trường vô cùng hoang tàn, Tiểu Thuần không thấy đâu mà chỉ còn sót lại một mảnh y phục dính máu. Vì công lao của Tiểu Thuần mà toàn thể Linh Khê Tông lập bia tưởng niệm, đại tang cho cậu. Trình Viễn Đông thay mặt tên sư linh là Trần Nhân thu nhận Tiểu Thuần làm đệ tử, đồng thời truy phong cậu làm 110 vinh quang đệ tử. Gia tộc của Phùng Viêm từ giờ được Linh Khê Tông che chở, Vân Phi và Lăng Phỉ tấn thăng làm nội môn đệ tử. Tuy nhiên, Lăng Phỉ lại từ chối, cô muốn tới Đông Lâm Thành đóng giữ đợi Tiểu Thuần trở về bởi cô tin cậu nhất định vẫn còn sống. Tiểu Thuần đang ở trong đại mộng thì tỉnh lại trong một hang động. Ở đây còn có lão tiên bối thủ lăng nhân bí ẩn. Ông tiết lộ, Tiểu Thuần nhờ tu luyện bất tử công hút hết sinh cơ từ phía mới bảo toàn được mạng sống. Ông để lại một viên linh đan rồi bỏ đi, hẹn 15 ngày sau quay lại. Linh đan được Tiểu Thuần đưa lên chào mai rùa luyện linh lừng cao công hiệu. Cũng chính từ đây mà bất tử công liên tục đột phá. Tiểu Thuần giờ đây có thể phá hủy dễ dàng kết giới của hang động tiến ra bên ngoài. Thủ lăng nhân trước khi rời đi tặng cậu quyền bất tử công thứ hai kèm với lời nhắc, chuyện giữa ta và người chớ nói ra ngoài. Một thời gian sau ở Đông Lâm Thành, Tiểu Thuần xuất hiện trong hình dạng một kẻ ăn mày rách rưới nhếch nhác. Lăng Phỉ đi trên một cỗ xe ngựa suýt nữa đã đụng trúng cậu. Tưởng chừng lại lướt qua nhau và nhưng may mắn, Lăng Phỉ nhận ra giọng nói thành công hội ngộ với Tiểu Thuần. Tiểu Thuần được đưa về phủ thay một bộ quần áo mới. Khi biết Lăng Phỉ ở lại một nơi như thế này để đợi mình, Tiểu Thuần được đà lớn tới đặt tay lên vai cô động viên. Cảm động trước lời nói của Tiểu Thuần mà Lăng Phỉ sẵn sàng tặng cậu một nụ hôn. Hạnh phúc vừa tháng qua, sáng ngày hôm sau, Tiểu Thuần bất chợt nhận ra Lăng Phỉ không còn ở đây nữa. Tại Linh Khê Tông, chúng đệ tử tập hợp chứng kiến tác phẩm lịch sử của trưởng môn, bức tượng Tiểu Thuần được khánh thành dù có đôi chút thô kệch. Đúng lúc này, một chiếc thuyền bay đâm thẳng xuống cổ bức tượng, thủ phạm lại chính là Tiểu Thuần. Tiểu Thuần phải lên điện giải trình lý do mất tích. Cậu khôn khéo giữ lại bộ quần áo rách rưới lại may mắn lấy được lòng cảm thông. Giờ Tiểu Thuần đã là vinh quang đệ tử, thậm chí còn có địa vị khá cao khi ngang hàng với trưởng môn và các trưởng lão. Đang mặt dày xin ban thưởng thì Lý Thanh Hậu bước vào, nghe hai người nói về bảo khí, Trịnh Viễn Đông hiểu ra liền mang thần học thuẫn và kim ô kiếm tặng cho Tiểu Thuần. Khứa Bảo Tài, Đại Bàn, Vân Phi, Tiểu Muội đều chờ sẵn chúc mừng ở ngoài. Một thời gian sau, Tiểu Muội dẫn Tiểu Thuần đến cây linh thực tỷ thí năm xưa, điều này càng làm cho Tiểu Thuần nhớ tới Lăng Phỉ. Cố gắng tìm kiếm vậy nhưng vẫn chưa có tin tức, Tiểu Muội vẫn là luôn bên cạnh Tiểu Thuần. Vừa mới ngủ dậy, Tiểu Thuần đã nhận được vô số quà, một thời đại tươi sáng vạn người ngưỡng mộ đang mở ra trước mắt. Bên cạnh đó cũng có không ít người nhìn Tiểu Thuần không vào mắt. Trong một lần ngự kiếm, Tiểu Thuần và Hứa Bảo Tài ngã sấp mặt. Tại đây cậu vô tình gặp lại người quen cũ Trần Phi đang nói xấu mình. Bị dạy dỗ, Trần Phi mang Thượng Quan Thiên Hữu, đệ nhất nội môn thiên kiêu bờ Nam ra làm lá chắn. Vừa nhắc tới thì Thượng Quan Thiên Hữu xuất hiện, Tiểu Thuần mạnh miệng và nhường không chịu nổi một kiếm.
Tiểu Thuần trở về ở mức trong lòng, quyết luyện bằng được trúc cơ đan trả thù. Kinh tế eo hẹp, sau đó cậu được chủ tiệm dược liệu đề nghị tham gia đại hội giao lưu thương phẩm để có cơ hội giàu lên trong một đêm. Về phòng, Tiểu Thuần lập tức quá trình luyện chế, các bước đều rất cẩn thận, tuy nhiên thứ mà cậu luyện sai chỉ toàn là phế đan. Bất ngờ cậu được ai đó đưa cho một hòm đan dược. 3 tháng sau buổi đấu giá bắt đầu, Vân Phi và Tiểu Muội cũng tham gia. Tiểu Thuần bất cần để lộ mặt, do đó có một nhóm người đã nhắm mục tiêu vào cậu. Vật đấu giá nào được mang lên sàn cũng được đón nhận rất nồng nhiệt. Thế nhưng cho tới khi 3 món cuối cùng của Tiểu Thuần thì chẳng ai có hứng thú. Kết cục món đầu tiên không ai chịu mua bị tính là hàng tồn. Món thứ hai vẫn là một viên đan dược cấp thấp, chẳng có ai đấu giá nên Tiểu Thuần tự ra giá. Nghi ngờ có chỗ đặc biệt, các khách mời bắt đầu lên giá. Cuối cùng, Tiểu Thuần vẫn là thảm nhất khi tự mua đồ của mình với số linh thạch cao ngất ngưởng. Món số 3 cũng chẳng khác biệt là bao, chỉ có điều nó mang trên mình ký hiệu rùa đen nhỏ, là biểu tượng siêu phàm, mọi người tranh nhau trả giá. Phần thắng cuối cùng thuộc về Tiểu Muội với 1 vạn linh thạch bỏ ra. Biết Tiểu Muội muốn tặng đan dược cho mình, Tiểu Thuần thẳng thắn thừa nhận bản thân chính là rùa nhỏ đèn vĩ đại trước mặt mọi người. Dù vậy chẳng có ai tin ngoại trừ Tiểu Muội. Số khổ của Tiểu Thuần bây giờ mới tới khi cậu đã nhận rất nhiều lễ vật cầu hôn của các thiên kim tiểu thư trong thành. Màn cưỡng hôn nhân vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đặc biệt Tiểu Muội còn là một trong số nạn nhân khi vì gia tộc ép buộc mà không dám đối diện với Tiểu Thuần. Vận hạn của Tiểu Thuần tiếp tục bởi đích thần trưởng môn ra lệnh trong vòng 100 năm cậu không được chọn đạo lữ. Tiểu Thuần đau khổ vùi đầu vào luyện đan dược, phá hủy quá nhiều, Tiểu Thuần bị ép về nhà vậy nhưng vẫn chưa từ bỏ tham vọng luyện ra trúc cơ đan. Đan dược mà cậu luyện, đến con thỏ vô tình nuốt phải cũng ngừng thở ngay lập tức. Nhận ra vấn đề, cậu tiếp tục mang đan dược đi thí nghiệm. Đối tượng lần này cậu nhắm tới là một con khỉ. Về nhà liên tục cải tiến phương pháp, số lượng động vật thí nghiệm lẫn bi đá không ngừng tăng lên. Một ngày nọ, con linh vĩ kê ăn nhầm chí bảo, lần này lại nuốt thêm đan dược của Tiểu Thuần. Một lượng lớn động vật mắt biến thành màu đỏ, bước ngoặt đến từ một đêm mưa gió. Vấn đề tạp chất được giải quyết khi Tiểu Thuần bị sét đánh trúng. Dị tưởng ngày càng rõ ràng, đến con thỏ cũng có được khả năng nhại lại tiếng người. Nhờ có nó mà cả linh khê tông gần như ai cũng biết Tiểu Thuần luyện đan xảy ra dị tưởng. Số lượng đệ tử phản đối ngày một nhiều, đích thân Chu trưởng lão tìm tới tận cửa hỏi tội. Linh điều thú nuôi của ông bị Tiểu Thuần hành hạ sống không bằng chết. Chưa kịp trừng phạt thì Lý Thanh Hậu tới giải vây. Con thỏ một lần nữa xuất hiện, lần này tổ tiên cũng không thể cứu được Tiểu Thuần khi nó nhai lại những tâm sự thầm kín của Lý Thanh Hậu. Hàn Tầm bất ngờ gặp lại sư tôn đã chết từ lâu, ông chính là con khỉ đã nuốt đan dược của Tiểu Thuần. Nhiễu loạn thiên tượng, phá hoại tông môn, Tiểu Thuần dù có cố giải thích vẫn bị Lý Thanh Hậu trách phạt. Tiểu Thuần một lần nữa ra vẻ đáng thương cầu xin công pháp nâng cao tu vi và được Lý Thanh Hậu ban cho Long Tượng Hóa Hải Kinh. Một năm sau, Tam Đại Thánh Địa trúc cơ mở ra và nằm Bắc Đại Chiến Thiên Kiều thì theo Lý Thanh Hậu, Tiểu Thuần đều chưa có tư cách. Sau 4 tháng bế quan tu luyện, Tiểu Thuần bắt đầu cảm nhận được linh khí vạn vật xung quanh, hơn nữa còn có một luồng sức mạnh vô danh đang hình thành. Tiểu Thuần đang tiến vào tầng thứ nhất thành công phá vỡ trói buộc xiềng xích, mở ra Long Tượng Hóa Hải. Lý Thanh Hậu bất ngờ đưa Tiểu Thuần tới một nơi xa lạ. Tại đây rất nhiều đệ tử đang nguy hiểm tới tính mạng không ngừng kêu cứu. Bản thân Tiểu Thuần cũng gần bị đầm lầy nuốt trọn, may mắn có Vân Phi giải nguy. Tới lúc này Tiểu Thuần mới nhận ra đây là cuộc tuyển chọn tư cách chiến bờ Nam Thiên Kiều. Dọc đường Tiểu Thuần và Vân Phi bị cự kiếm trận vây khốn, chưa dừng lại, sương mù tiêu dao cũng được mang vào tỉ thí với hy vọng chọn ra 10 đệ tử xuất sắc nhất tham gia đại chiến Nam Bắc. Bên cạnh Tiểu Thuần và Vân Phi còn xuất hiện thêm một lũ thiên lôi có tốc độ kinh người. Tiểu Thuần vô tình gọi lũ thiên lôi là tên lông xanh, kết quả bị hắn truy sát đến nước và nhảy rơi xuống vực sâu. Tuy không nguy hiểm tới tính mạng, vậy nhưng Tiểu Thuần lại rơi đúng tổ rắn. Một đàn rắn không ngừng bám giết lấy Tiểu Thuần, buộc cậu phải mang ra Mộng Huyền Đan đe dọa. Không may một cơn gió thoảng qua, hầu lão cướp mất Mộng Huyền Đan. Tới lúc này, Tiểu Thuần chỉ còn cách bỏ chạy. Giai đoạn cuối cùng, Thượng Quan Thiên Hữu và Lữ Thiên Lôi đang tranh giành vị trí đứng đầu. Tiểu Thuần một lần nữa dùng đan dược giải vây, điều không ngờ tới là Sa Vương cũng bị đan dược hấp dẫn mà tiễn Tiểu Thuần một đoạn. Giữa đường Sa Vương mất kiểm soát lại vô tình hất băng Tiểu Thuần ra ngoài. Tiểu Thuần cũng là người đầu tiên về đích một cách đầy may mắn. Và cũng chính vì cậu mà rắn bạo động khắp tầm môn. Luận về thành tích, Tiểu Thuần đứng đầu, qua đó đủ tư cách tham gia Thiên Kiều Nam Bắc Đại Chiến vào tháng sau. Nếu tiến vào top 5 sẽ được đại diện Linh Khê Tông chiến đấu trúc cơ thánh địa. Để bảo toàn tính mạng, Tiểu Thuần quyết khăn gói ra đi. Tuy nhiên, Lý Thanh Hậu đã đợi trước cửa đồng thời đưa cậu trở về nơi đầu tiên hai người gặp nhau. Bị đánh động tới con đường tu tiên trường sinh, Tiểu Thuần bắt đầu xuống nước. Trở về thay vì luyện tập, Tiểu Thuần lại bắt đầu tìm cách xâm nhập vào quân địch điều tra tứ đại thiên kiêu bờ Bắc. Công Tôn Uyển Nhi, Công Tôn Vân, Bắc Hàn Liệt và Quỷ Nhà Thiên Kiều số 1 bờ Bắc đầy bí ẩn. Tiểu Thuần vô tình bị Công Tôn Vân phát hiện và phải bỏ trốn. Không thể không có thu hoạch mà trở về, Tiểu Thuần quyết một mình quay lại điều tra đến cùng. Lần này cậu gặp cảnh đau mắt khi bắt gặp Uyển Nhi đang tắm giữa hồ. Con thỏ nhại lại một lần nữa xuất hiện.
phát hiện có kẻ nhìn trộm, Uyển Nhi truy đuổi Tiểu Thuần tới cấm địa hung lệ. Trong khi đó, hai trường tọa bờ Bắc đang lo lắng thánh thú gần hết thọ nguyên, còn vị trong vực sâu sinh mệnh bản nguyên đã kiệt quệ. Tiểu Thuần rơi xuống đáy cấm địa nơi mà kim ô kiếm hoàn toàn mất tác dụng. Thánh thú bùa vây, Tiểu Thuần đụng phải một con rồng to lớn, dâng toàn bộ bảo bối không có tác dụng, thì sắp Mặc Long lại có hứng thú với đan dược của Tiểu Thuần. Nắm được thóp, Tiểu Thuần đề nghị một cuộc giao dịch luyện dược cho Thiên Sắp Mặc Long. Mới đầu Tiểu Thuần còn đòi hỏi đủ thứ, cuối cùng cậu chỉ có mỗi lòng huyết. Dù vậy rất nhanh cậu đã luyện xong một viên mộng huyền đan siêu cấp, hấp thụ hoàn thành Thiên Sắp Mặc Long tràn đầy sinh mệnh. Tiểu Thuần cũng vì đó mà được đưa ra ngoài. Sau khi tỉnh lại, Tiêu Muội, Vân Phi, Hứa Bảo Tài đã ở bên cạnh. Đại chiến thiên kiêu chỉ còn một ngày nữa là bắt đầu. Đệ tử hai bờ Nam Bắc không ưa nhau nên liên tục thách thức đối phương. Những lần trước bờ Bắc luôn giành chiến thắng nên có 12 tuyển thủ, còn bờ Nam chỉ được 10 tuyển thủ tham chiến. Một làn khói đen bao tỏa cả bầu trời, quỷ nhà xuất hiện. Vòng thứ nhất, Thượng quan Thiên Hữu tự tin khiêu chiến bất cứ ai dám đứng xa, đánh bại được đối thủ hắn cũng mất rất nhiều sức. Lữ Thiên Lôi là người thứ hai của bờ Nam bước lên đài, cậu chính thức khiêu chiến quỷ nhà. Tiêu Thuần vốn tính tới muộn để làm màu, ai ngờ vừa tới nơi thì bị lôi điện của Lữ Thiên Lôi đánh rơi xuống sàn đấu một cách bẽ mặt. Ngã tới lú cả đầu, Tiêu Thuần lại còn sang đứng kế bên cạnh Uyên Nhi phía đối thủ. Trận đấu thứ hai bắt đầu, bề ngoài nhìn sức mạnh hai người khá cân tài cân sức, vậy nhưng càng lâu về dài, quỷ nhà càng chiếm được lợi thế. Trước đòn kết liễu quỷ gia hành của quỷ nhà thì Hương Trường Tọa xuất hiện can thiệp. Kết quả bờ Bắc quỷ nhà giành chiến thắng. Để đối phó với quỷ gia hành, trên dưới Linh Khê Tông chỉ có thể là Thủy Trạch Quốc Độ đứng đầu trong các bí pháp. Trận thứ ba Bắc Hàn Liệt khiêu chiến Tiểu Thuần, Bắc Hàn Liệt gọi ra gia hành thú vô cùng dũng mãnh. Tiểu Thuần chủ động bỏ chạy, đồng thời dùng bùa chú lúc nguy cấp. Đến khi bùa chú bị mất thì cậu vẫn còn mộng huyền đan xoay chuyển thế cục. Bắc Hàn Liệt thất thần lập tức ra lệnh dạ hành thú dốc lại tinh thần. Mộng huyền đan quá hấp dẫn, dạ hành thú không thể thoát khỏi cám dỗ. Bản thân Bắc Hàn Liệt cũng bị chúng bom nổ. Tệ hơn khi dạ hành thú còn vì bữa ăn mà sẵn sàng tấn công chủ nhân. Bắc Hàn Liệt thua cuộc, bờ Bắc trưởng lão tức giận tấn công Tiểu Thuần thì Lý Thanh Hậu ra mặt cản lại. Sự hấp dẫn của mộng huyền đan còn dẫn dụ rất nhiều thành thú khác bay quanh bầu trời. Chứng kiến điều này, bờ Bắc trường tọa đích thân đứng ra nhờ và Tiểu Thuần dâng đàn. Tiểu Thuần tiết lộ gần như toàn bộ dược liệu luyện chế đồng thời giữ lại một món làm đường lùi. Nguyên Từ Châu và cánh linh tư được mang ra làm quà, sức hấp dẫn là rất lớn. Vậy nhưng Lý Thanh Hậu vẫn muốn bờ Bắc lấy Thủy Trạch Quốc Độ ra đổi. Là một bí pháp không ai luyện được, với lại cả chiến thú của cả bờ Bắc đang chờ đợi nên đây là một lời đề nghị không thể từ chối. Xem không hiểu, Tiểu Thuần xuống cấm địa tìm Thiên Sắp Mặc Long bởi nghi ngờ có liên quan tới bích khoa trong sơn cốc. Thủy Trạch Quốc Độ có biến động, huyễn tự biến thành long tượng hóa hải công tầng thứ ba. Hai loại công pháp bất ngờ dung hợp làm một, Thiên Sắp Mặc Long hiện ra nó rất lâu rồi mới gặp được kỳ tài. Lần này nó sẽ giúp Tiểu Thuần. Hàng loạt chiến thú mất tích không rõ nguyên nhân, chúng đồng loạt đổ bộ về phía cấm địa. Thiên Sắp Mặc Long chỉ điểm Tiểu Thuần ngộ ra bản mệnh chi linh là quan trọng nhất. Không phụ Thiên Sắp Mặc Long, Tiểu Thuần lập tức bước vào quá trình cảm nhận thành thú. Kể cả chiến thú của Công Tôn Vân cũng tới đây. Công Tôn Uyển Nhi, Thượng quan Thiên Hữu, quỷ nhà đã lọt vào vòng trong. Trận đấu tiếp theo Công Tôn Vân đối đầu Tiểu Thuần, phải đến những giây phút cuối cùng Tiểu Thuần mới chịu ra mặt. Công Tôn Vân tự tin xuất chiêu, tuy nhiên chiến thú của hắn không còn nghe theo lệnh. Ngược lại, Tiểu Thuần chẳng khác gì chủ nhân của chiến thú. Công Tôn Vân bị đám côn trùng của mình đưa ra khỏi võ đài. Tiểu Thuần xuất sắc tiến vào top 5. Làn sóng phẫn nộ của các đệ tử bờ Bắc khi mất chiến thú là vô cùng hùng hãn. Vòng thứ ba tổ chức bốc thăm đối thủ, Tiểu Thuần vận khí quá tốt khi bốc chúng lá vào thẳng. Trận đấu đầu tiên Uyển Nhi đối đầu với quỷ nhà, Uyển Nhi phóng xuất Phượng Hoàng công kích thẳng về phía quỷ nhà. Uyển Nhi tấn công liên tục vẫn không thể làm cho quỷ nhà nào núng. Đến khi quỷ nhà đáp trả lại thì cô không thể chống đỡ được. Thượng quan Thiên Hữu phối hợp bộ pháp di chuyển và truy thần chạm cực kỳ linh hoạt. Chỉ cần vài chiêu hắn đã đánh bại đối thủ, top 3 thiên kiêu đại chiến bờ Nam chiếm trọn hai ghế. Vòng kế tiếp, Linh Khê Tông bờ Nam nội chiến khi Tiểu Thuần đối đầu Thượng quan Thiên Hữu. Với tình nhát chết, Tiểu Thuần lập tức xin bỏ cuộc nhường lại trước vé chung kết. Tuy nhiên, Thượng quan Thiên Hữu không đồng ý. Những tiếng chê bai oan trách bề ngoài làm Thượng quan Thiên Hữu thêm điền tiết. Đã nhường không nhận thì thôi, Thượng quan Thiên Hữu lại còn xúc phạm phụ huynh của Tiểu Thuần. Bị coi thường, Tiểu Thuần nhẫn nhịn và nhường nhục mãi cha mẹ là điều không thể tha thứ. Tiểu Thuần phẫn nộ tung ra một quyền khiến Thượng quan Thiên Hữu bay thẳng xuống võ đài. Quỷ nhà bất ngờ xuất hiện đánh lén, Tiểu Thuần trúng đòn vậy nhưng kịp thời dùng bùa chú nên cũng không bị ảnh hưởng. Chỉ cần tung ra 6 tầng sức mạnh, quỷ nhà đã hoàn toàn áp đảo. Tiểu Thuần không hề xuất chiêu bởi muốn thăm dò đối thủ tìm ra sơ hở. Kế hoạch phát huy tác dụng khi Tiểu Thuần có thể nhìn thấu chiêu thức, đồng thời đáp trả bằng toái hậu tỏa. Lần đầu tiên bị đả thương, quỷ nhà thì triển thanh mộc liệt hồn. Tiểu Thuần né tránh cực khéo, cuối cùng quỷ nhà vẫn là người trúng đòn.
bị dồn tới bước đường cùng, quỷ nhà phải tung ra quỷ dạ hành chiêu thức đã từng đánh bại Lữ Thiên Lôi. Tiêu Thuần trong giây phút quan trọng kích hoạt tử khí hóa đỉnh ngăn cản, cậu tiếp tục thi triển Long Tượng Hóa Hải bổ sung sức mạnh. Bằng đó là vẫn chưa đủ ngăn cản quỷ dạ hành, vậy nhưng Tiêu Thuần đã được nếm trải qua cảm giác trúng đòn. Cậu quyết tâm bao nhiêu thì quỷ nhà cũng vậy, hắn sử dụng chiêu mạnh nhất của mình, bách quỷ diệt thế. Đây vốn là kế hoạch của Tiêu Thuần khi cố gắng cầm cự, chờ đợi khoảnh khắc quỷ nhà dùng hết sức mạnh mới tung ra tuyệt chiêu thủy trạch quốc độ, tạo ra một con thủy chiêu khổng lồ chấn áp đối thủ. Đổi lại, Tiêu Thuần quá sức dẫn tới linh khí phản phệ, tất cả đệ tử được lệnh rời khỏi võ đài ngay lập tức. Đích thân trưởng môn cùng các trường tọa hộ pháp cho Tiêu Thuần. Thời gian chỉ có một nén hương, Lý Thanh Hậu gần cạn kiệt sức lực mà vẫn cố gắng hộ pháp đến phút cuối cùng. Nén hương sắp vụt tắt, tất cả mọi người đã nghĩ tới viễn cảnh xấu nhất, thì Thiên Giáp Mặc Lòng xuất hiện hỗ trợ. Lôi đài được hàn gắn, Tiêu Thuần cũng lấy lại được ý thức trong sự thẫn thờ của mọi người. Lý Thanh Hậu vội chạy tới ôm Tiêu Thuần, linh khí lúc đột phá tu vi bộc phát mới cứu được cậu một mạng. Bản mệnh chi linh được Tiêu Thuần ngộ ra là một gai xương mà chưa rõ hình dạng. Vừa thoát chết không lâu, Tiêu Thuần lại đòi thêm bí pháp làm hai vị trưởng tọa bờ Bắc Điền tiết. Một tháng sau, Tiêu Thuần cùng một số thiên kiêu đệ tử Linh Khê Tông tham gia địa mạch trúc cơ tranh giành tài nguyên với đệ tử ba tông môn khác, Đan Khê Tông, Huyền Khê Tông và Huyết Khê Tông. Đệ nhất thiên kiêu trước lúc xuất phát tuôn ra một bài diễn thuyết vô cùng cảm động, tiếng trống vang lên, đại trận truyền tống chính thức được khởi động. Trong Vĩnh Hằng Đại Lục có Thông Thiên Hà, nơi đây dựng lên rất nhiều tông môn. Nhánh hạ du Thông Thiên Hà ngoài Linh Khê Tông còn có Huyết Khê Tông, Huyền Khê Tông và Đan Khê Tông. Địa mạch trúc cơ mở ra, Tiêu Thuần được kỳ vọng rất nhiều. Trong nháy mắt, đoàn thuyền đã tới Vẫn Kiếm Thâm Uyên. Tứ tông tập hợp đầy đủ, các trưởng tọa đồng loạt liên thủ khai mở cổng vào. Bên trong, Tiêu Thuần liên tục bắt gặp cảnh đệ tử các tông môn chém giết lẫn nhau. Vì an toàn, Tiêu Thuần tìm tới nơi ít người. Rất tiếc, cậu vẫn đụng phải đồng môn. Dù không muốn vậy nhưng Tiêu Thuần vẫn phải giúp bọn họ đi tranh đoạt điểm truyền tống. Điều này vô tình tạo nên sức mạnh tinh thần cực lớn. Chỉ đáng tiếc, Tiêu Thuần vẫn bị bỏ lại phía sau. Vân Phi nhìn thấy nên dẫn cậu theo, tuy nhiên vận khí quá kém, cứ đến đâu lời truyền tống đóng lại tới đó. Đang đau khổ thì Tiêu Thuần bị một nhóm đệ tử Huyết Khê Tông bày trận khống chế. Đứng trước nguy cơ bị giam cầm 3 ngày, Tiêu Thuần sử dụng phù chú phá trận. Một lá phù không có tác dụng thì nhiều lá, lần này thì thành công và nhưng số lượng quá nhiều, khiến cậu bị thổi bay đến trước mặt Tống Khuyết. Tiêu Thuần vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh cho tới khi thấy đối phương thay đổi tư thế thì cậu bỏ chạy mất dép. May mắn cuối cùng cũng chịu mỉm cười với Tiêu Thuần bởi trước mặt xuất hiện một điểm truyền tống. Phải thu thập đầy đủ điểm mạch chi khí, Tiêu Thuần mới có thể bắt đầu trúc cơ. Chờ đợi nửa canh giờ vẫn chưa thấy con sát thú nào, thay vào đó Tiêu Thuần lại nhìn thấy hai đệ tử Linh Khê Tông đang bị thương. Sắp xếp ổn thỏa, Tiêu Thuần đối mặt Vương Lâm kẻ hạ độc. Huyền Nhi bất ngờ chạy ngang qua, theo sau lưng cô là rất nhiều sát thú. Điều này mà nói với Tiêu Thuần là một cơ hội cực kỳ tốt để thu thập điểm mạch chi khí. Huyền Nhi khó chịu trong lòng vì sự cố lần trước, dù vậy cô vẫn để Tiêu Thuần đi theo. Một sát linh đang âm thầm quan sát từ xa. Ngoài các đệ tử có thực lực săn giết sát thú đoạt địa khí thì số khác chọn cách cướp đoạt. Tiêu Thuần lợi dụng linh khí trên cơ thể Uyển Nhi lẫn tất của đại bàn mà dưỡng dụng được rất nhiều sát thú. Lôi Sơn ra mặt định cướp đoạt đạo bình thì giọng nói của sát linh vang lên. Bão cát bất ngờ xuất hiện xua đuổi Lôi Sơn lẫn sát linh. Đổi lại, Tiêu Thuần và Uyển Nhi bị cắt lún dẫn tới một sơn động. Hai người đang tìm đường ra thì bị một quả trứng tấn công. Tiêu Thuần nhờ Uyển Nhi lấy súng khỏi đầu, kết quả lại bị cô hành hại cho sống không bằng chết. Nhìn kỹ không thấy giống sát linh, Tiêu Thuần nghĩ rằng có duyên nên kết nghĩa phụ tử, đồng thời đặt cho quài trứng cái tên Thiết Đàn. Trong thời gian rảnh rỗi, Tiêu Thuần mang đỉnh ra luyện đàn, kết quả đỉnh phát nổ lại vô tình mở ra lối thoát cho cả hai người. Điểm mạch chi khí giảm sút, Tiêu Thuần một lần nữa mang đỉnh ra luyện đàn. Bông huyền đàn được luyện xong, rất nhiều sát thú bắt đầu bị dẫn dụ tới. Một chiều xử lý tất cả, Tiêu Thuần thu được đạo bình đầy địa khí, lần lượt Phương Lâm, Cửu Đào và Tống Khuyết xuất hiện cấp đoạt. Một trận chiến lập tức nổ ra, người hưởng lợi cuối cùng lại là Tiêu Thuần. Uyển Nhi bị sát linh tấn công nên phải quay lại. Tiêu Thuần nhanh trí dùng đạn khói mới có thể thoát thân được. Hết sát linh, Tiêu Thuần lại đụng phải Lôi Sơn. Nhận ra sát linh vẫn còn ở gần, Tiêu Thuần ném mộng huyền đàn vào miệng Lôi Sơn biến hắn thành con mồi thay thế. Tiêu Thuần không chạy được quá lâu thì sát linh tìm tới. Lôi Sơn giờ đã bị biến thành con rối. Tiêu Thuần phải đồng ý chơi trốn tìm cùng với sát linh thì mới giữ được mạng. Cậu đóng vai con mồi và rất nhanh đã bị tìm thấy. Đứng trước nguy cơ trở thành con rối, ý thức Tiêu Thuần phản kháng mạnh mẽ. Tiêu Thuần trong lúc chạy trốn đụng phải Hứa Tiêu Sơn, biết cậu đã tập hợp đủ điện mạch chi khí, Tiêu Sơn lập tức đuổi theo. Tiêu Sơn tìm tới, Tiêu Thuần mang cậu ta ra làm kẻ chết thay. Miếng ngọc bội trên người Tiêu Sơn bất ngờ có công dụng xua đuổi sát linh. Tiêu Thuần nhận ra bảo bối có thể giúp mình nên tìm mọi cách để có thể lấy về. Hai người bước vào một cuộc so tài xem ai có nhiều pháp bảo hơn. Cuối cùng, Tiêu Sơn chỉ còn một món duy nhất,
Ngược lại, Tiểu Thần vẫn sở hữu vô số kiếm luyện linh 3 lần. Tiểu Sơn phục sát đất, sau đó quyết định tặng một nửa mí ngọc cho cậu. Sát Linh tiếp tục tìm tới, một nửa ngọc cổ không có tác dụng, trừ khi phải ghép cả hai với nhau. Tống Khuyết thu thập đầy đủ địa mạch chi khí, cứ tưởng rằng mình là người đầu tiên trúc cơ, hắn không ngờ được rằng Tiểu Thuần đã đi trước một bước. Địa mạch chi khí liên tục bị hao hụt. Sau khi điều tra, Tiểu Thuần mới phát hiện tất cả đều do thiết đàn hút đi. Trừng phạt không có tác dụng, Tiểu Thuần phải cầu xin thiết đàn trả lại. Bầu trời có biến động, Tiểu Thuần là người đầu tiên thành công thổi dẫn địa khí. Tống Khuyết không muốn thua kém nên cùng với Tiểu Thuần tạo nên một thế song mã. Tiểu Thuần đang đắc ý bởi trở thành người đầu tiên trúc cơ thì đột nhiên đất đá rơi xuống. Thủy chiêu của Tống Khuyết đang hút khí địa mạch của Tiểu Thuần. Nhớ lời Lý Thành Hậu, Tiểu Thuần vận dụng từ khí ngụ đỉnh cộng với long tượng hóa hải kinh lấy lại thế cân bằng. Lần lượt quỷ nhà, cù đào và phương lâm cũng trúc cơ ngay sau đó. Tiểu Thuần mở ra tầng 5 thì bị xiềng xích khống chế. Khi chuẩn bị sử dụng địa khí mạch khóa giải thì Tống Khuyết hút lấy toàn bộ. Thiết đàn nghe được tiếng cầu cứu lập tức xuất phát đến vị trí của Tống Khuyết. Sau khi đánh chén địa khí mạch no nề rồi nó quay trở về truyền lại cho Tiểu Thuần. Thủy chiều khởi động, tuy nhiên khí tức tầng 5 lại quá yếu. Chớ bỏ cuộc, Tiểu Thuần sử dụng bí pháp thủy trạch quốc độ mở ra thủy chiều tầng thứ 6 và bị chê bài thậm tệ. Bỏ qua tất cả, cậu bình tĩnh cho thấy điểm mấu chốt kích hoạt lòng tượng hóa hải chi cảnh. Toàn bộ khí địa mạch trong bí cảnh đều bị hút về phía thủy chiều của Tiểu Thuần. Làm rõ nếu Tiểu Thuần mở ra thủy chiều thứ 8, khí địa mạch trong vẫn kiếm sẽ bị hút hết. Tống Khuyết, Cù Đào và Phương Lâm lập tức lệnh các đệ tử trong tông môn bằng bất cứ giá nào cũng phải giết được Tiểu Thuần. Tiểu Thuần vốn đã có phòng bị từ trước, một số đệ tử chúng trận độc đều thần trí điên đảo. Ngoài ra cậu cũng sử dụng cả ngàn lá bồi chú làm lá chắn bảo vệ. Mục tiêu hoàn thành thủy triều tầng 8, lần này Tiểu Thuần dùng tới bí pháp bất tử công. Không lâu sau, cậu đã đạt tới tầng thứ 9, địa mạch đỉnh phòng. Vân Phi có chút lưỡng lự và nhưng vẫn cùng đồng môn đi bảo vệ Tiểu Thuần. Trúc cơ địa mạch đỉnh phòng sẽ khiến người đó mất lý trí, tàn sát tứ phương như vô cực từ 800 năm về trước. Cầu đầu, Phương Lâm bị cắt đứt thủy triều, chúng thề rằng sẽ không bỏ qua. Phòng tuyến bảo vệ bị phá vỡ, Cầu Đào đến gần vị trí Tiểu Thuần thì Vân Phi cản lại. Phía Phương Lâm thì đã có Uyển Nhi lo liệu, dù vậy cô lại hoàn toàn yếu thế. Vân Phi cũng vậy, cô bị Cầu Đào áp đảo vậy nhưng vẫn quyết tâm bảo vệ Tiểu Thuần cho đến hơi thở cuối cùng. Đúng giây phút cậu đốt cháy nguyên thần thì Bắc Hàn Liệt tới giải vây. Rất nhanh Bắc Hàn Liệt cũng chung số phận với Vân Phi, riêng Uyển Nhi thì bị Phương Lâm đẩy xuống vực sâu. Đôi mắt Tiểu Thuần đã rơi xuống, đang trúc cơ vậy nhưng cậu vẫn hút được linh lực của Phương Lâm khiến hắn tan biến trong nháy mắt. Đôi mắt của cậu hóa đỏ dẫn tới bầu trời tràn ngập một màu đỏ như 800 năm về trước. Một số đệ tử đồng loạt tổng lực công kích Tiểu Thuần để rồi cậu như một con thú dữ hủy diệt tất cả. Cựu đào tấn công Tiểu Thuần từ xa, tất cả đều không thể chạm vào người cậu. Kết quả cựu đào trúng một trường hồn bay khỏi xác, cố gắng phản kháng càng làm hắn có cái chết đau đớn hơn. Sa Tăng chứng kiến tất cả, Tiểu Thuần giờ này cũng đã trở lại bình thường, chỉ thương cho Vân Phi là điều đầu tiên cậu muốn làm. Sa Tăng có ý bỏ chạy, tuy nhiên bị cậu phát hiện và đánh trúng, để rồi bất ngờ biến mất sau một cái mặt nạ. Vừa định sử dụng khí địa mạch chữa cho Vân Phi, thì Tiểu Thuần phát hiện Tống Khuyết đang nhân cơ hội hoàn thành thủy triều tầng 8. Tiểu Thuần phẫn nộ ra sức giành lại khí địa mạch cho đồng môn trúc cơ. Tống Khuyết không cam tâm, hắn cưỡng ép mở ra thủy triều tầng 9. Tiểu Thuần có nhiệm vụ ngăn cản Tống Khuyết, còn Vân Phi sẽ đi tìm Uyển Nhi. Tống Khuyết sắp thành công, thì từ khí hóa đỉnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Tiểu Thuần chút toàn bộ nỗi tức giận công kích Tống Khuyết, cắt đứt trúc cơ. Tống Khuyết may mắn thoát được lại âm mưu dùng la bàn dẫn động khí thiên mạch. Một khi thiên mạch trúc cơ thì tầng trí cao địa mạch cũng không thể sánh kịp. Cuộc tranh giành thiên mạch trúc cơ bắt đầu. Tiểu Thuần và Tống Khuyết điên cuồng lao vào nhau. Sau một hồi giao chiến ác liệt, Tống Khuyết lần đầu tiên bị đẩy lùi, cố gắng đáp trả bằng đòn công kích cực mạnh. Tuy nhiên, Tiểu Thuần có bất tử công nên không bị ảnh hưởng. Tới giờ phút này, Tống Khuyết mới sử dụng bí thuật tông môn huyết sát giới. Tiểu Thuần trúng đòn rơi xuống dưới, chưa kịp chạm vào thiên mạch trúc cơ thì nước bắt đầu được dẫn động. Thủy trạch quốc độ của Tiểu Thuần một lần nữa hất tay trên Tống Khuyết. Tiểu Thuần thành công hấp thu thiên mạch, Sát Linh vui mừng vì cô sắp được tự do. Bí cảnh bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ, ra ngoài là vấn đề ưu tiên trước mắt. Tiểu Thuần ở lại tìm Uyển Nhi mất tích. Uyển Nhi không thấy đâu mà chỉ nghe thấy tiếng Sát Linh hả hê khi tìm được Tiểu Thuần. Thực lực Tiểu Thuần hoàn toàn thua kém, đúng lúc nguy cấp thì thiết đàn xuất hiện truyền tống Tiểu Thuần đi nơi khác. Uyển Nhi tỉnh lại, cô nở một nụ cười bí hiểm. Vẫn kiếm sụp đổ, các đệ tử tông môn đều đã ra ngoài. Tiểu Thuần không thấy đâu mà chỉ có túi trữ vật của cậu ra ngoài. Hầu Lão và Hàn Tông lo lắng Tiểu Thuần tương lai bị Tam Tông truy sát. Nếu cậu trở về sẽ truyền lại hàn môn ruột. Trong khi đó Tiểu Thuần được truyền tống tới Lạc Trần Sơn Trang. Thiết đàn quá sức trở nên yếu ớt, Tiểu Thuần dùng tinh thần lực bồi bổ, kết quả càng làm thiết đàn thảm hại. Không có linh kiếm, Tiểu Thuần chỉ còn cách đi bộ về Đông Lâm Thành. Cô vô tình nhìn thấy bóng dáng Lăng Phỉ, vậy nhưng cô lại mất tích ngay sau đó. Có kẻ tìm tới gây chuyện, Tiểu Thuần nhanh trí chạy thoát. Không may giữa đường cô lại bị huyết mai thiếu chủ của huyết khê tông truy sát.
Nhân cơ hội Huyết Mai lơ là cảnh giác, Tiểu Thuần dẫn dụ cô nơi có Tham Linh Hoa sinh sống. Huyết Mai bị vây khốn không còn chút sức lực phản kháng. Tiểu Thuần một lần nữa tới hang động trú tạm. Suốt dọc đường luôn có vết tích đánh nhau, vậy nhưng xuất hiện rất ít sát thủ. Đang nghi ngờ có người âm thầm bảo vệ thì Lăng Phỉ xuất hiện. Tiểu Thuần mừng rỡ rơi nước mắt, tuy nhiên lại bị cô đánh ngất. Để bảo vệ bình an cho cậu mà cô đã âm thầm càn quét mọi người hiểm phía trước. Sau khi Tiểu Thuần tỉnh lại, Lý Thanh Hậu và Tiểu Muội đã ở trong mắt. Cậu được Lý Thanh Hậu tiết lộ Lăng Phỉ chính là tên phản bội của Hương Vân Sơn. Trở về Linh Khê Tông, Tiểu Thuần tự nhốt mình trong phòng, đến giờ cậu vẫn chưa tin Lăng Phỉ phản bội. Hàn Tông bất ngờ ngưng động thời gian xuất hiện trong phòng Tiểu Thuần. Tiểu Thuần được ông đưa tới một nơi xa lạ, đồng thời giải thích cặn kẽ về thế giới. Tứ đại tông môn đấu tranh bởi muốn giành lấy vị trí bỏ trống của tông môn cổ. Các tông môn đều nghĩ mọi cách đè lên vùng thượng du, ngoài hưởng linh khí dồi dào, họ còn muốn hòn đảo có lối đi lên trời. Hàn Tông tặng quyền hàn môn dược căn cơ lưu truyền của Linh Khê Tông cho Tiểu Thuần với hy vọng cậu có thể bước đi lên con đường vĩnh hằng. Ngoài ra, ông cũng tiết lộ quả trứng mà Tiểu Thuần nắm giữ là một vương thú, một khi nó nở ra sẽ trở thành chủ lực mạnh nhất. Thời gian quay trở lại, Tiểu Thuần hoàn toàn bình thường như chưa xảy ra chuyện gì. Cậu kể chuyện quả trứng và thiên đạo trúc cơ cho Tiểu Muội, Bảo Tài, Đại Bàn nghe. Một thời gian sau, linh thú trong Linh Khê Tông mất tích ly kỳ, gây nên một làn sóng phẫn nộ đòi đả đảo Tiểu Thuần. Nhận ra Tiểu Thuần đi một bước thâm hiểm hơn là đến cầu xin Thiên Giáp Mặc Long giúp đỡ. Nề mặt Thiết Đàn là vương thú nên nó đồng ý gọi toàn bộ thành thú tới truyền linh lực. Điều này vô tình bị Bắc Hàn Liệt bắt quả tàng, cậu một mực đi tìm sư tôn đòi công đạo. Trung môn cũng như các trưởng tọa đều biết chuyện và nhưng nhắm mắt cho qua bởi tương lai của tông môn. Chỉ có hai vị trưởng tọa bờ Bắc không biết nên tới tận phủ bắt hỏi tội Tiểu Thuần. Tiểu Thuần bày mọi kế mới lấy được một chút lòng tin, đại bàn trong phòng luyện linh giúp Tiểu Thuần thì đúng giai đoạn quan trọng. Vòi chúng vỡ ra, Thiết Đàn vừa mở mắt chào đời thì sớm có nguy cơ chết yểu. Tiểu Thuần mang dây chào mai rùa lập tức bước vào quá trình đưa Thiết Đàn trở lại. Đại bàn luôn dằn vặt bởi chính anh đã luyện linh sai sót. Tiểu Thuần kiên trì trong nhiều ngày, cuối cùng quả trứng vỡ ra lần nữa. Thiết Đàn đã sống lại, nhìn thấy Tiểu Thuần nó lập tức chạy tới ôm chầm lấy cậu. Đại bàn vì chuyện này mà được an ủi phần nào. Tiểu Thuần mang theo Thiết Đàn đi xử ngoài khắp phố, cứ tưởng mình là nhân vật chính vậy nhưng thực chất Thiết Đàn mới là trung tâm của mọi sự chú ý. Tổ cấm truyền thừa bất ngờ nổi lên 20 đạo, Quỳ Nhai chính là đệ tử đang tiếp nhận. Tiểu Thuần mạnh mồm tuyên bố mình có thể đạt được 200 đạo. Lý Thanh Hậu đưa ra điều kiện, Tiểu Thuần phải trai dưới một tháng mới được tiến vào tổ cấm tuyệt địa. Tiểu Thuần lập tức lao vào học tập sát, sắc, tử, đạo, vọng ngữ. Trong thành đột nhiên xuất hiện một tên cuồng mà trộm yếm của các nữ đệ tử ở Chu Tuyền. Kẻ trộm đó không ai khác ngoài Thiết Đàn. Rắc rối bắt đầu khi thượng quan Thiên Hữu dẫn người tới điều tra. Tiểu Thuần kịp thời giấu số yếm đi và nhưng lại không thể ngờ tới yếm để trong đỉnh luyện đàn không ngừng nở ra dẫn tới phát nổ. Thiết Đàn tuổi còn nhỏ vậy nhưng rất tinh danh, nó không cho Tiểu Thuần bất kỳ cơ hội nào giải oan. Cuối cùng, Thiết Đàn bị phạt vào vạn xà cốc hối lỗi. Riêng Tiểu Thuần không biết dạy con lại được tạo điều kiện tiến vào tổ cấm tuyệt địa. Bên trong vô cùng lạnh lẽo, Tiểu Thuần liên tục bay kiến kẻ bức xa, đó thực chất lại là tâm kỳ. Đến khi nhận ra thì cậu chỉ còn cách xà vờ ngây thơ cho bất quê. Với thiên phú của mình, Tiểu Thuần mở ra vô số đạo quang trụ. Tiểu Thuần lỡ lời chọn tất cả truyền thừa lĩnh hội, kết quả cậu không được nhận bất kỳ truyền thừa nào. May mắn Tiểu Thuần vẫn còn tài nịnh hót nên đổi được một truyền thừa không hề có chữ. Tiểu Thuần sở hữu một giọt nước không thiên hà, vừa hay đây chính là một cơ hội để thử. Truyền thừa ẩn tàng duy nhất, Từ Khí Thông Thiên Quyết chính là truyền thừa mà Tiểu Thuần nhận được. Chiếc mặt nạ trong túi chữ vật có khả năng phát ra tiếng nói, sau một hồi đe dọa nó hiện nguyên hình là một thanh niên béo tốt. Ngoài ra hắn cũng tiết lộ một món đồ liên quan tới vĩnh hằng được giấu trong mật thất Huyết Khê Điện Tử trong Huyết Khê Tông. Hắn thực chất không phải là đệ tử Huyết Khê Tông, một kẻ thần bí đã đưa ra mặt nạ biến hắn cho thành dạ táng nhằm tìm kiếm thứ đồ vĩnh hằng kia. Chiếc mặt nạ có tác dụng thay đổi thân hình tướng mạo, ẩn tàng tu vi mà dưới cảnh giới đại thừa không ai nhận ra được. Thiết Đàn vừa được sai chạy, nhu cầu ăn uống của nó khiến Tiểu Thuần cạn kiệt linh thạch. Uyên Nhi bất ngờ trở về lại đụng trúng ngay Tiểu Thuần, cô có những biểu hiện rất lạ, đến Thiết Đàn cũng không dám tới gần. Tiểu Thuần nghi ngờ vậy nhưng không phát hiện ra bất thường, bỏ qua chuyện nhỏ, Tiểu Thuần tranh thủ mượn linh khí bên bờ Thông Thiên Hà để tu luyện Bất Tử Kim Cương. Chỉ mới luyện tới trình độ nhất tưởng mà Tiểu Thuần đã có biến đổi cực kỳ lớn, khi lúc biến thành béo ú, lúc lại gầy trơ xương. Bộ khí đan cấp 4 có thể giúp điều hòa linh khí, sau đó Tiểu Thuần nghiên cứu hàn môn dược quyển, tuy nhiên cậu lại không thể lĩnh ngộ. Không bỏ cuộc, cậu lao đầu vào luyện đàn, còn Linh Khê Tông một lần nữa phải rúng động vì dị tượng. Trình Viễn Đông tới xem xét đúng lúc đỉnh luyện đàn phát nổ, Thiết Đàn vì đỡ cho Tiểu Thuần một trường mà giờ vừa mất mạng, giúp chủ nhân thoát khỏi hiểm cảnh. Dù vậy thì cuối cùng họ vẫn bị phát hiện. Tiểu Thuần bị phạt xuất tông lịch luyện, mọi người tỏ ra đau buồn. Đặc biệt là Bắc Hàn Liệt còn khóc lóc thảm thiết. Vậy nhưng đến lúc Tiểu Thuần ra đi thì cả tông môn ăn mừng 3 ngày 3 đêm ngoại trừ Tiểu Muội. Tiểu Thuần hướng thẳng tới Huyết Khê Tông, mục đích của cậu là vĩnh hằng chi vật. Nhờ chiếc mặt nạ, Tiểu Thuần đã hoàn toàn biến thành bộ dạng của dạ táng.
Tiếp theo, Tiểu Thuần tìm hiểu bối cảnh Huyết Khê Tông thông qua lời kể của Mặt Nạ. Sơn môn của Huyết Khê Tông thực chất đúng là một bàn tay khổng lồ. Để đi vào địa bàn Huyết Khê Tông, Tiểu Thuần phải bước qua trận pháp huyết khí cộng minh kiểm tra thân phận. Bất Tử Công đột nhiên có phản ứng, Tiểu Thuần bắt đầu nghi ngờ bí pháp có liên quan tới Huyết Khê Tông. Sau đó Tiểu Thuần được truyền tống tới nội môn, Huyết Khê Tông cực kỳ bất ổn đánh nhau, chèn ép diễn ra khắp nơi. Tiểu Thuần chính là người mà các đệ tử ở đây ghét nhất. Tiểu Thuần gặp lại Tiểu Sơn, may mắn dưới lớp mặt nạ Dạ Táng cậu ta không hề nhận ra được. Dạ Táng từng tham gia vây giết Tiểu Thuần trong Vẫn Kiếm, giờ mỗi câu trở về nên cũng gặp phải nhiều phần đa nghi. Nhiều tài biện luận cũng như nói dối không biết ngượng, Tiểu Thuần mới thoát khỏi hiểm cảnh. Vừa được thả, Tiểu Thuần lại đụng phải người quen cũ, Huyết Mai thiếu chủ. Mây máu xoay quanh bầu trời, Tống Khuyết cũng xuất hiện. Huyết Mai, Tống Khuyết vốn là oan gia, sau lại tranh nhau vị trí huyết tử nên một cuộc đụng độ là không thể tránh khỏi. Dưới uy áp từ trận chiến mà những đệ tử bên cạnh đều ngã quỵ, chỉ có Tiểu Thuần là không tổn hại. Biết mình quá chủ quan, thoát thân không có tác dụng. Tiểu Thuần chỉ còn cách xa vờ lảo đảo, đồng thời thêm điểm nhấn nội thường phát tác muộn đánh tan nghi ngờ. Tống Khuyết vẫn rất giàu hoạt, Tiểu Thuần chỉ hoàn toàn được xài về khi nữ nhân của Dạ Táng xuất hiện. Tiểu Thuần may mắn chạy thoát lại vô tình lạc vòng khu cấm địa huyết tử điện. Cậu này giải định cho thành hộ pháp trung phong, vậy nhưng trước tiên phải có đủ điểm công hiến. Vừa hai năm nay thi phong ra đề luyện khối dưỡng thì Tiểu Thuần một mình đến địa bàn thi phong và nhận được một ngọc giản dự thi. Các đệ tử phải luyện bạch khôi, người luyện thành có thể tham gia thí luyện phàm mạch. Cách nhanh nhất là dùng cửu u huyết đan để luyện, đây không khác gì thế mạnh của Tiểu Thuần. Bị con rối chuẩn bị luyện dọa chết, tay Tiểu Thuần chạm xuống bí huyết vô tình lại có phản ứng với Bất Tử Công. Công pháp Huyết Khê Tông lấy máu làm gốc, suy nghĩ thấu đáo. Lò đan đầu tiên hoàn thành, giờ chỉ cần đợi 3 tháng là có thể đến thu hoạch bạch khôi. Lò tiếp theo, Tiểu Thuần luyện khai môn đan từ máu thiết đản, chỉ một giọt mà cậu từng suýt tán ra bại sản. Sau nhiều ngày kiên trì, khai môn đan cuối cùng cũng ra lò. Luyện linh 4 lần phải cần tới tứ diệp thảo mà chỉ Vạn Huyết Nhai mới có. Bí huyết đột nhiên đổi màu, con rối của Tiểu Thuần thì hút bí huyết từ phòng khác sang. Phòng nuôi sắp bị phá hủy trong chớp mắt. Tiểu Sơn đau khổ tột cùng, gọi ra hắc khôi công kích Tiểu Thuần. Rất may bạch khôi của Tiểu Thuần kịp thời xuất hiện cản lại. Thực lực của bạch khôi là hoàn toàn áp đảo, một số bạch khôi khác cũng bắt đầu mất kiểm soát. Cứ tưởng thi phong đại trưởng lão sẽ trách phạt, vậy nhưng anh ngồi rằng ông lại trọng thưởng 5.000 linh thạch và 3 vạn điểm cống hiến cho Tiểu Thuần. Một tháng sau, Tiểu Thuần có tư cách tham gia thí luyện phàm mạch. Tiểu Thuần và Tiểu Sơn hàn gắn lại tình cảm, bỏ qua mọi chuyện cũ. Chủ trì đợt thí luyện có 4 đại trưởng lão tương ứng với 4 phòng. Tiểu Thuần đang vô cùng tự tin cũng là lúc Tống Uyển Quân trung phong đại trưởng lão xuất hiện. Đề thi lần này là tranh đoạt bình trúc cơ đàn, rất nhanh tất cả đã hành động, chỉ có Tiểu Thuần xuất phát chậm. Cuộc tranh đoạt rất ác liệt, Tiểu Thuần không muốn bị bại lộ thân phận mà đưa ra giao dịch với một nhóm đệ tử. Cuối cùng người hưởng lợi vẫn là cậu khi thừa cơ nước đục thả câu. Đồng thời Tiểu Thuần cũng trở thành trung tâm truy sát, cậu khôn khéo giao vời chúng đòn rơi xuống mặt đất. Phía dưới cậu một lần nữa đụng phải thỏ lắm mồm, vậy nhưng để nói chạy thoát, vì cơ duyên mà tứ diệp thao ở ngay trước mắt, có huyết thú bảo vệ cũng không thể làm khó được Tiểu Thuần. Huyết khí nơi đây cực kỳ thanh khiết, Tiểu Thuần tranh thủ nhân cơ hội tu luyện thêm Bất Tử Công. Trong mai rùa cộng với tứ diệp thảo lấy được, Tiểu Thuần luyện ra khai môn đan luyện linh 4 lần. Nhờ tác dụng của luyện đan mà núi lửa Vạn Huyết Nhai hoạt động trở lại. Rất may, Tiểu Thuần kịp thời thoát ra được. Nguy hiểm chưa dừng lại khi Tiểu Thuần bị các đệ tử khác nhìn thấy. Cuối cùng, 10 viên trúc cơ đan được cậu dùng hết. Những đệ tử truy sát đều trọng thương. Tài năng luyện đan của Tiểu Thuần là không thể bàn cãi. Đại trưởng lão các phong đều chủ động ra mặt muốn chiêu mộ. Trung phong vốn là đích đến từ đầu tiên, vậy nên Tiểu Thuần từ chối tất cả về đầu quân cho Uyển Quân. Tống Khuyết đợi sẵn ở cổng dẫn đường. Vừa mới gặp Uyển Quân mà Tiểu Thuần đã xưng tì tì một cách thân mật. Tống Khuyết không hài lòng bởi dù gì Uyển Quân vẫn là cô của hắn, miệng lưỡi quá ngọt. Uyển Quân dù biết là nịnh nọt vậy nhưng vẫn dành niềm tin vào Tiểu Thuần. Bí pháp huyết sát giới là thứ đầu tiên Uyển Quân tặng cho Tiểu Thuần. Nửa đêm Tiểu Thuần đột nhập vào huyết tử điện tìm tung tích vĩnh hằng chi vật. Bất ngờ cậu bị một kẻ giấu mặt tấn công, biết đối phương cũng sợ kinh động. Tiểu Thuần khôn khéo cầm chân, không thể dùng công pháp Linh Khê Tông làm Tiểu Thuần yếu thế. May mắn huyết tử điện âm u nên hai người giao tranh bên trong không bị phát hiện. Sự tĩnh lặng không kéo dài quá lâu khi Tiểu Thuần nhận ra đối phương là nữ tử để rồi bị đánh thẳng vào cấm chế. Cả hai đều thoát thân thành công, Tiểu Thuần tò mò thân phận đối phương nên khai triển thông thiên pháp nhãn, chỉ tiếc đối thủ có cao thủ đằng sau hỗ trợ. Tiểu Thuần về phòng tích cực tu luyện huyết sát giới, hiện tại tự vệ không còn là vấn đề. Đột nhiên Tiểu Thuần như lạc vào một thế giới khác. Một kẻ thần bí xuất hiện tiết lộ tham dự huyết tử thí luyện sẽ giúp cậu giải quyết vấn đề. Đồng thời ông cũng đưa cho Tiểu Thuần một số đan dược đủ để cho cậu tu luyện tới trúc cơ trung kỳ. Không quan tâm kẻ thần bí đó là ai, Tiểu Thuần tìm tới một thác nước sở hữu huyết khí dày đặc. Bên trong còn có một động thiền, thời gian cấp bách nên cậu lập tức bước vào quá trình tu luyện huyết sát giới. Cảnh giới đầu tiên không khó, sang tới cảnh giới thứ hai, Tiểu Thuần chỉ ngưng tụ được huyết kiếm chưa hoàn chỉnh. Động phủ này là địa bàn của Tống Khuyết.
Theo quy định tông môn, Tiểu Thuần phải tranh đoạt bằng vũ lực. Huyết kiếm Tiểu Thuần chỉ là một thanh đoàn kiếm nên bị Tổng Khuyết chê bai thậm tệ. Tiểu Thuần nảy ra kế hoạch hấp thụ thêm huyết khí để có một trận đấu song phẳng. Dù là như vậy, Tiểu Thuần vẫn yếu thế, bước ngoặt xảy ra khi máu của Tiểu Thuần cộng mình với huyết kiếm. Nhận ra mấu chốt của vấn đề, Tiểu Thuần thành công lĩnh ngộ huyết sát giới trong sự kinh hãi của Tổng Khuyết. Đổi lại huyết khí phản phệ, Tiểu Thuần rơi thẳng xuống thác nước. Đứng giữa sự sống và cái chết, Tiểu Thuần vô tình kích hoạt khả năng hấp dẫn huyết khí. Các đệ tử chạy tới tìm kẻ trộm thì Tiểu Thuần đã nhanh chân chạy thoát. Huyết Mai đang dùng hồi huyết bình tăng tốc độ tu luyện thì Tiểu Thuần ở gần đó tranh thủ trộm thêm một chút linh lực. Thần toán từ bất bình thay Huyết Mai mà dùng năng lực truy tìm dấu tích Tiểu Thuần ẩn thần. Bất Tử Công có chuyển biến lớn khi Tiểu Thuần dung hợp với luyện thể thuật tạo pháp thần. Huyết kiếm lúc này cũng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, đang nói xấu Huyết Khê Tông, Tiểu Thuần không ngờ được thò lắm mồm vốn luôn ở bên cạnh. Đuổi ra tới cửa động thì Thần Toán Từ cùng hai đệ tử khác cũng vừa tới. Tiểu Thuần lập tức đổ mọi tội lỗi lên thò lắm mồm. Quá sợ hãi, thò lắm mồm chuyển hướng sang Thần Toán Từ. Đến lúc này thì dễ nói chuyện, Tiểu Thuần gần như thuyết phục được mọi người, vậy nhưng cánh tay lại vô tình hút lấy huyết khí. Không thể chối cãi, Tiểu Thuần rất nhanh đã trở thành đối tượng công kích của hàng trăm đệ tử. Vừa chạy, Tiểu Thuần vẫn không quên hút lấy huyết khí khắp mọi nơi. Đến Tổng Khuyết đang tu luyện cũng bị cầu làm cho thổ huyết. Bị truy sát quá gắt gao, Tiểu Thuần chạy về phòng lấy lệnh bài với dự định sang thi phong chạy trốn. Thần Toán Tử chưa bỏ cuộc, tài tính toán của hắn đã đi trước một bước. Tiểu Thuần trúng đòn vậy nhưng có Bất Tử Công nên nhục thần không bị tổn hại. Thần Toán Tử ra lệnh công kích tổng lực mà Tiểu Thuần vẫn đứng vững vàng. Nỗi căm giận trong lòng Tiểu Thuần giờ mới bộc phát, một mình cậu đã dùng hữu đột, lấy một địch trăm khiến cho một phần đệ tử trùng phòng tàn tác. Tiểu Thuần không hề có ý định dừng lại, Thần Toán Tử và những đệ tử khác bắt đầu run sợ. Đúng lúc này Tổng Khuyết tới, luyện huyết thành tường của hắn đã tới giai đoạn viên mãn, huyết khí Tiểu Thuần cũng có, đợi chiêu tổng lực từ Tổng Khuyết mà Tiểu Thuần vẫn đứng vững. Không những vậy, cậu còn trả đòn những ai đánh lén một cách linh hoạt. Tiểu Thuần gần như nhập mà, cậu hút toàn bộ huyết khí ở trung phòng dùng hợp luyện thể thuật và huyết sát giới tạo ra màn quỷ đồ đằng. Ai ai cũng muốn giết cậu, để đến nước này giết lại đối phương là kế sách tốt nhất. Bất chấp có bị Vô Cực lão tổ nhắc nhở, cả trung phòng vẫn bị Tiểu Thuần biến thành một đống đổ nát. Mọi chuyện đã đi quá xa, Tiểu Thuần nổi điên thách thức cả trung phòng. Vô Cực lão tổ một lần nữa đứng ra ngăn cản, không những không trách phạt, Vô Cực lão tổ còn ban huyết khí trị thương vào huyết linh đan cho Tiểu Thuần. Đến Tiểu Sơn cũng nịnh hót rủ rê Tiểu Thuần. Lần lượt Thiếu Trạch phong đại trưởng lão, Vô Danh phong đại trưởng lão cũng không ngừng lôi kéo. Mọi chuyện chỉ chịu dừng lại khi Uyển Quân ra mặt. Huyết Khê Tông rất loạn, Uyển Quân khuyên Tiểu Thuần đặc biệt tránh xa Vô Cực lão tổ, bởi chính hắn 800 năm về trước đã giết sạch đệ tử tứ tông. Cậu đi tìm mua động phủ mà liên tục phải nghe những lời bàn tán về mình. Ông chủ bán động phủ biết khách hàng là Dạ Táng thì quay xe nhanh như chớp, coi cậu không khác gì thượng đế. Dạ Táng muốn động phủ gần Huyết Tử Điện, rất tiếc tất cả đều đã có chủ. Sau đó cậu để ý tới động phủ của Thần Toán Tử, vừa hay theo quy định muốn lấy những động phủ này phải tới cướp. Nghĩ là làm, Dạ Táng tới trước cổng đòi Thần Toán Tử nhường lại động phủ, vậy nhưng hắn nhất quyết không chịu ra mặt. Dạ Táng phải nhại lại lời của thỏ lắm mồm mới ép được hắn ra ngoài. Từng mùa trận chiến sẽ diễn ra, vậy nhưng ai ngờ Thần Toán Tử quỳ gối cầu xin Huyết Mai đứng ra làm chủ. Rất không may, Huyết Mai biết Dạ Táng đến cướp thì cũng hoàn toàn ngó lơ. Không những vậy, mấy ngày sau còn có tin đồn Dạ Táng có con với Huyết Mai. Quân Huyền trực tiếp gọi Dạ Táng tới, cô đã nghe được lời đồn, do đó Dạ Táng một lần nữa lấy miệng lưỡi làm chủ đạo. Quân Huyền cảm động nhận Dạ Táng về phái Chu Hòa cùng với mình. Sau sự kiện lạc trần, Huyết Khê Tông đã chia làm hai phái, Chu Chiến và Chu Hòa. 3 ngày sau, Dạ Táng được cử đi sứ Linh Khê Tông để thăm dò thực lực Tiểu Thuần, đồng thời tìm kiếm khả năng hai tông không khai chiến. Quân Huyền làm phó đoàn, còn Tổng lão tổ trực tiếp dẫn sứ đoàn tới Linh Khê Tông. Dạ Táng đang nhớ huynh đệ ở Linh Khê Tông mà vẫn không quên khiêu khích Thần Toán Tử. Cậu cũng nhận được ưu đãi đặc biệt khi Quân Uyển gọi đến ngồi bên cạnh. Chớp mắt sứ đoàn đã tới địa bàn Linh Khê Tông. Uyển Nhi đứng ngoài quan sát, cô thích thú khi nhận ra Dạ Táng kia chính là Tiểu Thuần. Một cơn phong bao đột nhiên xảy ra, Tổng lão tổ chỉ cần trợn mắt, vấn đề đã được giải quyết. Hứa Trường Tọa cùng một số đệ tử Linh Khê Tông có mặt trực tiếp nghênh đón. Dạ Táng chính là mối quan tâm đặc biệt của Linh Khê Tông. Quân Uyển không giấu ý định muốn gặp mặt Tiểu Thuần. Hứa Trường Tọa khéo léo từ chối với lý do Tiểu Thuần đang bế quan. Về phía Huyết Khê Tông, Thần Toán Tử được đại diện đứng ra thể hiện thuật thời diễn tìm động phủ Tiểu Thuần. Thần Toán Tử rất ngông cuồng, coi mình là số một về mặt tính toán. Thế nhưng khi gặp khó với trận pháp lại bắt Dạ Táng đứng ra chịu đòn. Với Dạ Táng thì chuyện này đơn giản bởi đây chính là nhà của cậu. Dạ Táng dẫn mọi người tới một khu phế tích được coi là động phủ mà Tiểu Thuần đang ở. Thần Toán Tử không phục, hắn đề nghị thêm một lần tỉ thí. Sự kiện thò lắm mồm với Dạ Táng quá đơn giản, vẫn không phục. Thần Toán Tử liên tục thách đấu, kết quả hắn vẫn là kẻ thua cuộc. Một làn sóng tranh luận giữa Tiểu Thuần và Dạ Táng ai hơn ai nổ ra, đại bàn vì bảo vệ Tiểu Thuần mà trực tiếp ra đề. Dạ Táng một lần nữa dự đoán đúng khiến Thần Toán Tử tâm phục khẩu phục. Điểm đến tiếp theo của sứ đoàn là Bờ Bắc, tuy nhiên Trường Tòa lại không hề hoan nghênh bởi Bờ Bắc đang trông coi thiết đàn.
người tính không bằng trời tính, Thiết An cảm nhận được khí tức của Tiêu Thuần liền trực tiếp xuất hiện. Nó định lại gần Dạ Táng, rất may Dạ Táng kịp thời nhắc nhở nó dừng lại. Hay vì lão tổ hai tông không thể thống nhất quan điểm, chẳng ai dám tin bởi điều kiện đối phương đưa ra quá khó để chấp nhận. Nguy cơ chiến tranh ngày một rõ ràng, sứ đoàn Huyết Khê Tông đành phải trở về. Về phía Linh Khê Tông, họ quyết định chuyển tống. Điều này hoàn toàn phá vỡ kế hoạch của Vô Cực lão tổ khi đã chuẩn bị sẵn phản đòn nếu Linh Khê Tông động thủ. Dạ Táng trở về thì luôn lâu o tương lai của hai tông khai chiến, đó sẽ là một thảm họa. Đàm phán thất bại, Linh Khê Tông lại vừa thiết lập đại trận quanh biên giới, Vô Cực lão tổ bất chấp tất cả sẵn sàng đòn tiếp. Trong khi đó, Dạ Táng bước vào quá trình tu luyện kéo dài với mục tiêu trở thành tâm phúc của Quân Uyển đoạt vĩnh hằng chi vật trở lại Linh Khê Tông. Thời gian thấm thoát trôi, Dạ Táng cuối cùng đã tiến vào trúc cơ trung kỳ. Tốc độ tu luyện quá nhanh, Dạ Táng vẫn phải giữ lại một phần thực lực bởi không muốn bại lộ thân phận. Để chứng minh bản thân với Huyết Khê Tông, Dạ Táng vẫn thiếu đi một thứ. Cầu đến xin Quân Uyển cho mình đi Thánh Đan Tàn Bích tham ngộ. Chúc ý chí cầu tiến của Dạ Táng mà đích thân Quân Uyển sẽ phá lệ mà hộ pháp giúp cậu. Nhân lúc vẫn còn rất nhiều đệ tử ở ngoài, Dạ Táng lên kế hoạch tạo ra giả tượng cảm ngộ thể hiện bản thân là người có tố chất nhất. Mọi người chen lấn chỉ để được chứng kiến cảnh tượng Dạ Táng cảm ngộ. Linh lực tiêu hao quá nhanh, Dạ Táng mất mờ lại nhìn thấy trên đan bích có hình người. Chạm vào linh hồn, Dạ Táng bị đẩy vào bên trong, ở đây còn có một ông lão làm mặt. Dạ Táng làm theo những động tác khác thường của ông lão lại cho ra một kết quả cực kỳ vi diệu. Bên ngoài đan bích xuất hiện dị tượng, niềm tin Huyết Khê Tông xuất hiện luyện dược đại sứ bắt đầu hình thành. Quân Uyển được lệnh tiếp tục hộ pháp cho Dạ Táng tiếp tục cảm ngộ. Dạ Táng bên trong được ông lão chỉ dạy chi tiết về cách luyện dược. Đến khi cậu ra ngoài thì Quân Uyển đã ở bên cạnh. Đạt được truyền thừa, Dạ Táng có chút bất bình thường. Về phòng cậu lại tiếp tục nghiên cứu. Lão tổ trực tiếp ban thưởng rất nhiều dược liệu đỉnh cấp cho Dạ Táng với hy vọng cậu nhanh chóng nắm giữ truyền thừa. Đây chỉ là một phần nhỏ, khi số còn lại sẽ truyền tới sau. Điều này làm cho Dạ Táng phấn khích tột cùng. Mỗi khi đỉnh luyện đàn phát nổ, Trung Phong lại mất đi một số động phủ. Dạ Táng hết lần này tới lần khác cho rằng lần cuối cùng vậy nhưng chưa bao giờ có cái kết. Cái Trung Phong sắp bị cậu biến thành bình địa, đến Tống Khuyết cũng không kìm nổi nỗi cảm phẫn. Sau vô vàn thiệt hại sắp đến giai đoạn thành công thì Tống Khuyết tìm tới gây chuyện. Vừa bảo vệ đỉnh vừa chiến đấu khiến cho đỉnh luyện đàn thoát nhiệt. Đến lúc này, Dạ Táng mới ngộ ra muốn loại trừ cỗ khí tức không phải triệt tiêu mà phải dẫn dắt. Tống Khuyết chưa từ bỏ, tuy nhiên Quân Uyển đến thì hắn buộc phải nhượng bộ, đặc biệt khi đây cũng là ý của Tống lão tổ. Không muốn phụ kỳ vọng của Quân Uyển và lão tổ, Dạ Táng lại đâm đầu vào luyện dược. Dị tượng một lần nữa khuấy đảo cả Huyết Khê Tông. Hiện giờ Trung Phong không khác gì một bãi đổ nát. Dạ Táng tới tìm Quân Uyển thông báo mình đã thành công. Tống lão tổ tới nhận hàng, năm loại linh dược đều là cấp 4 thượng phẩm làm ông rất hài lòng. Biết tin Dạ Táng luyện xong, các đệ tử vui tới mức khóc cạn hết nước mắt. Đại trưởng lão của Tam Phong còn lại bày tiệc chiêu đãi Dạ Táng, trở về Quân Uyển đã đợi sẵn. Để làm bằng chứng Dạ Táng là người của Trung Phong nên cô tặng cậu một tấm lệnh bài. Đang trong tình trạng say, Dạ Táng lảo đảo ôm chầm lấy Quân Uyển. Điều này vô tình bị Tống Khuyết nhìn thấy. Để giữ uy nghiêm, Quân Uyển phạt nhẹ Dạ Táng dọn dẹp, sửa chữa động phủ. Thần Toán Tử chứng kiến vô cùng đắc ý, vậy nhưng Dạ Táng vẫn là thứ gì đó rất đáng sợ. Tam đại trưởng lão Tam Phong đồng loạt tới tìm Dạ Táng nói xấu Quân Uyển. Mục đích của họ rất rõ ràng, đó là lôi kéo cậu về luyện đan dược cấp 4. Dạ Táng đang phân vân thì Quân Uyển xuất hiện, nhớ ra mình đã đắc tội có thể mãi mãi mất đi quyền làm cha, sau đó Dạ Táng lập tức dứt áo ra đi. Nơi đầu tiên Dạ Táng đến là thi phòng, vật liệu luyện dược đã đủ, các đệ tử nghe nói Dạ Táng chuẩn bị luyện đan đều lo sợ ra mặt. Nghịch huyết dưỡng khôi đan có thể gây bất lợi cho Linh Khê Tông. Dạ Táng nảy ra kế hoạch luyện đan thiếu dược lực nắm quyền khống chế khôi lỗi trong tay, quá trình luyện đan nâng cấp khôi lỗi khá thuận lợi. Sự cố bắt đầu khi huyết thủy dược dịch quá hỗn tạp, Dạ Táng buộc phải gấp rút tinh hóa vậy nhưng lại quên xua tan hắc khí. Đối tượng chịu ảnh hưởng lớn nhất vẫn là các đệ tử thi phòng khi bị ảo giác khống chế tâm trí. Chuyên canh tới Trung Phong, Quân Uyển tâm trạng bất ổn trước sự ra đi đột ngột của Dạ Táng. Còn Dạ Táng ở thi phòng đã thành công, đề phòng hậu họa, cậu giữ lại cho mình phần mẫu. Bên ngoài là một cảnh tượng khủng khiếp khi tất cả đều chìm trong ảo giác. Đến thi phòng đại trưởng lão cũng bị ảnh hưởng. Ông tức giận muốn sự đẹp luôn Dạ Táng, vậy nhưng nhìn lọ đàn ông lập tức thay đổi thái độ. Quân Uyển tới tận nơi đón Dạ Táng, sau bao nhiêu chuyện, cô quyết dùng vũ lực từ chối nhận linh hương đan Dạ Táng luyện. Dạ Táng khôn khéo lấy lý do đi luyện đan thuê ở thi phòng để tích góp đủ vật liệu mới làm cho Quân Uyển phần nào nguôi giận. Đợi mất gần nửa ngày, Quân Uyển xuất hiện, vậy nhưng cô lại thông báo mình đã làm mất, muốn Dạ Táng luyện thêm. Thực chất, Quân Uyển đã dùng linh hương đan, cô cố ý nói vậy bởi muốn giữ Dạ Táng lại. Điểm đến tiếp theo mà Dạ Táng hướng tới là Thiều Trạch phòng. Đại trưởng lão mời cậu tới đây để luyện huyết thể đan. Dạ Táng bị choáng ngợp trước thiên địa lô đình hàng nhái của Thiều Trạch phòng. Dạ Táng mới chỉ khởi động mà tứ phía đã hiện lên hình ảnh cổ tượng màn quỷ có nét tương đồng với Bất Tử Công. Lò luyện tốt, Dạ Táng có thể tập trung mà toàn lực. Ngoài luyện dược, cậu còn tranh thủ tu luyện thêm Bất Tử Công theo cổ tượng. Nhận ra thiên địa lô đình có thể nổ bất cứ lúc nào, Dạ Táng quyết định đi vô danh phòng trước đề phòng tai nạn.
Dạo tháng đi luyện dược đến đâu thì đệ tử dọn nhà đến đó. Cậu có ý chuẩn bước thì vô danh phong đại trưởng lão thả ma đầu uy hiếp. Quân Uyên ở trung phong lo ngại Dạo Táng gặp nạn mà cầu xin Tống lão tổ ra tay trợ giúp nếu cậu gặp nguy hiểm. Trong khi đó Dạo Táng được dẫn vào đàn phòng, nhân cơ hội này cậu muốn rửa sạch cái danh ôn mà. Bất tử huyết đàn nghe có vẻ luyện dễ, vậy nhưng lần đầu tiên Dạo Táng vẫn cho ra một viên phế đàn. Dù là vậy thì nó lại hấp dẫn lũ ma vật mới sinh. Dạo Táng nảy ra ý định thu phục con ma vật uống phế đàn, đồng thời đặt cho nó cái tên Tiểu Hắc. Bất tử huyết đàn có tới 97 loại thảo dược hợp thành, Dạo Táng dùng phương pháp vạn thảo mộc để phân tích, từ đầu tới cuối vẫn thiếu một bước. Số lượng phế đan ngày càng nhiều mà tất cả đều được Tiểu Hắc hấp thụ. Hiện giờ nó đã trở thành một ma đầu trưởng thành và trợ giúp rất nhiều cho Dạ Táng. Ngược lại, Tiểu Hắc sẵn sàng tấn công chủ nhân bất cứ lúc nào, kể cả đã nhỏ máu nhận chủ. Dạ Táng không giết mà thay cho Tiểu Hắc nửa mạng bởi giữ lại nó vẫn có ích. Luyện xong, Dạ Táng để lại bất tử huyết đan lại, giờ đã tới lúc cậu về trung phòng. Quân Huyền ngày đêm mong chờ, cuối cùng mong ước đã trở thành sự thật khi Dạ Táng đứng trước mặt. Càng cảm động hơn khi Dạ Táng tặng mỹ hương đan như lời đã hứa. Thêm một lần nữa, Tống Khuyết chứng kiến cảnh mùi mẫn giữa Dạ Táng và Quân Uyển. Dù vậy thì hắn cũng chỉ kịp đả thương Dạ Táng trước khi Quân Uyển ra tay giải vây. Tống Khuyết bị coi là người ngoài, hắn đau khổ vậy nhưng bất lực. Thiệu Trạch Phong bất ngờ nổ tung khi bị hủy mất một nửa sân phòng. Biết thiên địa lô đỉnh đã phát nổ, Dạ Táng lập tức xuất phát đánh đòn phủ đầu. Đại trưởng lão nổi điên đòi một lời giải thích từ Dạ Táng. Dạ Táng không những không run sợ mà còn bày kế ép đại trưởng lão tự mình khai đã đi vào xem xét lô đan chưa hoàn thành. Dù biết bản thân cũng có cái sai, vậy nhưng đại trưởng lão vẫn lệnh đệ tử lấy mạng Dạ Táng. Có Quân Uyển tất cả đều được hóa giải, chỉ là đại trưởng lão Thiệu Trạch Phong vẫn ngoan cố đòi mạng Dạ Táng bằng được. Hắn và Quân Uyển lập tức nổ ra một trận ác chiến. Mọi chuyện được hạ nhiệt khi hai đại trưởng lão thi phong vào vô danh phòng tới cản lại. Tới khi Dạ Táng phát hiện khí tức của bảo đàn cấp 5 thì Thiệu Trạch Phong đại trưởng lão mới hoàn toàn thay đổi thái độ. Quân Uyển rất nhanh cũng ra mặt giành lấy cả người lẫn đàn. Tổng lão tổ đột nhiên xuất hiện, theo quy định bảo đàn sẽ thuộc về Thiệu Trạch Phong. Dạ Táng có công, lập tức được thăng làm huyết sắc trưởng lão trung phòng. Tiện thể Tống lão tổ tuyên bố ba chuyện quan trọng: một là 7 ngày sau trúc cơ tu sĩ bốn phong dâng lên huyết khí; hai là 1 tháng sau trung phong mở ra huyết tử thí luyện hoàn thành truyền thừa đại điển; cuối cùng toàn tông từ hôm nay trở đi cấm chỉ mọi loại đấu võ, lấy sức mạnh quần ma theo Tống lão tổ sẵn sàng nghênh chiến Linh Khê Tông. Nghi thức triệu hồi căn nguyên được huyết khê tông thực hiện, toàn thể đệ tử phải thả huyết khí để mở huyết môn. Đồng thời nghi thức này cũng cần 9 đệ tử thiên kiêu ngồi vào huyết đàn để trợ giúp. Dạ Táng nằm cuối cùng trong danh sách, bước đầu tiên là mở lệnh thức tỉnh linh chấn núi của bốn phong. Thi phong có bất hòa cốt, vô danh phong có thiên diện mò, trung phong là huyết tổ kiếm và cuối cùng Thiếu Trạch Phong sở hữu đồ đằng đố. Bước tiếp theo, tất cả 9 thiên kiêu đều chìm vào ảo cảnh chiến đấu với phân thân của chính mình. Sau tranh với phân thân nắm rõ toàn bộ chiêu thức của bản thân khiến Dạ Táng bội phần thù thiệt. Tình cảnh khó khăn thì phải dùng thủ đoạn đặc biệt, mà điều này chỉ có Tiểu Thuần mới làm được. Phần thân bị đánh bại, đồng nghĩa Dạ Táng cũng thoát khỏi ảo cảnh. Lần lượt huyết mai, Tổng Khuyết, Tiểu Sơn thành công ngày sau đó. Giờ mới là bước quan trọng nhất của hiến tế huyết đạo. Các thiên kiều phải luyện khí hóa huyết đánh thức bất hóa cốt và dẫn động ba linh còn lại thức tỉnh. Dạ Táng biết bất tử công nên dùng cách luyện hóa bất tử huyết để ngừng tụ khí hóa huyết nhanh hơn. Huyết mai hoàn thành giọt đầu tiên, Dạ Táng sắp xong, vậy nhưng thân là gián điệp nên cầu trì hoãn tranh thủ hấp thụ huyết khí tăng tu vi. Điều này vô tình hút huyết khí từ những thiên kiều khác khiến Tống Khuyết tức giận giành lại. Một cuộc tranh đấu giành huyết khí lập tức được diễn ra, các lão tổ cũng không có ý ngăn cản. Tuy nhiên, Dạ Táng quá tham lam, đến khi hóa huyết của mình cậu cũng hấp thụ, dẫn tới bất hóa cốt nổi giận lôi đình. Tống lão tổ buộc phải lệnh hoàn thành nghi thức trước mặt trời lặn. Ai không đưa được giọt máu theo yêu cầu sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Dạ Táng hoàn tất việc tạo ra man quỷ thứ 5 và cũng chỉ cậu là thiếu giọt máu cuối cùng. Thời gian cận kề, cậu mạo hiểm dùng bất huyết tư của bản thân thành công đánh lừa các lão tổ. Nghi thức hoàn thành, vậy nhưng bất hóa cốt lại xảy ra vấn đề bởi chính giọt máu của Dạ Táng. Tâm trí Dạ Táng bất ngờ lạc vào ảo cảnh, ở đó luôn có một tiếng nói kêu gọi cậu tới tìm hắn. Tỉnh lại, nghi thức cũng vừa kết thúc, các lão tổ tuyên bố 1 tháng sau diễn ra thí luyện huyết tư trung phòng. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để Dạ Táng đoạt lấy thứ đồ vĩnh hằng. Hôm sau, cậu được Tống Khuyết dẫn tới Tống gia theo chỉ định của Quân Uyển. Ở đây còn có các tinh anh thuộc dòng chính thống của Tống gia. Tống Khuyết nhanh chóng vào việc, cậu tập hợp mọi người để chia sẻ tin tức quan trọng về thí luyện sắp tới. Người được chọn của đôi bên sẽ dẫn theo hộ pháp vào thí luyện. Những hộ pháp này có nhiệm vụ toàn lực hộ Tống chủ soái và tâm phòng huyết tổ lấy huyết tình. Thí luyện tổng cộng có 3 ải, được huyết tổ công nhận, tranh giành tài nguyên và tiến tới tâm phòng. Nói thêm về tình báo đối phương, Gia Liệt chính là hộ pháp cuối cùng của huyết mài. Bên cạnh đó còn có Hồng Vũ Vân Sơn. Đặc biệt là lần này, huyết mai còn mang theo Tiêu Thành, kẻ đã đạt trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn.
vì để vào thí luyện mà hắn sẵn sàng chấp nhận không đột phá cảnh giới. Khương Trúy bất ngờ đổ dồn về phía Dạ Táng khi các tinh anh liên tục khen cậu tài giỏi. Họ làm về cũng chỉ muốn đẩy phần khó cho Dạ Táng đối phó Tiêu Thành. Dạ Táng không bao giờ là hạng vừa, cậu từ chối thẳng mặt với lý do chưa đủ năng lực, đồng thời giới thiệu người thích hợp hơn tất cả là Tống Trần. Về phía Đỗ Sa, Huyết Mai được thuộc hạ đưa cho một vật đặc biệt, với nó cô có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trong thời gian một tháng, Dạ Táng đã nắm được sức mạnh lục quỷ. Quân Huyền bất ngờ tìm tới, lần thí luyện này, cô sẽ đích thân tranh giành vị trí huyết tử với Huyết Mai. Cô mong Dạ Táng sẽ làm hộ pháp cho mình như một cách để hai người tiến xa hơn. Mối quan hệ giữa hai người không cần điều kiện, Dạ Táng khẳng định ngày mai cậu sẽ tới. Sáng hôm sau, Quân Huyền và Huyết Mai liên tục khịa nhau bỏ cuộc. Hai lão tổ của Đỗ Sa và Tống Sa cũng vậy. Vừa xuất hiện, họ đã không quên khiêu khích đối phương. Quân Huyền vẫn còn thiếu một hộ pháp. Vừa nhắc đến thì Dạ Táng khoác trên mình huyết sắc chiến bào dũng mãnh đi tới. Cuộc thí luyện cũng vì đó mà được bắt đầu. Mặt đất sạn nứt tạo thành một hố lớn. Đó cũng chính là cửa ải thứ nhất của thí luyện, vô tận huyết giới. Đây là cuộc chiến của các hộ pháp. Ngoài đấu đá với đối phương, họ còn phải đối mặt với rất nhiều huyết thú. Quân Huyền và Huyết Mai tham gia từ ải thứ hai. Trước tiên các hộ pháp cần vào huyết giới. Dạ Táng có một sức hút kinh ngạc khi sẵn sàng hút tất cả các huyết giới có mặt. Tuy nhiên, tiến vào bên trong cũng chỉ cần một huyết giới là đủ. Ngọn núi ý chí ở một khoảng cách khá xa, nó dường như đang vẫy gọi Dạ Táng. Trong khi đó, Gia Liệt cũng đã vào trong huyết giới này, hắn phải đối mặt với một con huyết thú khổng lồ. Chỉ với một cú gầm, nó đã khiến Gia Liệt giận tóc gáy. Lấy lý do đi nhầm, hắn mới tạm thời an toàn. Bước tiếp theo, hắn đi săn tìm hộ pháp Tống Sam. Tuy nhiên, người thì không thấy mà dọc đường chỉ toàn đụng độ huyết thú. Hết đợt này tới lần khác huyết thú tấn công, cho dù bằng đó vẫn là chưa đủ để làm khó được Gia Liệt. Dạ Táng thì ngược lại, suốt quá trình di chuyển vừa qua, cậu chẳng thấy bất cứ một con huyết thú nào. Cậu dẫm phải cành cây đánh động tới Gia Liệt, hắn rất nhanh có mặt công kích. Biết đối thủ là Dạ Táng càng làm hắn điên cuồng tấn công, tuy nhiên đều không có hiệu quả như kỳ vọng. Đặc biệt mỗi khi có định lao tới, hắn lại vô tình bị lôi điện dí theo mà đánh. Kể cả có dùng kim thuẫn hộ thể, hắn vẫn phải chịu cái kết vô cùng đau đớn. Bị thổi bay, hắn nghi ngờ Dạ Táng dùng thủ đoạn nên quyết định báo thù bằng cách hiến tế tu vi đổi lấy che giấu khí tức. Suốt dọc đường, Dạ Táng vẫn chưa gặp con huyết thú nào. Đến khi đụng độ thì chúng cũng chỉ vội vã rời đi không một lời từ biệt. Xung quanh có động tĩnh, cứ từng lần này sẽ gặp món hời vậy nhưng không, đó chỉ là Gia Liệt tới. Với một cái chỉ tay, Gia Liệt đã bị một cơn cuồng phong khổng lồ cuốn lấy, để rồi phải thoát thân trong tình trạng tổn thương nặng. Vẫn chưa tin cả thế giới đang bảo vệ Dạ Táng, Gia Liệt tiếp tục sử dụng quỷ thân mà Hạn Viêm lão tổ đưa cho trước đó để gia tăng tu vi trong thời gian ngắn. Lần thứ ba Gia Liệt xuất hiện, Dạ Táng vung quạt tạo nên một bàn tay huyết khí lập tức đẩy lùi đối phương. Thất bại thảm hại, đến bây giờ hắn vẫn không hiểu tại sao thế giới lại bất công như vậy. Hắn bắt đầu hối hận vì đã tới đây. Vì cố gắng giết Dạ Táng mới dẫn tới cơ sự này. Lúc này Dạ Táng đang đối mặt với con huyết thú khổng lồ, tuy nhiên cậu dường như không bị nó ngăn cản. Gia Liệt bám theo Dạ Táng đến trước cổng ngọn núi ý chí, tại đây đã xuất hiện huyết thú bảo vệ. Lần đầu tiên bị ngăn cản, Dạ Táng thu lại huyết kiếm rồi từ từ bước lên phía trước trong sự mở đường của đám huyết thú. Gia Liệt cũng học theo bằng cách không để lộ sát khí. Tuy nhiên hắn đã sai, chỉ có duy nhất Dạ Táng mới có đặc ân này. Gia Liệt không phục, hắn cho rằng nếu không có ý chí thế giới thiên vị, Dạ Táng hoàn toàn không có tư cách đứng đây. Để cho Gia Liệt tâm phục khẩu phục, Dạ Táng quyết định cho hắn cơ hội trở mình. Vẫn như mọi khi, hắn tấn công một cách điên cuồng. Dạ Táng cũng không chỉ biết né tránh, mỗi khi cậu trả đòn đều khiến Gia Liệt gặp khó khăn trong việc chống đỡ. Gia Liệt tung chiêu mạnh nhất làm Dạ Táng bắt đầu đổ máu. Gia Liệt tạo ra rất nhiều phân thân, và nhưng lại chưa tính được Dạ Táng sở hữu thông thiên pháp nhãn có thể nhìn thấu mọi thứ. Do đó việc tìm bản thể là quá dễ dàng. Màn quỷ lần đầu được Dạ Táng gọi ra, vốn dĩ có thể giết Gia Liệt, vậy nhưng Dạ Táng không làm vậy. Cho Gia Liệt thêm một mạng để hắn biết tại sao ý chí lại chọn cậu. Chạm vào khối tinh huyết ở cuối cửa ải, Dạ Táng một lần nữa lạc vào ảo cảnh. Hình ảnh huyết tổ bất ngờ hiện ra trước mắt. Gia Liệt bên ngoài chứng kiến, hắn thực sự đã thua. Bình thường một ngày mới có người qua ải, vậy nhưng lần này, hơn một giờ Dạ Táng đã phá kỷ lục tông môn trong sự ngỡ ngàng của Quân Uyển và Huyết Mày. Lần lượt Tiêu Thanh, Tổng Khuyết, sau đó cũng thông qua. Chờ mãi không thấy Gia Liệt, phé Đỗ Sa bắt đầu nghi ngờ Dạ Táng. Được công nhận là chuyện tốt, vậy nhưng cũng kèm theo không ít khó khăn. Nhân số đông đủ, ải tiếp theo nhanh chóng được khai mở. Tất cả lập tức tiến vào thế giới huyết sắc kinh tượng, chỗ khắp nối xương của huyết tổ. Tại đây có bề cây trụ chống trời, mỗi canh giờ trôi qua sẽ xuất hiện một chiếc chìa khóa huyết tổ tương ứng với một cây huyết trụ bị đứt gãy. Sau bề canh giờ đoàn chiến kết thúc, hộ pháp hai bên có chìa khóa sẽ tiến vào ải thứ ba. Bên thất bại, đồng nghĩa sẽ bị nghiền thành trò vĩnh viễn biến mất. Riêng Quân Uyển và Huyết Mai sẽ tiến hành trận chiến trảm thủ, giết được đối phương thì có thể trực tiếp chiến thắng.
huyết trụ đầu tiên sụp đổ, hai phe bắt đầu phân tán lực lượng. Satan có riêng kế hoạch cho mình. Cậu bỏ qua những chìa khóa đầu tiên bởi sở hữu nó nhất định sẽ có kết cục chết thảm. Chiếc chìa khóa thứ nhất xuất hiện, các hộ pháp hai bên lập tức tập hợp về một điểm và đó chính là nơi Satan đang đứng. Xác định không thể lấy, Satan tìm cách bỏ chạy, dù vậy thì cậu vẫn không tránh khỏi bị người của phe đỗ sai truy sát. Chu Hoa khao khát lấy mạng Dạ Táng, tuy nhiên kết quả lại không như ý muốn. Hắn bị Dạ Táng đập cho chấn thương sọ não. Chìa khóa lại bay tới, lần này may mắn có Tống Khuyết tới giải vây. Chìa khóa thứ hai xuất hiện ngay bên cạnh Dạ Táng. Thay vì đoạt lấy, cậu vẫn quyết định bỏ chạy. Trong khi đó, trận chiến giữa Quân Uyển và Huyết Mai vẫn chưa có ai thực sự chiếm được lợi thế. Nhận được truyền âm từ Quân Uyển, bên cạnh là một nhóm hộ pháp Tống gia đang yểm hộ, nên Dạ Táng không thể kháng lệnh. Chìa khóa có ý thức, thay vì để Dạ Táng nắm giữ, nó lại muốn tiến vào cơ thể. Phát giác bản thân đã hấp thu, Dạ Táng bình tĩnh tiết lộ đó là bí thuật ẩn giấu năng lượng dao động. Huyết Mai nghe được, lập tức lệnh toàn bộ hộ pháp đỗ xa vây đánh bằng được Dạ Táng. Tống Khuyết hộ pháp là chưa đủ, Dạ Táng liên tục bị truy sát nên không thoát khỏi kết cục bị khống chế. Đúng thời khắc thèn chốt, thì Tống Khuyết một lần nữa xuất hiện giải nguy. Hiện tại cả hai đã lâm vào tình trạng bị bao vây, quân địch quá đông, sau đó họ phải tách ra phân tán sự chú ý. Tống Khuyết gặp nguy hiểm thì được Dạ Táng nhanh trí hỗ trợ. Tình hình trước mắt buộc họ phải đợi tới canh giờ tiếp theo. Huyết trụ thứ ba bên cạnh sắp sụp đổ, xác định không còn an toàn, Tống Khuyết đề nghị bản thân ở lại nghênh chiến. Hắn có thể cắt đuôi được kẻ địch, vậy nhưng lúc quay lại tập hợp với Dạ Táng thì gặp vấn đề. Thời khắc chuẩn bị rơi xuống vực, Dạ Táng bất ngờ xuất hiện nắm lấy tay. Chìa khóa thứ ba lộ diện, thêm một lần nữa nó đuổi theo Dạ Táng. Hộ pháp phe đỗ gia lập tức hành động. Tống Khuyết ở lại tranh giành chìa khóa và lần này hắn đã thành công. Chỉ tiếc kẻ địch quá đông nên hắn không thể giữ được quá lâu. Số lượng hộ pháp truy sát ngày càng nhiều, Dạ Táng đã không muốn cướp đoạt vậy nhưng vẫn liên tục vướng vào giao tranh và cũng nhiều lần suýt mất mạng. Chiều lòng mọi người, cậu thu chìa khóa về tay, hấp thu thêm chiếc chìa khóa thứ hai. Huyết Mai tăng cường hộ pháp, tuy nhiên chúng chỉ là lũ tép diêu nên chưa đủ sức làm khó Dạ Táng. Quá may bỏ chạy, Dạ Táng không biết mình đã đi vào vùng khí độc. Dù có thể giải vây trước hàng loạt khống chế, vậy nhưng sự thật thì cậu đã trúng khô hồn hương. Mắt cậu tổn thương nặng dẫn tới không thể nhìn thấy. Chưa dừng lại, khô hồn hương còn dần dần lấy đi ngũ sắc. Thời gian càng dài thì cậu càng bất lợi, sau đó tìm ra thuốc giải là cách tốt nhất. Hồng Vũ hung thủ hạ độc xuất hiện, hắn tiết lộ độc này không có thuốc giải. Dạ Táng không cam chịu, trong thời gian né tránh cậu đã kịp thời bày một trận pháp tạm thời ứng phó. Hồng Vũ từng chừng ngon ăn nên tiến hành phá trận, có điều hắn không ngờ được bên trong chính là dược lực khắc chế khói độc. Tận dụng thời gian này, Dạ Táng muốn luyện đan giải độc. Không có lò luyện đan thì cậu dùng chính bản thân làm lò. Hồng Vũ tăng cường thêm tờ công kích. Dạ Táng chống trả quyết liệt và nỗ lực này đã thành công khi đúng thời khắc quan trọng nhất đàn đã ra lò. Vết thương trên người Dạ Táng dần dần hồi phục, sức mạnh man quỷ lần thứ hai được cậu vận dụng. Hồng Vũ chà đòn khá mạnh mẽ làm Dạ Táng lẫn man quỷ bị chôn vùi trong đất đá. Đúng lúc này chìa khóa thứ tư xuất hiện, Dạ Táng hấp thu khiến thực lực tăng mạnh. Biết đâu không lại, Hồng Vũ bỏ chạy để người đồng đội Vân Sơn xử lý. Sức mạnh Dạ Táng quá lớn, cuồng phong không những không có hiệu quả mà còn phản tác dụng. Hồng Vũ lẫn Vân Sơn đều thoát thân, vậy nhưng tổn thương mà họ gánh chịu cũng không hề nhỏ. Tống Khuyết xuất hiện đòi chìa khóa lại đúng lúc Tống Gia phát tín hiệu cầu cứu. Dạ Táng nhân cơ hội đề nghị hắn quay về trợ cứu. Còn bản thân sở hữu năng lực che giấu năng lượng nên sẽ tìm thêm chìa khóa. Hộ pháp Tống Gia đi hết cũng là lúc Tiêu Thành xuất hiện. Xác định chiến thì chỉ có thua, sau đó Dạ Táng cần thời gian để màn quỷ đột phá. Chìa khóa thứ năm lộ diện, Dạ Táng lợi dụng năng lượng phát ra để triệt tiêu đòn công kích của Tiêu Thanh, đồng thời mang theo chìa khóa thành công chạy thoát. Nói về bỏ chạy, Dạ Táng nhận mình thứ hai thì không ai dám nhận số một. Căn đúng thời điểm thích hợp, cậu lập tức hấp thu chìa khóa thứ sáu. Màn quỷ thứ chín được cậu ngưng tụ, tu vi hiện tại của Dạ Táng đã tiếp cận trúc cơ hậu kỳ. Đổi lại hút quá nhiều huyết khí khiến cơ thể chịu không nổi. Vừa hay Tiêu Thanh đang ở đây nên cậu có cơ hội chiến đấu để phát tiết huyết khí ra ngoài. Sức mạnh bản thân quá cường hãn, Dạ Táng có thể chiến đấu song phẳng với một kẻ nửa bước kim đan. Huyết khí trong cơ thể dần dần ổn định lại thì Dạ Táng đòi chiến cho bằng được. Tiêu Thanh bắt đầu lo sợ đối thủ xấu nghề, nghĩ tới đại cục của Huyết Mai nên hắn chọn cách từ bỏ. Thực chất Tiêu Thanh đã bị lừa bởi Tống Chân ở đằng sau khiến hắn lầm tưởng Dạ Táng thâm sâu khó lường. Để được nhường chìa khóa tiếp theo, Tống Chân sẵn sàng hộ pháp cho Dạ Táng hồi phục. Trong khi đó, cuộc chiến tranh giành chìa khóa thứ nhất vẫn diễn ra rất ác liệt. Với sự hỗ trợ kịp thời của Tống Khuyết, Tống gia bắt đầu chiếm được lợi thế. Huyết Mai bị khống chế, tuy nhiên cô còn có pháp bảo nên vẫn chưa thua cuộc. Chìa khóa thứ bảy lộ diện, đúng như lời hứa Dạ Táng để lại cho Tống Chân, vậy nhưng người tính không bằng trời tính. Thay vì vào tay Tống Chân thì nó lại chui thẳng vào người Dạ Táng. Nhìn thấy Dạ Táng biến đổi đồng thời tu vi tăng vọt, đến lúc này Tống Chân đã hiểu sai chìa khóa không phải được cất giấu mà bị hấp thu.
hắn điên cuồng tấn công Dạ Táng đòi lấy mạng. Tống Khuyết cùng đội ngũ hộ pháp Tống gia đang ăn mừng vì lấy được chìa khóa thứ nhất thì đột nhiên nó bay về phía trận chiến ở đằng xa. Từng đòn công kích của Tống Chân đều như muốn đoạt mạng, Dạ Táng cũng không thể trở chết nên giải thoát sức mạnh vốn có. Tống Chân quyết không nhân nhượng, dẫn tới một màn đạo kiếm lập tức được diễn ra và phần thắng cuối cùng thuộc về Dạ Táng. Chưa kịp nói rõ với Tống Chân thì chìa khóa thứ nhất cùng với Tống Khuyết bay tới. Tống Chân và Tống Khuyết cố gắng ngăn cản vậy nhưng vẫn không kịp, 7 chiếc chìa khóa đều đã bị Dạ Táng hấp thu. Màn quỷ cuối cùng sắp thành hình, đứng trước nguy cơ không còn hộ pháp vào cửa thứ ba, Tống Khuyết tập hợp toàn bộ Tống gia đánh giết Dạ Táng. Dạ Táng chỉ biết chạy, dọc đường cậu chúng phải một số huyết kiếm. Quá giỏi trong việc chạy trốn kẻ thù, cộng với có kim bì hộ thể nên Dạ Táng tạm thời an toàn. Chưa duy trì được quá lâu thì cậu lại bị Tống Khuyết vây khốn trong huyết tù trận. Cố gắng giải thích, vậy nhưng Tống Khuyết không nghe, hắn chưa bao giờ công nhận Dạ Táng là người nhà họ Tống. Hơn nữa chỉ có cậu chết, 7 chìa khóa mới một lần nữa xuất hiện lại. Bất chấp quân Uyển ra mặt nói giúp, Tống Khuyết vẫn một mực diệt trừ Dạ Táng. Quá đau đớn trước thực tại, Dạ Táng quyết định dùng huyết khí thuần huyết của bọn họ ngưng tụ ra man quỷ thứ 10. Quân Uyển do phân tâm nên bị huyết mai đẩy lùi, cô cũng chính là người duy nhất ở đây dám mạo hiểm đặt niềm tin vào Dạ Táng. Dạ Táng phản kháng mạnh mẽ buộc Tống Khuyết phải tăng thêm áp lực. Đây vô tình lại trở thành điều kiện cho Dạ Táng kích phát cực hạn hợp nhất thập quỷ. Bản nguyên huyết kiếm của Tống Khuyết hiện tại hoàn toàn vô tác dụng với Dạ Táng. Quân Uyển một lần nữa can thiệp, tuy nhiên không một ai nghe lệnh. Huyết mai nhân cơ hội cũng để cho toàn bộ hộ pháp đổ ra bắt đầu săn giết. Tống Chân không chịu nổi một đòn từ Dạ Táng, Tống Khuyết dùng pháp bảo cũng hoàn toàn thua thiệt. Bao nhiêu tâm tư dồn nén bấy lâu nay giờ mới được Dạ Táng thổ lộ. Cậu cho phép bản thân làm cột điện cho những ai dám lao vào. Nhìn cảnh tượng trước mắt, huyết mai không khỏi liên tưởng tới Bạch Tiểu Thuần. Dạ Táng chính là đối tượng cậu muốn giết vào lúc này. Quyết chơi tới cùng, Dạ Táng dũng mãnh đối đầu với hộ pháp hai phe. Thế giới huyết sắc kính tượng bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ. Trong thời khắc cuối cùng, Tống Chân vẫn muốn lấy mạng Dạ Táng, chỉ đáng tiếc hắn không nhanh bằng thời gian. Rất nhiều hộ pháp Tống gia hóa đá trước mắt quân Uyển. Đặc biệt, huyết mai còn cả gan làm giả lệnh bài huyết tử chuẩn bị thoát ra ngoài. Thời gian trong vòng thứ hai kết thúc, thế giới huyết sắc kính tượng bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ. Một số hộ pháp phe Tống gia dần dần hóa đá trong khi huyết mai làm giả lệnh bài huyết tử để dịch chuyển đến huyết lộ. Cô cả gan như vậy bởi một khi trở thành huyết tử sẽ chẳng ai để ý tới chuyện này. Tống Khuyết tức giận lao lên, tuy nhiên hắn không thắng nổi tốc độ hóa đá. Quân Uyển tận mắt chứng kiến các hộ pháp dưới trướng biến người đá, cô không ngừng đổ lỗi cho bản thân đã làm hại họ. Dạ Táng xuất hiện và nhận được tin, Tống gia đã thất bại trong cuộc tranh đấu giành vị trí huyết tử. Quân Uyển nhụt chí hơn bao giờ hết, cô không còn tự tin tiếp tục. Thời gian cho Dạ Táng không còn nhiều, cô cảnh tình Quân Uyển không được vì một vài tên rác rưởi mà đầu hàng số phận, trong khi bản thân đã liều mạng trước hai nhà vây giết. Dạ Táng để Quân Uyển ra kèm theo lời nhắc, đi đi trước khi toàn thân hóa thành tượng đá. Quân Uyển rời đi cũng là lúc thế giới huyết sắc kính tượng sụp đổ. Huyết Mai cùng bà hộ pháp trên đường tiến vào buồng tìm thì Quân Uyển đuổi kịp. Huyết Mai lập tức lệnh Tiêu Thanh, Hồng Vũ và Vân Sơn ở lại cầm chân Quân Uyển. Câu nói ngọc đá cùng tàn đã khơi gợi lại nỗi đau của Quân Uyển, sau đó tinh thần chiến đấu trong cô được kích thích. Dù vậy, một đánh ba là rất khó chịu. Vân Sơn làm mồi nhử tầm gần, trong khi Hồng Vũ lợi dụng cơ hội khống chế từ xa. Đứng trước đòn kết liễu của Tiêu Thành, Dạ Táng một lần nữa xuất hiện giải nguy. Tạm thời chưa phải lúc để giải thích, Dạ Táng đề nghị Quân Uyển đi trước, còn mình sẽ ở lại cầm chân hộ pháp Đỗ Sam. Màn quỷ được Dạ Táng gọi ra tạo nên một sức công phá lớn. Tiêu Thành trở thành đối thủ đầu tiên của Dạ Táng. Sau khi hấp thu chìa khóa thực lực, cậu trở nên mạnh hơn và nhưng vẫn không tránh khỏi bị thương. Trở lại đúng lúc, cậu tăng Tiêu Thành một quyền cực mạnh. Để có khả năng tiếp cận tốt hơn, cậu sẵn sàng chịu thương. Tiêu Thành thì bị phế một tay. Vân Sơn và Hồng Vũ cũng tham chiến. Vân Sơn khởi động cuồng phong, còn Hồng Vũ trong vùng khí độc đã giăng sẵn lưới khống chế. Không còn gì để mất, Dạ Táng phá vỡ sàng buộc tạo nên rất nhiều phi kiếm, đồng thời hướng thẳng chúng về phía ba hộ pháp Đỗ Sam. Hồng Vũ là nạn nhân đầu tiên khi bị Dạ Táng bóc gãy xương cổ. Vân Sơn cố gắng phản đòn để rồi phải hứng chọn từ khí hóa đỉnh. Tiêu Thanh lao tới ngăn cản, vậy nhưng vẫn không thể cản được Dạ Táng lấy mạng Vân Sơn. Xác định danh tính Dạ Táng chính là Tiểu Thuần, Tiêu Thanh muốn trực tiếp bước vào cảnh giới kim đan. Dạ Táng cố gắng cản lại, tuy nhiên không thành công. Đạt được cấp bậc kim đan, Tiêu Thanh lập tức đẩy lùi đòn công kích. Không cần biết Tiêu Thanh ở cảnh giới thế nào, Dạ Táng kích hoạt thông thiên pháp nhãn truyền thừa chí cao của Linh Khê Tông. Cậu nhắm thẳng đến vị trí kim đan trên người Tiêu Thanh. Kim đan bị Dạ Táng phá nát, đôi mắt Tiêu Thanh chảy máu, cơ thể hắn thì không ngừng bốc cháy. Trước khi chết, hắn vẫn may mắn khi được Dạ Táng tiết lộ. Có thể cậu không phải người của huyết Khê Tông, vậy nhưng xét về nguồn gốc huyết tổ thì tất cả mọi người ở đây đều phải gọi cậu bằng cụ.
Rất nhanh, Quân Uyển đã bắt kịp Huyết Mai. Cho rằng bản thân không có nhiều thời gian, Huyết Mai thi triển trận pháp áp chế công lực đối thủ. Huyết Mai công kích với tu vi vượt xa trúc cơ trung kỳ, bởi trận pháp không chỉ có tác dụng làm suy yếu cảnh giới Quân Uyển mà còn giúp cô trực tiếp mạnh hơn. Quân Uyển rơi vào thế hạ phong nên phải thiêu đốt bản mệnh chi huyết để đối phó. Huyết Mai bị đẩy lùi, vậy nhưng cô vẫn còn pháp bảo khác và lần này là phong ấn cấp nguyên anh. Đến lúc này Quân Uyển đành phải bất lực nhìn Huyết Mai tiến lên phía trước. Một lúc sau Dạ Táng chạy tới, cậu cố gắng phá vỡ phong ấn, tuy nhiên đây là phong ấn cấp nguyên anh nên việc phá hủy là không thể. Quân Uyển ra một quyết định bất ngờ, cô giao lại lệnh bài huyết tử cho Dạ Táng cùng hy vọng cậu sẽ thay mình tiến vào buồng tim trở thành huyết tử. Thời gian gấp rút, Dạ Táng hứa sẽ làm được đồng thời một mạch đuổi theo Huyết Mai. Phía trước là một khu rừng dày lèo giống như mê cung. Trong lúc đang không biết đi hướng nào thì tiếng huyết tổ lại vang lên, tới đây, tìm ta. Kèm theo đó là một sợi dây buộc vào tay Dạ Táng như chỉ đường. Huyết Mai nhận được tin có kẻ đang bám theo, vậy nhưng cô không ngờ được người đó lại là Dạ Táng. Dạ Táng bám giết không buông, buộc Huyết Mai phải sử dụng pháp bảo tiếp theo cầm chân. Bằng đó là vẫn chưa đủ để ngăn cản Dạ Táng. Cô không chỉ có sức chiến đấu mãnh liệt, còn sở hữu tốc độ nhanh như chớp. Rất nhanh, Dạ Táng đã tiến vào buồng tìm. Phía trước huyết tinh hiện ra, Huyết Mai nhanh hơn một bước, nhảy tới hấp thu huyết tinh. Dạ Táng vội vã cản lại và thành công đẩy lùi khối tinh thạch màu vàng. Hiện tại là màn đối chiến giữa Dạ Táng và Huyết Mai. Chứng kiến Huyết Mai thì triển chiêu thức quen thuộc, Dạ Táng bắt đầu nghi ngờ cô là người ấy, vậy nhưng nhanh chóng xóa bỏ nghi ngờ khi Huyết Mai xuất chiêu một cách tàn độc. Muốn máu thì Dạ Táng cho máu, tiếp theo cô sử dụng phi kiếm nhằm trì hoãn thời gian để tiến về phía huyết tinh. Khối tinh thạch trong tay Huyết Mai không cho Dạ Táng toại nguyện, nó phát ra một luồng sức mạnh khủng khiếp hút cậu lại. Huyết Mai như biến thành người khác, cô thi triển điểm thạch thành kim với định đoạt mạng Dạ Táng. Xác định không thể ngăn cản, Dạ Táng quyết định sử dụng chiến lược tổn thương để giết. Toái hầu tòa được cậu tung ra, lớp mặt nạ trên khuôn mặt Huyết Mai vỡ vụn. Huyết Mai chính là Lăng Phỉ, khoảnh khắc nhận ra người thường cũng là lúc Dạ Táng hứng chọn điểm thạch thành kim dẫn tới kinh mạch đứt đoạn. Giây phút hấp hối, Dạ Táng gọi Lăng Phỉ với cái tên đầy thân mật, Tiểu Đỗ Đỗ. Lăng Phỉ chấp nhận hao tổn linh khí cứu chữa cho Dạ Táng, bất chấp khối tinh thạch phản đối. Cô cũng sẵn sàng phá hủy khối tinh thạch chỉ để bảo vệ Dạ Táng không phải chịu thêm tổn thương. Thiêu đốt bản mệnh chi huyết truyền cho Dạ Táng là điều mà Lăng Phỉ làm vào lúc này. Dạ Táng mơ hồ nhắc Lăng Phỉ dừng lại, tuy nhiên cô nhất quyết không bỏ cuộc. Máu Dạ Táng rơi xuống huyết tinh, làm nó có phản ứng bay tới hòa làm một cùng với cậu. Trái tim Dạ Táng lập tức được chữa lành, cậu từ từ tỉnh lại. Hai người mừng rỡ trao nhau cái nắm tay thì huyết tổ lại kêu gọi Dạ Táng. Trước khi bị hút vào, Dạ Táng chỉ kịp nói Lăng Phỉ lần này nhất định phải đợi mình. Sự thật luôn phũ phàng, xác định ở bên cạnh chỉ khiến Dạ Táng thêm nguy hiểm. Do đó Lăng Phỉ quyết định chặt đứt mọi tưởng niệm, quên đi những gì đã từng giữa hai người. Lăng Phỉ một lần nữa biến thành Huyết Mai. Lúc này Dạ Táng tiến vào không gian ý thức huyết tổ. Thực chất, lúc cậu bị khóa đá, huyết tổ đã nghe thấy tiếng lòng nên cho cậu cơ hội cộng hưởng. Ở bên ngoài huyết khí của các đệ tử bắt đầu không nghe lời, tu vi thì trì trệ. Tổng Khuyết bất ngờ rời ra khỏi khu vực thí luyện, đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu lý do còn sống. Quân Uyển là người tiếp theo xuất viện, cô mừng rỡ khi gặp lại Tổng Khuyết. Trong lúc Vô Cực lão tổ đang tự tin thì bỗng nhiên Huyết Mai bị đẩy ra ngoài. Theo ngay sau là hộ giáp giả liệt, trên trời huyết khí có phản ứng mãnh liệt, khuôn mặt Dạ Táng dần dần lộ rõ. Bên trong ý thức huyết tổ, Dạ Táng chuẩn bị được truyền thừa ý thức sau cùng của huyết tổ. Quyền thứ nhất là bất tử trường sinh công, quyền thứ hai bất tử kim cương, quyền thứ ba bất tử kình, quyền thứ tư bất tử cốt và quyền cuối cùng bất tử huyết đều đã lộ diện và tất cả chính thức được truyền thừa cho Dạ Táng. Mọi người của huyết khê tông như hiện ra trước mắt, thậm chí mọi sinh vật đều giống như đang ở trên tay cậu, hấp thu sức mạnh từ cơ thể cậu. Chỉ cần một ý niệm trong đầu, cậu đã có thể áp chế một nửa tu vi của tất cả mọi người. Điều đó đồng nghĩa Dạ Táng hiện tại chính là tần huyết tổ thứ hai còn sống. Cậu nhớ lại trước đây dường như ông gia thần bí đã sớm phát hiện ra mọi thứ. Mặt tối của sự thật hiện ra, Dạ Táng bị coi là huyết ma và bị toàn thể huyết khê tông tru diệt. Thậm chí, Quân Uyển cũng quay lưng. Để có thể sống sót, ra khỏi huyết khê tông, Dạ Táng cần che giấu thân phận và phải mạnh hơn. Truyền thừa kết thúc, cậu nhanh chóng rời khỏi khu vực thí luyện. Ngôi vị huyết tử đã mất, Vô Cực lão tổ thầm trách Huyết Mai. Trước đây ở thánh địa trúc cơ ẩn chứa một loại lực lượng thần bí mạnh hơn lực lượng của 9 tầng triều tịch. Ông đã bỏ qua thời cơ dẫn thiên mạch chi khí, thậm chí giết sạch thiên kiều cùng thế hệ kể cả đồng môn để giữ bí mật tạo điều kiện cho Huyết Mai có tư cách tranh giành vị trí huyết tử. Ông rất muốn biết lý do Huyết Mai thất thủ, vậy nhưng cô cũng không biết được tại sao. Trên người cô có một sức mạnh to lớn phong ấn ý thức làm Vô Cực lão tổ cũng không thể dò xét.
Đúng lúc này Dạ Táng xông vào đến cổng, Vô Cực lão tổ muốn Huyết Mai không được cho ai biết chuyện mất trí nhớ, đặc biệt phải cách xa Dạ Táng. Dạ Táng liên tục bị hộ vệ đỡ ra đẩy lùi, vậy như không từ bỏ ý định gặp Huyết Mai, buộc Vô Cực lão tổ ra mặt nói chuyện. Chỉ một ánh mắt, Vô Cực lão tổ đã nhận ra một luồng áp lực to lớn kèm theo lời cảnh cáo từ giờ không được phép xuất hiện ở Đỗ Sam. Dạ Táng nhất quyết chống đối, chính điều này đã làm cho cậu phải hứng chịu vô số tổn thương, thậm chí còn có nguy cơ bỏ mạng. Huyết Mai phá cửa xông ra, cô cho rằng đó là quyết định của mình. Cô vĩnh viễn không muốn gặp lại Dạ Táng, bất chấp hai người trước đó từng có kỷ niệm. Mạnh mồm là vậy, vậy nhưng Huyết Mai vẫn phải đau lòng khi nghe thấy giọng Dạ Táng. Dạ Táng như gục ngã, cậu lững thững bước ra khỏi Đỗ Sam. Trở về, Dạ Táng đâm đầu vào bia rượu, cậu thầm trách Huyết Mai không thổ lộ mà lại chọn cách né tránh. Chính cậu cũng đang cần được thông cảm. Quân Huyền chứng kiến bộ dạng ma men của Dạ Táng mà không ngần ngại tặng cậu một cú tát, đồng thời nhắc nhở trách nhiệm của một huyết tử. Nếu như không nhanh tỉnh táo lại và trở nên mạnh hơn, thì những người cậu quan tâm sẽ chỉ có con đường chết. Thấm nhuần tư tưởng của Quân Uyển, Dạ Táng hét lớn như bày tỏ nỗi lòng. Ba ngày sau, cậu tìm gặp Tổng Lão Tổ với một phong thái hoàn toàn khác. Trước tiên, Tổng Lão Tổ hỏi tội Dạ Táng không biết thân phận mà tranh giành vị trí huyết tử. Dạ Táng phản kháng mạnh mẽ, cậu được huyết tổ công nhận, đồng nghĩa đã là danh chính ngôn thuận. Tổng Lão Tổ nổi giận lại càng làm Dạ Táng kiên định hơn. Cậu cho rằng bản thân tu vi không cao, vậy nhưng chỉ cần thời gian nhất định sẽ có thể vượt qua người khác, đủ tư cách để bảo vệ sở niệm trong lòng. Riêng thân phận huyết tử cậu quyết không buông tay, đó thực chất chỉ là bài test của Tổng Lão Tổ. Ông rất hài lòng với câu trả lời. Dạ Táng cũng không phải rằng vừa, mọi hành động lời nói của Tổng Lão Tổ cậu đều hiểu như đi quốc trong bụng. Tổng Lão Tổ bất ngờ muốn thu nhận Dạ Táng làm nghĩa tử, biết với thân phận sau này sẽ có tác dụng nên cậu gần như ngay lập tức đồng ý. Sau đó, Tổng Lão Tổ tặng pháp bảo huyết hòa đăng cho Dạ Táng như một vật phòng thần. Ba ngày sau, nghi thức huyết tử đăng cơ được tiến hành. Các phòng khác đều đã sẵn sàng tặng quà lấy lòng Dạ Táng, đều hoàn thành nghi thức, bắt buộc Dạ Táng phải vượt qua ba cửa ải. Đầu tiên là hộ pháp trung phong. Dạ Táng rất dễ dàng thông qua bởi đối thủ quá yếu. Ải thứ hai, Dạ Táng đối mặt với Tống Khuyết. Bất mãn đã lâu nên Tống Khuyết không hề có định buông tay. Sau một màn tay đối quyết liệt, Tống Khuyết bài trận phải thề trung thành với Tần Huyết Tử. Tống Khuyết bằng mặt chưa bằng lòng, sẽ có một ngày hắn thắng được Dạ Táng. Ải thứ ba là trung phong đại trưởng lão Quân Uyển, cô dây chiêu rất dứt khoát bắt buộc Dạ Táng phải xuất kiếm. Điều này lại làm cho cô thất bại nhanh hơn. Dạ Táng khoác lên mình huyết tử bào, chính thức trở thành huyết tử trung phong. Chiến sự sắp xảy ra, từ ngày mai bốn phong đóng cửa tu luyện. Huyết tử và đại trưởng lão các phong sẽ dẫn đầu đệ tử phát binh biên giới. Tâm trạng Quân Uyển nặng nề vì khoảng cách thân phận nên cô bắt đầu có dấu hiệu lạnh nhạt với Dạ Táng. Miệng lưỡi Dạ Táng vẫn là nhất, cậu trả lại lệnh bài huyết tử cho Quân Uyển để cùng nhau gánh vác trách nhiệm bảo vệ trung phong. Nửa đêm, một số ma đầu bắt đầu tập hợp, sẵn sàng cho một cuộc phản kích sau khi bị vô danh phong nô dịch quá lâu. Chúng điên cuồng tấn công, gây nên những tiếng thét thảm thiết vang khắp vô danh phong. Vào đầu huyết tử điện, Dạ Táng gấp rút tìm hiểu tin tức, vật vĩnh hằng chính xác hay không. Có thông thiên pháp nhãn trợ giúp cậu nhanh chóng tìm được vị trí cất giấu. Cậu phá vỡ lớp màn nền để lộ một mật thất phía bên dưới. Đúng lúc này thần toán tử xin cầu kiến, hắn bước vào cùng phong thái rèn rút. Biết công lực Dạ Táng đã tiến bộ rất nhiều cộng với vị trí huyết tử, thần toán tử lập tức quỳ gối xin lỗi bởi trước đây thường xuyên đắc tội. Thời gian cấp bách nên Dạ Táng không chấp phạt và một lòng muốn đuổi thần toán tử đi càng nhanh càng tốt. Dù vậy, người tính không bằng trời tính, ngoài việc tặng quà tạ lỗi thần toán tử, còn kêu gọi tất cả các thiếu sai trong huyết khê tông tới chúc mừng. Sau đợt mưa độc lần trước, do Dạ Táng luyện đan, bộ dạng của tất cả thiếu gia này đều bị biến dạng. Khung cảnh hỗn loạn diễn ra, họ chen lấn, xô đẩy chỉ để mong Dạ Táng mở lòng chữa trị. Khoảng chốc trời đã gần sáng, Dạ Táng quá bất lực nên đành phải hứa giải quyết vấn đề. Cô tặng đan dược hồi phục cộng với một quyển công pháp bí tịch và cho mỗi người một động phủ mới. Vừa nói hết câu thì toàn bộ rút lui, bản thân Dạ Táng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tất cả vẫn chưa kết thúc, bởi ngay sau đó ba đệ tử vì chuyện Tiêu Thuần đã tiến vào phạm vi huyết khê tông mà đến thỉnh giáo. Dạ Táng bắt đầu cảm thấy áp lực bởi cậu chính là Tiêu Thuần. Để thoát khỏi tình huống khó chịu, Dạ Táng tuyên bố có mình thì không có Tiêu Thuần. Vì chuyện ma đầu tán tu đang nổi loạn nên ba tên đệ tử cũng không ở lại quá lâu. Có điều chúng không hề biết ma đầu tán tu cũng là sản phẩm mà Dạ Táng tạo ra trong quá trình luyện đan. Tiếp tục con đường khám phá mật thất, Dạ Táng dùng một viên khai môn đan mở lối vào. Bên dưới chỉ có một cây cầu không nhìn thấy đích. Mỗi bước đi của Dạ Táng đều khiến bậc thang hiện lên vầng sáng. Một nửa ngày trôi qua mà cậu vẫn chưa đến nơi muốn đến. Đột nhiên có thứ gì đó lướt qua làm Dạ Táng lạnh sống lưng. Sau đó là một luồng huyết khí rất kỳ dị, Dạ Táng lập tức sử dụng thông thiên pháp nhãn kiểm tra. Trước mắt lộ ra vô số cánh tay máu lao tới tấn công.
những cánh tay này nhiều vô kể, sa táng chém mãi không hết, dẫn tới kết cục bị chúng khống chế. Nhìn thấy khai môn đàn có tác dụng xua tán những cánh tay máu, nên sa táng quyết định đánh cược một lần. Cậu dùng sức mạnh hôn lấy khai môn đàn, kế hoạch thành công mỹ mãn khi một lần mà tất cả cánh tay máu đã bị thổi bay. Những đường vân trên bậc thang bắt đầu kết thành một, chúng thực chất là một con đường vô tận khép kín đầu đuôi. Tiếp theo chúng tan vỡ kết cấu đẩy sa táng xuống vực sâu vô tận. Hoàng hồn lại thì cậu đã ở một nơi khác. Tiếp tục đi lên phía trước, sa táng bắt gặp một chiếc hòm. Sau nhiều lần mở ra, bên trong vẫn chỉ có một chiếc lá cây màu vàng rất rắn chắc. Bên cạnh đó còn có một chiếc mai rùa. Biết chắc đây chính là vật vĩnh hằng, sa táng sử dụng toàn bộ cách thức như kích hoạt linh lực, nhỏ máu nhận chủ hay dùng vũ lực cưỡng ép đều không làm mai rùa có phản ứng. Sa táng như gục ngã bởi 5 năm cố gắng lại chỉ nhận được cái mai rùa vô dụng. Quá tức giận, cậu lôi tên mập ra xả giận. Trời sáng và nhưng sa táng vẫn không khỏi đau buồn. Dù vậy thì cũng đã đến lúc cậu phải rời khỏi huyết khê tông. Tuy nhiên, sa táng quá chậm, cậu vừa đến nơi thì trận pháp truyền tống cũng vừa bị phong tỏa. Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc, thì một đệ tử canh trần nhận được đặc lệnh huyết tử ra khỏi tông đánh giết Tiêu Thuần. May mắn đến quá bất ngờ, sa táng bước lên pháp trận truyền tống trong sự cầu chúc của tất cả đệ tử. Chỉ tiếc, cả đời này cậu có thể không còn cơ hội trở lại. Đã có được thứ mình muốn, vậy nhưng sa táng rời đi cùng một tâm trạng đáng chát. Tại đây có quá nhiều người thật tình với cậu, vùng đất này cũng đã bao dung với bản tính nên cậu không dễ gì có thể vứt bỏ. Tuy nhiên, cậu đã không còn lựa chọn. Suốt quãng đường sa táng di chuyển rất thuận lợi, hung thú và gia tộc gặp phải đều cúi đầu xưng thần với cậu. Bất ngờ cậu bị đánh lén, những âm thanh quen thuộc vang lên và tất cả đến từ quỷ diện thủ. Sa táng so với trước đây đã hoàn toàn khác, cậu né đòn đồng thời trả lại mồi chiều khiến quỷ diện thủ đứt ra làm đôi. Linh thú từ quỷ diện thụ đột nhiên được chiếc mai rùa hấp thu. Nhận ra sai lầm, trưởng lão nhận trách nhiệm trông coi quỷ diện thụ quỳ gối xin lỗi. Gia tộc của ông mới chính là chủ sở hữu quỷ diện thụ. Lạc trần gia tộc trước đó cũng chỉ là một đám học theo. Mai rùa liên tục có phản ứng, thời gian gấp rút, sa táng lập tức rời đi để tránh bị phát hiện. Bên trong chiếc mai rùa lộ ra đầu và chân, sau đó nó phát ra một luồng linh khí làm linh hải dạng táng kết tinh có dấu hiệu liên miên mãi không dứt. Dạ táng thúc giục linh hải thì đạt hiệu quả bất ngờ, chỉ mới hít thở sâu mà đã hơn tu luyện một tháng. Tại linh khê tông, Trịnh Viễn Đông than thời trước đây từng đem một sợi khí tức của Tiểu Thuần bỏ vào trong linh bài cảm ứng. Đúng lúc này linh bài có dấu hiệu phát sáng, Dạ táng trở về đến địa bàn linh khê tông. Cậu luyện tập rất nhiều vậy nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách tốt nhất để chào hỏi người quen cũ. Trước đó cậu vẫn cần cởi bỏ mặt nạ thực sự quay trở lại với thân phận đích thực là Bạch Tiểu Thuần. Linh bài lúc này vỡ nứt, đó là điểm không may. Bước đi trên những con đường quen thuộc, cậu lướt qua chạy gà chào hỏi. Nhìn thấy cậu, lũ linh kê co cụm sợ hãi. Tiểu Thuần cũng tranh thủ thình gió một số tân đệ tử qua đường. Tiếp theo, Tiểu Thuần động viên các thí sinh có ước vọng muốn vượt qua kỷ lục con rùa đen mà cậu từng xác lập. Đặc biệt, cậu cũng không quên sửa lại bức chân dung kèm chữ ký cho lũ trẻ làm chúng khóc thét oán hận. Trở lại bức tượng mình năm xưa, Tiểu Thuần hét lớn, ta trở về rồi. Nghe thấy tiếng cậu, gần như tất cả đệ tử lẫn linh kê đều nơm nớp sợ hãi. Đường phố vắng tanh không một bóng người, chỉ để chạy trốn thảm họa. Dù vậy, vẫn có một số nữ tử kém sắc bám lấy Tiểu Thuần. Vẫn giống như trước đây, Tiểu Muội là người xoay vây khi kéo cậu ra khỏi đám đông. Tiểu Muội này đã ra dáng thiếu nữ, cô ra hiệu cho Tiểu Thuần lau vết son trên mặt trước khi lao tới ôm chầm lấy cậu bày tỏ nỗi niềm thương nhớ. Tiểu Muội rất muốn nghe những chuyện kinh thiên động địa mà Tiểu Thuần làm được, dù nó đa phần đều là bốc phét và phóng đại. Chuẩn bị nói tới gặp được người mình thích, thì Tiểu Muội tỏ rõ khuôn mặt khen tuông, vậy nhưng lại cực kỳ đáng yêu. Đúng lúc này, lệnh lão tổ vang lên mời Tiểu Thuần đến tư đường gặp mặt. Thiết đàn đến ngày sau đó, nó thất vọng khi không gặp được Tiểu Thuần. Vậy nhưng sẵn sàng thông cảm khi biết cậu có việc cần xử lý. Trịnh Viễn Đông lớn tiếng trách mắng khi Tiểu Thuần ẩn giấu khí tức. Ông rất nhanh đã hạ hỏa bởi sau đó Tiểu Thuần xin dốc lòng luyện dược về tông môn để tạ lỗi. Tình hình chiến tranh đang hết sức căng thẳng, nhóm tu sĩ đầu tiên đã được điều tới dãy núi Lạc Tình. Tiểu Thuần được lệnh gia nhập nhóm tu sĩ thứ tư đến chiến trường. Đặc biệt, trên chiến trường có bắt buộc phải tiêu diệt một trong tứ đại huyết tử Dạ Táng. Giết bản thân là không thể, do đó Tiểu Thuần xả vời giác ngộ cao, quyết tiêu diệt mà đầu lấy lòng Trịnh Viễn Đồng. Chỉ cần cậu làm được thì sẽ liệt vào danh sách truyền thừa mà Lý Thanh Hậu đang bế quan cũng chính là vì nó. Hiện tại, Lý Thanh Hậu đang trong quá trình quan trọng nhất, kết đàn. Tiểu Thuần mừng rỡ khi gặp lại Thanh Hậu. Cậu đã trưởng thành hơn, tu vi cũng tiến bộ, tuy nhiên Lý Thanh Hậu vẫn cho rằng chưa đủ. Chưa kịp nói lý do thì phía biên giới xuất hiện chấn động, đại chiến với huyết khê tông chuẩn bị diễn ra. Cuộc chiến giữa đan huyền, huyền khê tông đang chiếm lợi thế. Một khi giành chiến thắng thế lực của huyền khê tông sẽ mạnh hơn bao giờ hết. Tiểu Thuần không muốn chiến tranh,
Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ là bất đắc dĩ bởi đứng trước sự tồn vong của Tông Môn, mọi lời thề đều vô nghĩa. Sau đó, Thanh Hậu đưa Tiểu Thuần đến một nơi tràn đầy linh lực. Tiểu Thuần tập trung quan sát và nhìn thấy ẩn phòng, ngọn núi thứ 9 chỉ có Linh Khê Tông truyền thừa mới biết. Vì điều này mà Tiểu Thuần bị lão tổ canh giữ dùng uy áp săn mặt, buộc Lý Thanh Hậu phải đứng ra giải thích. Tiểu Thuần hiểu rõ đây chỉ là thử tư chất, cô khôn khéo dâng lên một bình đan dược, như một cách lấy lòng lão tổ. Lão tổ bắt đầu mềm lòng, ông truyền lại thảo mộc sai bình quyết công pháp độc môn của mình cho Tiểu Thuần. Một khi luyện thành, thiên địa cây cỏ đều có thể hóa thành chiến lực. Lấy lý do chuẩn bị lên chiến trường, Tiểu Thuần thành công lấy thêm mảnh linh bảo hộ thể từ chỗ lão tổ. Thực chất, linh đan mà Tiểu Thuần tặng lão tổ là mộng huyền đan. Rất may cậu chưa gây ra hậu họa. Được Thanh Hậu chỉ điểm, Tiểu Thuần tìm cách tiếp cận bên dưới rễ cây, đồng thời đánh nát viên linh hạch. Sau khi hấp thụ thành công, cậu đưa lực lượng thảo mộc khoa vào tu vi. Trong thời gian này, cậu buộc phải dồn tất cả tâm tư vào tu hành. Để tăng cường tốc độ tu luyện, Tiểu Thuần kích phát vật vĩnh hằng. Rất nhanh, tinh hải tầng thứ tư đã khóa tình, thiết đàn mừng rỡ lao đến chung vui cùng với Tiểu Thuần. Có điều, thiết đàn được chăm sóc vô cùng chu đáo. Ngoài ăn 7-8 bữa thượng phẩm, nó còn được tẩm thuốc xoa bóp trong mộc huyền cốc. Đặc biệt, thiết đàn còn điều động cả binh đoàn chiến thú bờ bắc tập hợp trước phòng Tiểu Thuần. Lần truyền tống thứ hai bắt đầu xuất phát đến biên giới, Tiểu Thuần một lần nữa tìm cách nâng cao thực lực, bởi đó là cơ sở duy nhất để ngăn cản cuộc chiến. Dựa theo dự quyền, Tiểu Thuần dự tính dùng nước thông thiên hà để luyện đàn, tâm kỳ vì tu luyện công pháp mà cũng ở đây. Thượng quan Thiên Hữu nhân cơ hội động viên, đồng thời nói xấu sau lưng Tiểu Thuần. Cậu quyết định săn mặt đối phương bằng mấy câu đạo lý trước khi dùng tay lấy nước thông thiên hà. Bình thường bất cứ ai chạm vào đều bị nước sông làm tàn rã, vậy nhưng với Tiểu Thuần thì lại khác. Mục tiêu gây chú ý thành công, Tiểu Thuần để lại một trận duyên pháp cho tâm kỳ tự suy ngẫm. Trở về, Tiểu Thuần muốn thiết đàn hộ pháp luyện chiến nghịch hà đàn. Lần đầu tiên không xảy ra biến hóa, lần thứ hai Tiểu Thuần bị phản phệ dẫn tới nổ tung. Ngấm cầu ngộ ra bản thân chưa đủ trình độ để luyện. Đúng lúc này đại bàn và Hứa Bảo Tài đến chơi. Tam bàn giờ cũng đã khóc, cô dáng vẻ thon gọn không khác gì mỹ nữ. Vân Phi cũng đến hoan nghênh Tiểu Thuần về nhà. Tất cả lập tức tổ chức một bữa tiệc rượu, đồng thời nhắc lại những kỷ niệm một thời đáng nhớ. Nhị bàn và tiểu muội đến góp vui sau cùng. Tiệc rượu no say, đại bàn và Tiểu Thuần tiến hành tỉ thí cướp rượu. Thực lực đại bàn không tệ, vậy nhưng để so với Tiểu Thuần vẫn là kém hơn một bậc. Vân Phi là người tiếp theo lên ứng chiến, hai bên liên tiếp ăn miếng trả miếng. Cuối cùng, Vân Phi thua cuộc. Tiểu muội cũng không chỉ muốn xem, cô lao lên tấn công, kết quả đầm vỡ vỏ rượu. Tiểu Thuần nhận thua làm cô không vui, bởi đại chiến đã cận kề, cô rất muốn được sánh vai với mọi người. Tiểu Thuần bất ngờ cầm lấy tay động viên, chúng ta cùng đi bảo vệ tổng môn. Tại Huyết Khê Tông, Tổng Lão Tổ đã phái người thăm dò về nhưng không thu được tin tức của Dạ Táng. Người khổ nhất có lẽ là Quân Uyển, bởi cô vẫn ngày đêm mong nhớ người trong lòng. Tại Linh Khê Tông, Tiểu Thuần nhìn về phía bên dưới mà lòng lặng trĩu. Cô tự hứa với bản thân dù có phải đón nhận lửa giận của hai tông cùng lúc, cũng phải ngăn cản cuộc chiến. Hôm sau, Tiểu Thuần đến điểm truyền tống trong sự chào đón của vô số đệ tử. Đại trận truyền tống được khởi động, rất nhiều đệ tử sợ hãi vì lo ngại tu vi không đủ sẽ ảnh hưởng tới thân thể. Nhận thấy tiểu muội cũng đang sợ hãi, Tiểu Thuần nắm tay cùng nhau xuất phát. Mở mắt tất cả đã ở biên giới, Tiểu Thuần tranh thủ giúp mọi người điều tức linh khí. Ngoài ra, cậu cũng lên giấy cót tinh thần, giúp các đệ tử lấy lại tự tin trước trận chiến. Lão Tổ xuất hiện an bài mọi người đến các nơi chuẩn bị chiến đấu. Thượng quan Thiên Hữu chủ trì hạch tâm của Thiên Cửu trận thứ 3. Tâm Kỳ chủ trì trận pháp thứ 3 của Hương Vân Sơn. Về phần Tiểu Thuần, cậu không tham dự trận pháp 7 phòng bên ngoài, mà chủ trì khu vực trung tâm, đại trận Trùng Đạo Sơn. Trước khi tách nhau, Tiểu Muội không cho phép Tiểu Thuần quay đầu bởi cô không muốn cậu phân tâm. Bản thân cô cũng sẽ cố gắng hết sức. Từ khí ngự đỉnh công của bờ Nam, thông thiên ngự tượng quyết của bờ Bắc, con rối cự thạch đã sẵn sàng đường mang vào chiến đấu. Trách nhiệm của Tiểu Thuần vô cùng quan trọng, một mình cậu sẽ thao túng tất cả trận pháp. Về phía Huyết Khê Tông, Huyết Tử Ba trên bốn phong đều chuẩn bị sẵn sàng. Gia Táng vắng mặt, sau đó tất cả hy vọng của Trung Phong được tập trung vào Quân Uyển. Được các trưởng lão liên tục cung cấp linh khí, Tiểu Thuần thành công kích hoạt đại trận. Bình thường ba tu sĩ trúc cơ chủ đạo mới có thể phát động. Giờ chỉ một mình Tiểu Thuần đã có thể làm được, khiến các lão tổ Linh Khê Tông không khỏi trầm trồ. Lúc này lão tổ Linh Khê Tông đời thứ nhất lộ diện. Ông có bài phát biểu động viên vô cùng hùng hồn, nâng cao sĩ khí cho toàn bộ đệ tử. Tiểu Thuần đột nhiên nhận ra xung quanh có rất nhiều linh khí bàn bạc. Kiểm tra kỹ, cậu phát hiện trên núi Lạc Trần đã được bày ra hàng loạt băng bạo chi trận. Một khi khởi động thì không đơn giản chỉ dãy núi tan biến, mà toàn tông cũng có nguy cơ diệt vong. Xác định cái giá phải trả quá lớn, hơn nữa khí tức Huyết Khê Tông đã ở rất gần.
trong số đó có cả Quân Uyển nên Tiêu Thuần càng thêm đau lòng. Huyết Khê Tông mang những gì mạnh mẽ nhất, hủy diệt nhất tới biên giới. Linh Khê Tông cũng không kém cảnh, họ quyết cho đối thủ dù có chiến thắng cũng phải trả cái giá thảm trọng. Thiên Sắc Kiếm linh luyện 10 lần được kích hoạt, Mặc Long cũng đã sẵn sàng. Huyết Khê Tông chính thức khai chiến, Linh Khê Tông thì tập trung ngăn địch. Các con rối cự thạch ném hàng loạt khối đá lớn về thuyền Huyết Khê Tông. Để đáp trả, một nhóm huyết phách được lệnh phá lớp phòng hộ của Linh Khê Tông. Chúng vừa nhanh vừa linh hoạt nên các cự thạch rất nhanh đã bị đánh hở. Tình thế nguy cấp, Thanh Hầu truyền lời bảo chậm tới Tiểu Thuần. Danh sách truyền thừa cùng với các đệ tử Linh Khê Tông kiên cường chống trả. Tuy nhiên, đám huyết phách quá manh động, chúng tế huyết kiếm một kích đâm thẳng vào lớp phòng hộ. Xác định phòng tuyến còn thì người còn, Tiểu Thuần gia trì thêm lực phòng hộ. Bất Hòa Cốt cũng xuất chiến, nó hỗ trợ cho huyết kiếm buộc các truyền thừa Linh Khê Tông phải phóng xuất Thiên Sát Kiếm ngăn cản. Dù vậy, trận pháp bảo vệ vẫn không tránh khỏi bất ổn, một lỗ hồng lớn đã bị Bất Hòa Cốt xuyên thủng. Đám huyết phách ồ ạt xông vào bên trong tấn công thuyền bài lẫn các đệ tử. Thiệt hại lúc này đã lớn hơn, Trịnh Viễn Đông buộc phải lệnh giữ vững lỗ hổng. Sơn Phong do đại bàng trấn thủ bị đánh tới và đang có dấu hiệu thất thủ. Nhìn cảnh tượng xung quanh, Tiêu Thuần nổi giận lôi đình. Còn đánh nữa thì sẽ không thể cứu vãn, sau đó cậu quyết định phải ngăn lại cuộc chiến. Tiêu Thuần từ bỏ đại trận trùng đạo sơn tiến thẳng về phía lỗ hổng. Cậu đánh bất tử huyết vào thẳng Bất Hòa Cốt, đồng thời ra lệnh cho nó rút lui. Tiếp theo cậu rời khỏi địa bàn Linh Khê Tông. Thanh Hậu lập tức đuổi theo, vốn là người muốn trường sinh vậy nhưng đứng trước hiện thực, cậu không còn ham sống sợ chết mà đứng giữa hai phe hét lớn, dừng tay. Nhìn thấy Tiêu Thuần, Tống Khuyết, Quân Uyển và toàn bộ đệ tử Trung Phong đồng loạt lao lên vây giết. Lời nói vô tác dụng, buộc Tiêu Thuần phải để lộ thân phận huyết tử Trung Phong của Huyết Khê Tông. Cậu đeo vào chiếc mặt nạ, Tiêu Thuần một lần nữa biến thành dạ táng. Uy áp mà cậu tạo ra lập tức khiến các đệ tử Trung Phong phải cúi đầu bái kiến. Người bất ngờ nhất là Quân Uyển, đến bây giờ cô vẫn không biết đối phương là Dạ Táng hay Tiểu Thuần. Tiểu Thuần tiết lộ bản thân là cả hai, cậu lừa dối cũng chỉ vì bất đắc dĩ. Vì ân tình hai tông, cậu muốn trở thành cầu nối để tạm dừng chiến tranh. Các lão tổ hai tông thì lại nghĩ khác, họ cho rằng đó là kế hoạch của phía đối diện nhằm quấy nhiễu lòng quân. Điều này lại tiếp tục dấy lên mâu thuẫn, hai bên một lần nữa lao vào nhau tranh giành. Tiểu Thuần đứng ra ngăn cản dẫn tới trọng thương, vậy nhưng vẫn chưa thể ngăn cản các lão tổ hai tông. Các đệ tử cũng vậy, họ điên cuồng lao lên bất chấp sống chết vì nghĩ Tiểu Thuần thuộc về phe mình. Tiểu Thuần chưa từ bỏ, cậu ngăn cản từng người và sau cùng bị Tống Khuyết săn mặt. Với tu vi trúc cơ của cậu, muốn làm chuyện nghịch thiên là không thể. Hiện thực trước mắt quá tàn nhẫn, Tiểu Thuần dần ngộ ra bản thân vẫn quá nhỏ bé mà quyết định đánh cược một lần. Bằng những gì đã chuẩn bị cộng với bản thân là huyết tổ, Tiểu Thuần thi triển sức mạnh huyết ma áp chế tu vi của tất cả các đệ tử lẫn lão tổ Huyết Khê Tông xuống một nửa. Đây vẫn là một tính toán sai lầm bởi các đệ tử Linh Khê Tông nhận thấy Huyết Khê Tông suy tàn. Vậy nên, họ được đà thừa thắng xông lên, Tiêu Thuần một lần nữa phải chứng kiến hàng loạt đệ tử Huyết Khê Tông bỏ mạng. Qua nỗi bất lực, Tiêu Thuần kích hoạt màn quỷ lấy thần đỡ đòn bất chấp bản thân sẽ chịu vô số tổn thương. Tống Khuyết, Quân Uyển bắt đầu động lòng, tuy nhiên, họ vẫn quyết định chiến đấu đến cùng. Tiêu Thuần bây giờ mới thực sự ngộ ra đã quá coi trọng bản thân, cậu kích phát toàn bộ sức mạnh kêu gọi Mặc Lòng, thiết đàn ngừng chiến. Tiếp theo, cậu thực hiện một bài phát biểu đi vào lòng người. Chiến tranh chỉ có hại cho đôi bên, dù cho bên nào thắng thì họ cũng chỉ là thế lực yếu nhất chung dù, để rồi bị các thế lực khác thôn tính. Cuối cùng cậu hy vọng hai tông đình chiến, sáp nhập lại cùng nhau trở thành tông môn mạnh nhất từ trước tới nay. Tưởng chừng bài phát biểu đã gắn kết tất cả lại, vậy như không, Hàn Viêm bất ngờ động thủ vì cho rằng Tiêu Thuần đang cò gan yêu ngôn hoặc chúng. Một kích này hắn tung ra tương đương với tu vi tinh anh trường lực 10 phần. Nhận ra vấn đề, các lão tổ Huyết Khê Tông lập tức ngăn cản, vậy nhưng đã quá muộn. Khống chế bị phá nát, Quân Uyển, Thanh Hậu và Thiết Đàn đều bị đẩy lùi. Trong giây phút thập tử nhất sinh, Tiêu Thuần nhớ ra bản thân vẫn còn pháp bảo của lão tổ. Tuy nhiên với tu vi hiện tại, sử dụng huyết hòa đăng và từ sắc linh bội chỉ có thể ngăn được công kích của tu vi kết đàn, do đó Tiêu Thuần phải dựa vào bản thân. Cậu kích phát 200% sức mạnh, ngăn cản công kích, vậy nhưng cuối cùng vẫn hứng tròn vụ nổ. Những người chứng kiến không khỏi xót xa khi trước mắt họ là cảnh tượng Tiểu Thuần từ từ ngã xuống. Đặc biệt Quân Uyển quá đau lòng mà bất tỉnh. Toàn bộ tu vi trở về với đệ tử và lão tổ Huyết Khê Tông. Hàn Viêm được đả khích tướng nhằm mượn tay Huyết Khê Tông huyết tẩy Linh Khê Tông. Có điều Hàn Viêm đã tính sai, Phong Thần Tử giận dữ tra hỏi tại sao tu vi hắn không bị áp chế. Hàn Viêm tính bỏ chạy, tuy nhiên hắn không nhanh bằng tốc độ của các lão tổ Huyết Khê Tông. Hàn Viêm tự nổ tung để rồi tập hợp lại. Hắn chính là thiên diện tử của Huyền Khê Tông. Hắn nở một nụ cười man rợ trước khi bỏ đi. Phong Thần Tử tập hợp phái người đuổi theo truy sát.
bỏ qua thù hận, Linh Khê Tông và Huyết Khê Tông bắt tay thể giết Huyền Khê Tông. Nhận được chữ trị từ Thành Hậu, Tiêu Thuần mơ màng nhớ lại những khoảnh khắc vừa trải qua. Tiếng gọi của những người thân nằm bên cạnh không ngừng vọng vào thần thức. Lúc này Tiêu Thuần đã được mang về chữa trị. Đúng lúc tiểu muội chuẩn bị nói điều gì đó thì Quân Uyên đi vào. Tiêu Thuần vốn đã tỉnh lại vậy nhưng lại không đủ can đảm để đứng dậy. Lâu ngày Tiêu Thuần bị cướp đi, tiểu muội gọi khéo Quân Uyên là dì Tống. Chiến tranh giữa hai người phụ nữ quá nguy hiểm, họ không ngừng tranh giành dẫn tới làm rơi chiếc lưu hương. Không may cho Tiêu Thuần, khi ngọn lửa lại đốt cháy chính tấm chăn cậu đang đắp. Chuyện gì đến cũng phải đến, Tiêu Thuần phải đứng trước sự tra hỏi của hai người phụ nữ. Dù vậy, cậu vẫn rất khôn khéo, lấy lý do thầy cuộc hỗn loạn để đánh trống lẳng. Vừa bước ra khỏi cửa, trước mắt Tiêu Thuần là hàng loạt đệ tử hai tông đứng chờ. Họ phụng mệnh các lão tổ tới đưa thảo dược tiên đan. Không những vậy, họ còn tranh giành như những đứa trẻ chỉ vì được Tiêu Thuần công nhận. Đến Tiểu Muội và Quân Uyển cũng bắt Tiêu Thuần đưa ra lựa chọn bên nào tốt hơn và cách tốt nhất để làng tránh là cậu đi bế quan. Bầu trời nổi sấm chớp kèm theo linh lực thiên địa bị hút về một nơi. Đó là Tiêu Thuần. Đặc biệt, cậu còn được thừa hưởng thiên đạo chi khí. Kết thúc quá trình tu luyện, Tiêu Thuần đột phá trúc cơ hậu kỳ làm giấc mơ vĩnh hằng gần hơn bao giờ hết. Vấn đề trước mắt cũng là nguy hiểm nhất khi Tiểu Muội và Quân Uyển đang đợi ở ngoài. Để đối phó, Tiêu Thuần giả bệnh tìm lý do được ở một mình. Tuy nhiên, hai người họ lại dốc lòng chăm sóc. Cuộc sống Tiểu Thuần một lần nữa rơi vào ngõ cụt khi phải đứng trước màn tranh đấu của hai người phụ nữ. May mắn thay, tất cả chỉ là một giấc mơ. Xác định nơi này không thể ở lâu, Tiểu Thuần lén lút ra ngoài nhưng những chuyện trong mơ lại đúng như tình cảnh hiện tại. Thế cục chỉ hoàn toàn được thay đổi khi hai vị lão tổ xuất hiện hỏi thăm tình hình sức khỏe. Tiểu Thuần nhân cơ hội viện cớ bảo vệ tông môn mà xin đến chiến trường diệt giặc. Giữa đường Tiền Mập xin được thương lượng, hắn muốn Tiểu Thuần thả mình ra ngoài. Tiểu Thuần cũng không muốn làm khó đối phương. Đột nhiên, nơi đây xuất hiện tu sĩ Đan Khê Tông bỏ mạng. Đằng sau lại có một vụ nổ lớn. Tiểu Thuần chia tay Tiền Mập rồi lập tức xuất phát. Tại đây, hai tu sĩ Đan Khê Tông đang chạy trốn trước sự truy sát của phản đồ. Trần Mạn Sao phản kháng mạnh mẽ trước khi nhìn đồng đội bị Lâm Mộ giết hại. Bản thân Mạn Sao sau đó bị trọng thương nặng. Tiểu Thuần đứng ngoài biết được Lâm Mộ cũng đang muốn giết mình. Thấm nhuần tư tưởng kẻ địch của kẻ địch là bằng hữu nên cậu quyết định ra tay giải cứu. Sau đó Tiểu Thuần tính rời đi một mình, tuy nhiên Mạn Sao luôn bám theo. Rất nhanh, Lâm Mộ và đồng bọn đã tìm tới. Kẻ muốn giết đang ở trước mắt nên hắn lập tức lệnh thuộc hạ động thủ. Dù vậy, hai đệ tử cấp kim đan của liên minh Linh Huyết lại ở đây buộc chúng phải rút lui. Biết thân phận của Tiểu Thuần, Mạn Sao khẩn cầu giải cứu Đan Khê Tông. Tiểu Thuần không thể tự quyết, sau đó chấp nhận đưa Mạn Sao về doanh trại. Đệ tử hai tông ngoài mặt đấu đá, vậy nhưng Tiểu Thuần xuất hiện còn làm họ manh động hơn để lấy lòng. Tại căn cứ Huyền Khê Tông, tin tức liên minh Linh Huyết chuẩn bị tiến đánh Hàn Vân gia tộc được thám tử báo về cho các lão tổ. Đại trận bên núi nhanh chóng được khởi động, Tiêu Thuần sẽ chỉ huy đợt tấn công. Vấn đề khó khăn nhất vào lúc này là mâu thuẫn giữa hai tông. Vì tranh công mà Gia Liệt và Bắc Hàn Liệt thành nhau phá trận, có điều họ đều thất bại. Tiêu Thuần khuyên hàng cũng bất thành. Để tránh làm náo loạn hậu phương, Tiêu Thuần lệnh tất cả đóng quân giúp mình hộ pháp luyện dược. Và rồi một loại đan dược thế hệ mới được Tiêu Thuần cho ra đời, quả cầu ánh sáng chứa đựng đủ các loại sương độc. Một khi quả cầu ánh sáng gặp trận pháp cản trở, sẽ lập tức vỡ vụn để rồi giải phóng sương độc thẩm thấu vào bên trong. Tiêu Thuần chia ba người thành một tổ hỗ trợ luyện dược. Cũng trong thời gian này, mâu thuẫn giữa hai tông đã tạm thời được hóa giải. Quá trình điều chế thành công đồng nghĩa hàng loạt quả cầu ánh sáng được đưa vào trong trận pháp. Cả thành tràn ngập chướng khí, biến tất cả đệ tử Hàn Vân gia tộc cho nên thần trí điên đảo. Tiêu Thuần ngoài kiên nhẫn chờ đợi kết quả, còn tặng mỗi đệ tử một viên linh dược cấp 3 để họ tăng cường tình đoàn kết, nhanh chóng hoàn thành mục tiêu thu phục Hàn Vân gia tộc. Quá bất lực trước hiện thực, tộc trưởng Hàn Vân lập tức xin hàng. Tuy nhiên, đội ngũ tu sĩ bên dưới lòng đất thì lại khác, chúng sẵn sàng lao lên tử chiến để bảo vệ trận pháp dịch chuyển. Có điều, Tiêu Thuần quá mạnh, cậu phá vỡ bia đá tâm huyết của Huyền Khê Tông. Đồng thời, tiêu diệt tên đầu sỏ chấm dứt cuộc chiến. Với những người thật tâm đầu hàng, Tiêu Thuần giơ cao đánh khẽ làm họ vô cùng nể phục mà thề chết đi theo hai tông, Linh Huyết. Tin tức đại trận bị phá truyền tới tai Cửu Đảo, hắn nổi giận thề, thù mới, nợ cũ sẽ phải có ngày phải tính. Trong khi đó, dưới sự dẫn đầu của Tiểu Thuần, liên minh Linh Huyết, sĩ khí lên cao liên tục càn quét Dương Nhiệt Huyền Khê Tông. Phần lớn gia tộc trước đó chống đối, giờ cũng đều chấp nhận quy hàng. Hiềm khích hoàn toàn được loại bỏ, thay vào đó là một sự đoàn kết chưa từng có. Trước mắt chỉ còn một gia tộc cuối cùng, liên minh chưa kịp tiến đánh thì tộc trưởng đã giơ cờ trắng xin hàng. Nhiệm vụ hoàn thành, Tiêu Thuần quyết định ở lại giúp tầm môn bảo vệ hậu phương.
bất ngờ có tiếng nổ vọng lại. Tiểu Sơn đang bị Cửu Đào truy sát, may mắn Tiểu Thuần kịp thời xuất hiện giải nguy. Cửu Đào vô cùng phấn khích, hắn từng đứng trước ngưỡng cửa quỷ môn quan, tuy nhiên bây giờ đã trở lại để báo thù. Tiểu Sơn muốn đứng ra chiến đấu, chỉ là Tiểu Thuần chưa bao giờ sợ chết mà hy sinh đồng môn. Đối phương ồ ạt lao lên, cũng là lúc Tiểu Thuần để chúng nếm trải mùi vị của Hoa Cầu Ánh Sáng. Chúng kế, các đệ tử dưới trướng Cửu Đào điên cuồng tự tàn sát lẫn nhau. Cửu Đào không bị xương độc ảnh hưởng, hắn hấp thu linh khí những người đã chết, đồng thời lao lên đối chiến với Tiểu Thuần. Lo ngại đả thương tới đồng môn, Tiểu Thuần khéo léo di chuyển khỏi chiến trường. Các đòn công kích của cậu hoàn toàn có thể đả thương Cửu Đào, tuy nhiên hắn vẫn bình yên vô sự. Chênh lệch về sức mạnh vẫn là không thể khỏa lấp. Cửu Đào liên tục trúng đòn và không có bất cứ một cơ hội chiến thắng. Cuối cùng, Cửu Đào dùng trận pháp bỏ chạy, Tiểu Thuần ngăn cản, vậy nhưng chỉ kéo lại được một cánh tay của hắn. Tiểu Sơn tiến tới hé lộ, Cửu Đào rất có thể đã chạy về Hùng Thành, thành trì cuối cùng của Huyền Khê Tông. Đúng như dự tính, Cửu Đào trở về Hùng Thành và được Xích Hồn lão tổ nhắc nhở giới hạn trong lòng, không được để sụp đổ. Trước mắt liên minh linh huyết đang công phá Hùng Thành và Tiểu Thuần cũng được lệnh tới chỉ viện. Tất cả tu sĩ hai tông đều tự nguyện đi theo Tiểu Thuần quyết chiến một trận. Ngày mai, họ sẽ xuất phát đến tiền tuyến. Các lão tổ liên minh linh huyết đang họp bàn cách công phá Hùng Thành. Hiện tại, chỉ duy nhất Tiểu Thuần mới có thể phá được cục diện. Hôm nay, mặt sông thấp hơn bình thường, ngay khi đoàn tuần tra rời đi thì nước sông biến động mạnh mẽ. Biết tương lai sẽ vô cùng khó khăn, Tiểu Thuần chú trọng tu luyện gia tăng thực lực. Có điều, vật vĩnh hằng lại chỉ có một chút linh khí, buộc Tiểu Thuần phải ép con rùa bên trong thức tỉnh. Điều này làm nó sinh ra bất mãn vô cùng lớn. Thần Toán Tử và Bắc Hàn Liệt nghe thấy Tiểu Thuần kêu la nên lập tức chạy tới kiểm tra. Bên trong doanh trại là hình ảnh Tiểu Thuần đang vật lộn với con rùa. Đúng lúc Tiểu Thuần thoát khỏi cú cắn của con rùa thì Thần Toán Tử đi vào và hứng chọn va đập. Con rùa bất ngờ mở lời, nó căm phẫn vì bị Tiểu Thuần ngày ngày lắc lên lắc xuống và hút cạn hết linh khí. Giải quyết bằng lời nói lẫn vũ lực đều vô tác dụng, sau đó Tiểu Thuần ném con rùa vào lò luyện đan. Đột nhiên bên ngoài có động tĩnh, một cơn sóng thần khổng lồ đang ập tới. Tiểu Thuần lập tức lệnh toàn bộ rút lui. Từ cơn sóng lộ diện, hai con mắt đỏ ngầu, những ai nhìn thẳng vào đều bị hút khô chân khí. Con rùa không bị lò luyện hóa, nó khiêu khích con hùng thú trước khi chui vào trong túi cầm nàng nhằm gây ra hiểu lầm. Nước sông thông thiên có khả năng ăn mòn, buộc Tiểu Thuần phải dẫn dụ đi nơi khác. Nhiều lần vượt qua hiểm cảnh, Tiểu Thuần tưởng rằng bản thân đã an toàn, vậy nhưng không, hùng thú đột nhiên lộ diện nuốt chửng lấy cậu. Trong cái hoa lại có cái mây, bảy tầng linh hài của Tiểu Thuần hoàn toàn hóa tinh. Cậu đánh liều kích phát sức mạnh, lại thành công thoát ra ngoài. Bên ngoài Hùng Thành, cuộc chiến giữa liên minh linh huyết và Huyền Khê Tông đang diễn ra vô cùng ác liệt. Tiểu Thuần đến tiền tuyến thì liên minh đã tổn thất nặng nề, cho dù cán cân lực lượng áp đảo. Nén thương đầu, Tiểu Thuần lên giấy cót tinh thần cho hai tông trước khi đồng xuất phát với máu sai trường. Hiện tại, tu sĩ trúc cơ bị cấm chế nên không thể ngự kiếm. Kim đan cho lên thì bị ngăn cản giữa không trung, sau đó trên dưới không thể lo cho nhau. Đứng trước tình hình này, Tiểu Thuần sắp xếp cho mọi người, đồng thời để thiết đàn kêu gọi chiến thu xuất kích, mở ra đường máu. Thế trận bắt đầu được cải thiện, phía Huyền Khê Tông, Thiên Diện Tử đích thân xuất trận. Hắn cho phép Lâm Mộ hiến tế con tin để khởi động tế linh đại trận. Đứng trước sự vô nhân tính của đối phương, các lão tổ liên minh không ngừng công phá đại trận. Rất tiếc, họ vẫn chậm hơn một bước. Đám hắc khôi được bổ sung linh khí liền trở thành biến dị. Thực lực cũng vì đó mà thăng tới kim đan hậu kỳ. Tính mạng Tâm Kỳ gặp nguy hiểm thì Tiểu Thuần lộ diện hỗ trợ. Tiểu Thuần có đôi chút thất thế nên Tâm Kỳ động viên mọi người sai chi linh lực cho dù bản thân họ đã gần cạn kiệt. Hắc khôi vẫn quá mạnh, sau đó Tiểu Thuần cần linh lực tập trung vào một điểm để tăng cường đòn tấn công. Hắc khôi chúng đòn bay ra xa, tuy nhiên nó vẫn còn khả năng phản kích. Rất may Tiểu Thuần kịp thời thoát ra cứu Tâm Kỳ một mạng. Dù vậy, việc Tiểu Thuần mất đi pháp trận bảo vệ lại là một cơ hội không thể nào tốt hơn để Hắc khôi công kích. Tính mạng gặp nguy thì thiền đạo chi khí trong người Tiểu Thuần bộc phát. Thực lực Tiểu Thuần tăng mạnh, chỉ với vài chiều, cậu nhẹ nhàng hành hạ Hắc khôi trước khi đoạt mạng đối thủ. Từ biệt Tâm Kỳ, Tiểu Thuần tiếp tục di chuyển đi chi viện các chiến khu khác. Tại một vùng bị lôi vân ảnh hưởng, các tu sĩ liên minh, linh huyết đang rơi vào hiểm cảnh. Tiểu Thuần trên đường đến thì phát hiện trong lôi vân có huyền cơ. Thông qua thông thiên pháp nhãn, cậu nhìn thấu kẻ địch đang thiết lập trận pháp nên tổng lực kích phát phi kiếm tiêu diệt. Pháp trận bị phá giải, từ đây một đội quân tu sĩ dưới sự dẫn đầu của Tiểu Thuần hừng hực khí thế được hình thành. Mục tiêu tiếp theo mà họ hướng tới là giải vây giúp đội Xà Liệt. Giống như lần trước, nơi đầu có Tiểu Thuần là nơi đó giành được lợi thế. Xác định Tiểu Thuần là mầm họa, Thiên Diện Tử tăng cường thêm quân số tiến thẳng về phía đông nơi mà Tiểu Thuần đang tọa trấn. Đội quân của Tống Khuyết cũng đang gặp khó mà một mình Tiểu Thuần thì không thể cứu giúp tất cả.
Đứng trước tình hình này, cậu chỉ còn cách bùng phát sức mạnh huyết tổ nâng cao tu vi cho các đệ tử ở gần. Trên khắp các mặt trận, chiến sự đều diễn ra vô cùng ác liệt. Tiểu Thuần lúc này cũng đã kích hoạt Man Quy để lấy lại thế trận. Đột nhiên, cậu cảm nhận ở biên giới phía đông đang có đệ tử gặp nguy. Sau nhiệm vụ công thành cho những người có mặt, Tiểu Thuần lập tức đột phá vòng vây di chuyển giải cứu. Đó chính là chiến trường do huyết mai tiến đánh, đối mặt với ba kẻ địch cấp kim đan mà cô không hề nào núng. Chỉ là thua kém về lực lượng lẫn tu vi nên một chấp ba vẫn là quá khó với huyết mai. Thời khắc cô sức cùng lực kiệt thì Tiểu Thuần đến đỡ lấy. Ánh mắt Tiểu Thuần đỏ rực, cậu để Man Quỷ tung ra một nhát chém cực mạnh. Đối phương dù đã thoát thân thành công vẫn không tránh khỏi cái chết. Tiếp theo, Tiểu Thuần công phá trận pháp bảo vệ tường thành kèm lời cảnh cáo. Tiểu Thuần tài chỉ cần búng tay, hùng thành sẽ tan thành mây khói. Tường thành bị phá, thiên diện tử thay đổi kế hoạch để rồi hắc giáp phối hợp cùng với tù sĩ bằng mọi giá phải trù sát Tiểu Thuần. Trên đường đưa huyết mai ra khỏi chiến trường, Tiểu Thuần liên tục bị các ngọn giáo của hắc giáp tấn công. Cùng với tử khí hóa đỉnh, Tiểu Thuần có thể tạm thời ngăn cản đám hắc giáp. Có điều chúng quá đông và một huyền khê kiếm trận luôn sẵn sàng nên Tiểu Thuần đã có dấu hiệu bị thương. Cho dù vậy thì cậu vẫn động viên huyết mai đừng sợ. Phía liên minh linh huyết bắt đầu có đáp trả, hai lão tổ lệnh cho toàn bộ đệ tử quyết chiến hùng thành giải cứu thiếu tổ. Nhìn hình ảnh Tiểu Thuần điên cuồng bảo vệ, nước mắt huyết mai bắt đầu rơi. Bất chấp lời khuyên rời đi của cô, và nhưng Tiểu Thuần vẫn không bỏ cuộc. Cậu cắn nuốt vô số tiên đan nhằm cường hóa sức mạnh bản thân. Thời gian đó là cũng vừa đủ để chi viện của liên minh tới giải vây. Tất cả đều đang chờ Tiểu Thuần hạ lệnh. Tới đây, cùng ta đập tan hùng thành chính là hiệu lệnh cuối cùng. Lâm Mộ, người được giao trọng trách bảo vệ tường thành cũng đã sẵn sàng. Hắn xuống tay với bất kỳ đệ tử nào có biểu hiện phản bội. Việc này với Tiểu Thuần mà nói là không thể chấp nhận. Cậu chính thức đối chiến với Lâm Mộ. Có tử sắp hỗ trợ, Lâm Mộ đánh bay Tiểu Thuần ra xa. Tiểu Thuần biết không thể nương tay, cầu hòa nuốt thông thiên hà với máu của mình, tạo nên một thanh kiếm có khả năng phá hủy bộ giáp. Kế hoạch thất bại thì Tiểu Thuần chuyển sang dùng độc và lần này cậu đã thành công. Thực chất, trước đó cậu đã gây vết nứt, tạo điều kiện để độc thẩm thấu vào bên trong. Không còn giáp bảo vệ, Lâm Mộ dẫn dụ Tiểu Thuần đến nơi đã bày sẵn kiếm trận. Tiểu Thuần cũng có thủ đoạn riêng, cậu phá hủy các trụ cột kiếm trận trước khi đoạt lấy tìm đối thủ. Lâm Mộ bỏ mạng, Tiểu Thuần tổng động viên để tất cả công phá hùng thành. Kế hoạch càng thêm thuận lợi khi thiết đàn cùng các chiến thú cũng vừa đánh tới. Mặt đất đột nhiên rung chuyển, Xích Hồn thiết lập trận pháp tạo lá chắn bảo vệ. Nhận ra vấn đề, Tiểu Thuần nhắc nhở mọi người rút lui. Tuy nhiên, hàng loạt trụ cột đã đâm lên từ dưới mặt đất. Tiểu Thuần chống cự rất quyết liệt, để rồi phải nhờ tới thiết đàn giải vây. Bỏ chạy không được quá lâu thì một trụ cột làm Tiểu Thuần ngã khỏi lưng thiết đàn. Ánh mắt thiết đàn đỏ rực, nó ra sức ngăn cản trụ cột làm hại Tiểu Thuần. May mắn hai lão tổ liên minh kịp tới hỗ trợ. Họ yêu cầu Tiểu Thuần phải rời khỏi phạm vi tấn công. Có điều, Xích Hồn đầu dễ dàng bỏ qua. Hắn khởi động bọ khổng lồ đi lên mặt đất. Để bảo vệ những người đằng sau, Tiểu Thuần cùng thiết đàn lên kế hoạch dẫn dụ con bọ đi nơi khác. Thiết đàn không may trúng đòn nên mất đi trạng thái khổng lồ. Hàn Viêm lão tổ giờ mới ra tay, ông triệu hồi thiên sát kiếm. Sức mạnh của kiếm luyện linh 10 lần là rất lớn. Trúng đòn còn bọ bỏ mạng chỉ trong một chiều. Đột nhiên thiết đàn cảm nhận được gì đó, nó háo hức tiến về xác con bọ. Đó là một viên vương thú chi tinh, nếu có được tu vi thiết đàn nhất định sẽ tăng tiến. Tuy nhiên, vương thú chi tinh lại tồn tại khí tức hắc ám. Tiêu Thuần lập tức gọi thiết đàn dừng lại. Ở đằng xa, thiên diện tử kích hoạt thiên cung tỏa, một tên bắn thẳng về phía thiết đàn. Rất may, Tiểu Thuần kịp thời sử dụng thiên yêu nhân cản lại. Tất cả đã sai, mục tiêu mà thiên diện tử nhắm tới không phải là thiết đàn mà chính là Tiểu Thuần. Tiểu Thuần hứng chọn vụ nổ, tính mạng cầu ngàn cân treo sợi tóc, lửa giận của hai tông bùng phát. Linh dương hắc ô và huyết khê dạng ngẫu lập tức được hải lão tổ triệu hoán. Thiên diện tử cũng không kém cảnh, trong tay hắn còn có một con đan âm bạch mà. Thời cơ chờ đợi đã tới, Xích Hồn lập tức khởi động hương thiên tồn. Trong khi đó, Bắc Hàn Liệt, Sa Liệt và Tống Khuyết cũng vừa tới nơi Tiểu Thuần bị hại. Người đau lòng nhất có lẽ là Thành Hậu. Từ trong đống đổ nát, chiếc mai rùa hiện ra. Bên trong Tiểu Thuần trách mắng thiết đàn quá sơ ý mà chút nữa đã hại cả hai. May mắn Tiểu Thuần còn nhanh tay nhanh mắt kích hoạt mai rùa bảo vệ. Tiểu Thuần vẫn an toàn làm tất cả như vỡ òa. Tống Khuyết trước đó căm hận Tiểu Thuần mà giờ cũng đã biết lo lắng cho cậu. Huyền Khê Tông bị ổi, Huyết Khê Dạ Ngẫu bắt đầu làm việc. Cán cân trên tay nó mất cân bằng, dẫn tới khắp nơi trên hùng thành bị tàn phá. Đại chiến bước vào giai đoạn thèn chốt, bên trên là đại chiến của trụ cột. Bên dưới, Tiểu Thuần dẫn đầu tù sĩ Hai Tông tiếp tục công phá hùng thành. Đặc biệt, Tiểu Thuần thiết lập Linh Khê Liệt Trận và Linh Huyết Giai Trì để tổng lực một lần tấn công. Đứng trước sức mạnh quá lớn, màn chắn bảo vệ tàn vỡ. Bên trên, đàn âm bạch mà cũng vừa bị Linh Dương Hắc Ô đánh bại. Thiên diện tử thất thế tính bỏ chạy,
tuy nhiên các lão tổ sao có thể cho phép. Sau vô số lần cả gan ám hại Tiểu Thuần, phải chết chính là cái giá hắn phải trả. Nơi thành bị phá, sinh hồn đau đớn khi cơ nghiệp ngàn năm lại bị hủy bởi một thanh niên vắt mũi chưa sạch. Để chấm dứt mọi hy vọng của kẻ địch, Tiểu Thuần tính phá hủy Hương Thiên Tôn nhưng vẫn còn một lớp lá chắn. Đúng lúc này, Hầu Lão xuất hiện một gậy phá tan rào chắn bảo vệ. Thỏa biến dị nhân cơ hội phá tan Hương Thiên Tôn trong sự đau đớn của sích hồn. Biết cơ nghiệp đã không thể cứu vãn, hơn nữa, chiến đấu nữa sẽ chỉ khiến truyền thừa Huyền Khê Tông đoạn tuyệt. Đặc biệt, nếu chủ động xin hằng, liên minh hứa sẽ cho một con đường mới. Thế cục đã an bài, sích hồn quỳ gối chính thức đầu hàng liên minh Linh Huyết, chấm dứt chiến tranh. Tiểu Thuần cũng vì đó mà trở thành anh hùng lưu danh nghìn đời. Chiến tranh kết thúc, tuy nhiên, hậu quả mà nó để lại vô cùng tàn khốc. Các tu sĩ Đan Khê Tông có lẽ là những người bất mãn nhất sau cái chết của đồng môn. Tiểu Thuần ra mặt giải quyết, bốn tông hiện nay đang có hy vọng thống nhất, nên cậu tuyệt đối không cho phép kẻ gây mất đoàn kết. Huyền Khê Tông dù cho trước đó bị Thiên Diện Từ điều khiển, vậy nhưng tương lai các đệ tử phải lấy công chuộc tội. Chứng kiến, mạng giao tin tưởng Tiểu Thuần sẽ cho họ một lời giải thích hợp lý. Tiểu Thuần sau đó tìm gặp Huyết Mai, cậu hít một hơi dài trước khi gõ cửa. Huyết Mai bước ra, chỉ là thái độ của cô lại vô cùng xa cách, bởi cho rằng phần tình cảm trước đó không phải của mình. Từ đầu tới cuối, cô chỉ có một cái tên, Đỗ Huyết Mai. Cuối cùng cô đề nghị, sau này hai người đừng gặp lại. Tiểu Thuần vẫn không tin, đến nước này, Huyết Mai đành phải cởi bỏ lớp mặt nạ để lộ ra một vết sẹo lớn. Vô Cực Lão Tổ xuất hiện, ông tiết lộ từ khi Huyết Mai ở Đông Lâm Thành đã bị một luồng sức mạnh thần bí thao túng, dẫn tới mất đi ý thức. Sự thật này phải do Tiểu Thuần khám phá. Các lão tổ thủy tổ ngồi lại bàn họp, hiện nay sự đồng thuận trong các tông chưa đủ, do đó Hàn Tông đề nghị cần một người có mưu dũng làm gương. Người đó không ai khác ngoài Bạch Tiểu Thuần. Lo sợ các lão tổ sẽ để mình tới Trung Du làm tiền phòng, Tiểu Thuần giả vờ tái phát vết thương để thoái thác. Có điều Tiểu Thuần không ngờ được, các lão tổ đang muốn đề bạt cậu cho vị trí thiếu tổ bốn tông. Tiểu Thuần lập tức lần mặt, cậu hăng hái nhận lệnh, cho dù trước đó vừa nhất quyết từ chối. Cùng với tài ăn nói của mình, Tiểu Thuần hoàn toàn thuyết phục được các lão tổ. Đặc biệt, họ còn để cậu đặt tên cho tông môn mới và Nghịch Hà Tông chính là cái tên cuối cùng. 7 ngày sau sẽ cử hành đại điển hợp tông. Trận pháp thông cáo được khai mở, Đông Mạch Hạ Du Nghịch Hà Tông khiêu chiến Không Hà Viện để cầu tấn thăng. Nhận được thư mời thưởng thức đại điển hợp tông, các tiểu tông mà dù bắt đầu lên kế hoạch tìm hiểu nội tình Nghịch Hà Tông. Mấy ngày sau, rất nhiều tiểu tông đã có mặt ở Nghịch Hà Tông để chúc mừng. Mạn Sao phụ trách tiếp đãi đồng thời cũng sẽ dò xét mưu đồ của những người đến tham gia. Lúc này, sự cố cũng bắt đầu xảy ra khi Đan Khê và Huyền Khê không thể hòa hợp. Chỉ khi Mạn Sao đứng ra thì mâu thuẫn mới có thể tạm thời được giải quyết. Nửa đêm, một nhóm tu sĩ Đan Khê đang tìm đệ tử Huyền Khê báo thù thì bị Mạn Sao ngăn cản. Lời nói chưa thể thuyết phục lòng căm hận của mọi người, Mạn Sao sẵn sàng sử dụng vũ lực. Thậm chí, tất cả vẫn bất mãn thì cô dùng máu của bản thân để đổi lấy quan điểm. Đừng vì một hành động nhỏ mà để cả Đan Khê Tông đánh mất tương lai. Tất cả bị thuyết phục sau khi hiểu ra vấn đề. Vì hành động vi phạm tông quy nên họ bị phản luyện chế các loại thuốc trị thương cho toàn thể đệ tử bốn tông. Tiêu Thuần tiến lại che mưa cho Mạn Sao như một lời cảm ơn. Với tình cảnh hiện tại, Đan Khê Tông không thể đơn độc trụ vững, nên việc hợp tông là cách tốt nhất để giữ lại truyền thừa quan trọng. Đặc biệt, Tiêu Thuần còn đảm bảo hai tông Linh Huyết sẽ đối xử công bằng với Đan Khê. Lão tổ hai tông Đan Huyền chứng kiến cũng phải thán phục với tấm lòng của Tiểu Thuần. Hôm sau, đại điển hợp tông được diễn ra. Hàn Tông lão tổ tuyên bố lý do, đồng thời cho tiến hành nghi lễ tế trời tuyên chiến với Không Hà. Tứ đại thủy tổ chấp nhận bỏ tên họ Nguyên Tông, gia nhập Nghịch Hà Tông. Tiểu Thuần sở hữu phẩm đức cao đẹp nên được phong làm thiếu tổ dẫn dắt tông môn. Tiểu Thuần uy dũng bước về phía tế đàn, đứng trước câu hỏi của các lão tổ đã sẵn sàng gánh vác trách nhiệm hay chưa. Tiểu Thuần dứt khoát lập lời thề, từ nay về sau, người còn, tông môn còn. Cậu vừa dứt lời thì pháo hoa bắn ngập trời, tất cả các tu sĩ Nghịch Hà Tông đều cúi thấp đầu tôn kính trước tần thiếu tổ. Đúng lúc này, bầu trời tối sầm để lộ ra một luồng quang giữa trời. Luồng uy áp giáng xuống kèm theo một giọng nói, Nghịch Hà Tông tiếp chỉ. Tinh Không Đạo Cực Tông đồng ý xin chiến, hạn một tháng sau Nghịch Hà Tông tiến lên Trung Du hủy diệt Không Hà Viện giành lấy vị trí. Đại điển kết thúc, tứ tông tạm về chỗ cũ. Riêng Linh Khê Tông có nhiệm vụ chế tạo chiến thuyền di chuyển trên thông thiên hà. Hàn Tông giao nhiệm vụ áp trận cho Thiết Mộc và Tử Mặc Lão Tổ trước khi dẫn Tiểu Thuần truyền tống về Linh Khê. Địa điểm mà hai người hướng tới là dưới trận trùng đạo sơn. Thực chất, Hàn Tông đang muốn Tiểu Thuần đi gặp Thông Thiên Bắc Mạch Thượng Du Cổ Tông.
Trần Linh hiện giờ xác định Tiểu Thuần sẽ là người gánh vác tương lai của Linh Khỉ, nên cô truyền lại chuyện của Hàn Môn ngày trước. Hàn Môn từng là tông môn đầu nguồn Bắc Mạch, nổi danh một thời cùng Tinh Không Đạo Cực Tông. Vạn năm trước, vì một trận làm phàn mà tất cả sụp đổ trong nháy mắt. Để phục hưng tông môn mà Hàn Môn một lần nữa cắm rễ ở Hạ Du Đông Mạch dưới cái tên Linh Khê Tông. Nghịch Hà Đàn chính là viên đàn dược dùng để thức tỉnh chân linh và giờ nó được truyền cho Tiểu Thuần. Nếu có Nghịch Hà Đàn thì khả năng làm chủ trùng dù sẽ tăng thêm vài phần. Vì điều này mà Tiểu Thuần quyết định sẽ thử luyện chế. Tiếp theo, Hàn Tông dẫn Tiểu Thuần tới Hưng Vân Sơn. Phần thưởng 10 bia năm xưa là một viên Nghịch Hà Phế Đàn. Nỗi đau của Tiểu Thuần ùa về, một thứ tốt như vậy mà lại bị một con gà linh vĩ nuốt mất. Đặc biệt, nếu vẽ số huy hiệu dược sư thì có thể phát động bí trận rừng bia thúc đẩy luyện chế Nghịch Hà Đàn. Hình ảnh con rùa đen một lần nữa tái hiện là mọi người đều vô cùng tò mò. Chấp pháp đường cũng đến hộ pháp và người được diễm phúc đó bất ngờ lại là Tiền Đại Kìm. Hơn nữa, lão tổ còn tự mình ra mặt đưa vật liệu cho Tiểu Thuần. Bên trong tháp, Tiểu Thuần bắt đầu dùng linh lực bản thân luyện hóa nước sông Thông Thiên. Quá trình thoạt nhìn có vẻ đơn giản, phải nhưng thực chất lại vô cùng phức tạp. Sau vô số lần thử, Tiểu Thuần đều thất bại vì thiếu linh lực. Quá bức bối, cậu ra ngoài hóng gió và tất cả đều phải há mồm khi người mà họ luôn tò mò lại là Bạch Thiếu Tổ. Người khổ nhất có lẽ là Tiền Đại Kìm, từ một kẻ cực kỳ ghét hình tượng con rùa đen mà giờ lại lần mặt tôn thờ Tiểu Thuần. Được đà, Tiểu Thuần liên tục khoa trương chiến tích càn quét 10 bia trong quá khứ. Trong lúc cậu đang hăng say thì bất ngờ bia đá rạn nứt trước khi đổ sập. Mấy ngày sau, các lão tổ dẫn Thiên Giáp Mặc Long tới khai mở bí cảnh, thông tới di địa thượng cổ. Tại đây, ngoài một bộ xương rồng dùng để chế tạo thông thiên chiến thuyền, còn có các kho báu bí ẩn. Nghe thấy lời này, Tiểu Ô Quy bên trong túi chữ vật của Tiểu Thuần bất giác bị đánh động. Mỗi người tham gia bí cảnh được cấp một ngọc giản để trở về. Thời gian mở bí cảnh sẽ là 7 ngày. Tiểu Thuần được Thiên Giáp bao trùm một sợi khí tức kèm lời nhắc. Chỉ cần không trêu chọc mấy kẻ kinh khủng kia thì không có gì trở ngại. Vừa tiến vào bí cảnh, Tiểu Thuần đã mơ mộng vừa vét hết cơ duyên tạo hóa. Chỉ là cậu chưa lấy được gì thì đã bị một con chim hai đầu tấn công. Thực lực của nó rất mạnh, buộc Tiểu Thuần phải chọn cách bỏ chạy. Nhân cơ hội, Tiểu Ô Quy lặng lẽ chui ra khỏi túi chữ vật. Tiểu Ô Quy đang đi theo mùi hương đến từ thứ mà nó gọi là đại bảo bối. Trong khi đó, Tiểu Thuần đang phải lần trốn trước chim hai đầu. Đột nhiên, mặt đất vỡ nứt kèm theo một tiếng gầm lớn. Chim hai đầu sợ hãi rút chạy. Rất tiếc sau cùng, nó và đồng bọn vẫn trở thành thức ăn của con cóc khổng lồ. Tiểu Thuần bị uy áp thổi bay, mở mắt thì Tiểu Ô Quy đã ở trước mặt. Chưa dừng lại, Tiểu Ô Quy còn gọi con cóc là nòng nọc, khiến nó nổi điên truy sát. Suốt dọc đường, Tiểu Ô Quy không ngừng khiêu khích làm con cóc càng thêm khí thế truy đuổi. Tiểu Thuần sợ hãi hét lớn, Mặc Long tiền bối cứu mạng. Nghe thấy tiếng cầu cứu, Thiên Giác xuất hiện, đúng lúc Tiểu Thuần chuẩn bị bị con cóc nuốt chửng. Thiên Giác gầm lớn đe dọa, phải nhường, lập tức bị đáp trả bằng một ánh mắt đỏ rực. Xác định đối phương là chuẩn vương thú nguyên anh hậu kỳ, Thiên Giác rút lui, tìm các lão tổ cứu viện, trong khi Tiểu Thuần bị con cóc nuốt thẳng vào bụng. Rất may cho Tiểu Thuần là hệ tiêu hóa của con cóc lại không tốt, nên tính mạng của cậu vẫn tạm thời an toàn. Tiểu Ô Quy thì một lần nữa bị mùi hương hấp dẫn, bất chấp chủ nhân đang bị dịch tiêu hóa làm khó. Chưa dừng lại, Tiểu Ô Quy còn tranh thủ cào khịa Tiểu Thuần khi lớp áo giáp vây rồng trên người cậu bị tổn hại. Sau khi thỏa mãn, Tiểu Ô Quy hé lộ phía sau bức tường chính là con đường sống cho Tiểu Thuần. Dịch tiêu hóa ăn mòn rất nhanh, Tiểu Thuần sau nhiều lần công phá cuối cùng đã thành công thoát sang ngăn khác của dạ dày. Nơi đây giống như một tế đàn động phủ bị phong ấn. Tiểu Ô Quy vô cùng kích động. Nó đề nghị Tiểu Thuần rót linh khí vào bên trong ngọc giản, kích hoạt huyễn tượng. Cây ô vĩnh dại chưa thành phẩm, một khi hoàn thành, liền cho thành linh khí thiên phẩm. Người có duyên có thể trực tiếp rút ra sự sống trong bụng cóc. Lấy lý do nguy hiểm nên kiểm tra, Tiểu Ô Quy tiến lại gần hít một hơi linh khí thật sâu. Thưởng thức xong, Tiểu Ô Quy nhường vĩnh dại cho Tiểu Thuần sử dụng. Ngay khi vĩnh dại được rút lên, con cóc nhận ra vấn đề mà tiếp tục tiết ra dịch tiêu hóa. Thay vì bỏ chạy, Tiểu Thuần lại kích hoạt vĩnh dạ rút lấy sức sống của con cóc để hoàn thành pháp thân cuối cùng của bất tử công tầng thứ hai, Tu La Thần. Tiếp theo, Tiểu Thuần cùng với vĩnh dạ đâm thẳng ra khỏi bụng con cóc. Với những gì đã làm trước đó, con cóc lập tức phải trả giá. Lúc này, Thiên Giác Mặc Long đang dẫn các lão tổ tới trợ chiến Tiểu Thuần. Trong khi đó, Tiểu Thuần với vĩnh dạ trên tay liên tục hành hạ cho con cóc tới mức bầm dập khắp thân thể. Cậu vừa thuần phục xong thì Thiên Giác và các lão tổ đi tới. Chứng kiến Tiểu Thuần một mình thu phục chuẩn vương thú, tu vi cũng gần đạt tới trúc cơ đại viên mãn mà Hàn Tông chỉ biết thở dài mãn nguyện. Lo ngại các lão tổ sẽ thu lại bảo bối vĩnh dạ,
Tiêu Thuần khôn khéo khiến con cóc cho Tông Môn như một sự đánh lạc hướng. Sau cùng, Hàn Tông muốn Tiêu Thuần thoải mái ngắm sông núi Linh Khê, bởi rất có thể chuyến đi lần này sẽ vĩnh viễn không trở lại. Thời hạn gần tới, Nghịch Hà Tông mở ra bình chướng di chuyển tới Huyết Khê Tông. Tại Huyết Khê Tông, Tiêu Sơn đang gấp rút giữ lại bí huyết. Thần Toán Tử đóng cửa động phủ trong sự buồn bã tột cùng. Sa Liệt, Tống Khuyết, Quân Uyển cũng chung một tâm trạng. Đúng lúc này, chiến thuyền tới, Tiêu Thuần tiếp đất cùng với Hàn Tông. Gặp lại, việc đầu tiên Tiêu Thuần thăm hỏi là tình hình của Quân Uyển và các huynh đệ. Sau khi Tiêu Thuần và Quân Uyển rời đi, Hàn Tông nhắc tới việc bảo vật sẵn sàng và được Phong Thần Tử trả lời, sáng mai mọi người sẽ thấy. Quân Uyển vẫn một vẻ mặt đầy tâm sự. Tại nơi lần đầu tiên hai người gặp mặt, Tiêu Thuần tiết lộ bản thân không hối hận. Đến Huyết Khê Tông, cậu may mắn quen biết, trải qua sinh tử với mọi người. Lúc rời khỏi Huyết Khê, cậu đã hiểu tất cả đều quan trọng. Nghe được những lời này, Quân Uyển thoải mái hé lộ sự thật. Ngày mai, Huyết Khê sẽ đem mọi thứ đưa vào trong huyết tổ. Điều đó cũng đồng nghĩa, sơn môn tử này sẽ hủy diệt hoàn toàn. Tiêu Thuần nắm lấy tay Quân Uyển an ủi, so với bỏ mạng, cậu càng sợ mất đi mọi người. Dù thành hay bại, cậu sẽ vĩnh viễn đi cùng mọi người. Ngày hôm sau, Tiêu Thuần kìm nén đau thương mà liền dịch cốt tinh thần cho toàn thể tù sĩ. Xác nhận Tiêu Thuần đã sẵn sàng, Phong Thần Tử lệnh 308 huyền lớn, 72 khiếu, 36 mạch quy vị. Bảy lão tổ Huyết Khê, mỗi người một phách, còn Tiêu Thuần là tam hồn. Tiêu Thuần sau đó tiến vào huyết mạch, cậu dùng hồn tụ thức, dùng tâm tụ thể cho thành một huyết tổ đích thực. Dưới sự đồng lòng của tất cả đệ tử lẫn lão tổ Huyết Khê mà thân thể huyết tổ một lần nữa được vực dậy. Chứng kiến điều này, hai mạch huyền, linh phải nể phục sức mạnh của Huyết Khê. Toàn bộ Nghịch Hà Tông chính thức tấn thăng Trung Du, xuất chiến chinh phục Không Hà Viện. 10 năm trước, Không Hà Viện do chống lại Thượng Tông nên bị trời phạt cảnh cáo. Thiên Nhân Lão Thủy Tổ cùng với chúng tù sĩ cố gắng ngăn cản vậy nhưng bất thành. Gia tộc phụ thuộc Không Hà Viện có lẽ là những kẻ khổ nhất, vì bất kể bên nào tham gia, họ cũng đều có kết cục tan thành tro bụi. Lúc này, chiến thuyền Nghịch Hà Tông đã áp sát Không Dung Tả Thủ, trụ cột của Không Hà Viện. Để thăm dò thái độ của những gia tộc phụ thuộc, các lão tổ muốn toàn thể đệ tử tập trung. Bên trong cơ thể huyết tổ, Tiêu Thuần tranh thủ tu luyện và thành công hóa tinh 9 tầng linh hải. Tu vi cũng vì đó mà đột phá trúc cơ đại viên mãn. Trong lúc các lão tổ và hai tộc trưởng đang thảo luận, thì Tiêu Thuần bước vào. Vì lời hứa sẽ không bạc đãi của cậu mà tộc trưởng Châu Thị sẵn sàng dâng lên tình báo. Không Hà Viện là tông của Thích Khách, dùng thuật về thảo mộc và thuật pháp không gian. Không Dùng Tà Thủ là một trong hai trụ cột lớn nhất mà sơn môn lại ẩn sâu trong tán cây. Có điều sau khi Thượng Tông giáng trời phạt thì đã mất đi 7 phần chiến lực. Để chứng minh lời nói, Mạnh Thị dâng lên lệnh bài truyền tống che giấu khí tức cho mọi người đi kiểm tra. Bên trong Tà Thủ, Thiên Nhân Lão Tổ và đồng tử đã sẵn sàng tiếp đón những vị khách từ xa. Nửa đêm, Quân Uyển và Mạn Giao đang thăm dò tình hình kẻ địch. Bất ngờ một thứ khủng khiếp đập vào mắt họ. Đó là Thị Dũng Địa, một loại xác chết ăn thịt người. Hai người sợ hãi lùi lại thì Tiểu Thuần tới. Cuộc hồi ngộ rất nhanh phải dừng lại bởi sự xuất hiện của hai tù sĩ Không Hà Viện, Trần Đồng và Lý Tù. Chúng phát hiện dao động linh khí nên tìm tới. May mắn, Tiểu Thuần kịp thời ẩn mình. Thay vào đó, Trần Đồng lại bắt được Thiên Diện Tử. Hắn thực chất là trưởng lão của Không Hà Viện, vậy nhưng hiện giờ đã bị vứt bỏ. Theo lệnh của đại trưởng lão, Trần Đồng và Lý Tu dứt khoát đoạt mạng Thiên Diện Tử. Máu thịt của Thiên Diện Tử sau đó được dùng để hiến tế, nuôi dưỡng tà thủ. Xác định bên ngoài yên tĩnh, Tiêu Thuần tính trở về báo cáo, tuy nhiên, Trần Đồng vẫn luôn đợi ở ngoài. Một trận ác chiến lập tức nổ ra. Trần Đồng dùng một đánh ba vậy nhưng hoàn toàn không rơi vào thế yếu. Biết không thể đánh lại, Tiêu Thuần Quân Uyển Mạn Giao chọn cách rút lui. Suốt dọc đường, Trần Đồng không ngừng truy sát. Tiêu Thuần khôn khéo đáp trả bằng đan dược thế hệ mới khiến cô rơi vào ảo giác mà đắm chìm tình cảm với người sư huynh Lý Tù. Đến khi lấy lại ý thức thì trước mắt Trần Đồng chỉ là một bộ xương khô. Tiêu Thuần và mọi người cũng đã rời đi. Bên ngoài tà thủ, lần lượt linh thần của Hàn Tông, Phong Thần Tử, La Đan, Xích Hồn, đại diện Nghịch Hà Tông trình thư xin chiến. Linh thần đại trưởng lão Không Hà Viện cũng hiện ra trả lời, trận chiến này đều bị quy tắc Thượng Tông ép. Ông cảnh cáo, người xâm phạm Không Hà ta đều phải chết. Vừa nói dứt câu, một luồng uy áp cực mạnh lập tức tỏa ra kèm ngay sau đó là vô số đệ tử Không Hà lộ diện. Theo đúng hiệu lệnh, hai bên lập tức va vào nhau. Phía Nghịch Hà tập hợp tu sĩ kết đan trở lên, giữ chân tinh anh của địch ở chiến trường chính diện, còn tu sĩ trúc cơ đan huyền bên trái, linh khê bên phải, tổng tấn công dọc bờ sông. Phía Không Hà bắt đầu khởi động tà thủ, càn quét chiến trường.
Đúng lúc này, bàn tay của huyết tổ dâng lên khỏi mặt nước giữ lấy, đồng thời phá hủy một nhánh mạch rễ tà thủ. Đại trưởng lão tiếp tục kích hoạt tà thủ. Các mạch rễ vừa kiềm hãm hành động của huyết tổ, vừa đâm xuyên qua cơ thể huyết tổ. Độc tố của mạch rễ dần dần ăn mòn huyết tổ và mọi người bên trong. Đứng trước tình hình trên, Hàn Tông buộc phải lệnh chiến thuyền Tam Tông tấn công mạch rễ. Mạch rễ bắt đầu bị nhổ ra sau khi toàn bộ tu sĩ huyết khê phóng thích huyết khí. Đại trưởng lão chưa muốn dừng lại, Tiểu Thuần cũng lập tức đáp trả bằng cách tấn công sâu vào phía sân môn. Chỉ là điều này không hề dễ dàng, nhất là khi Thiên Nhân lão tổ khởi động rễ chính. Gần như ngay lập tức, cơ thể huyết tổ bị đâm xuyên, Tiểu Thuần cũng phải thổ huyết. Từ những chỗ bị ảnh hưởng đều bị sức mạnh tà thu ăn mòn. Đứng trước nguy cơ toàn bộ chịu phản phệ, Tiểu Thuần cố gắng vực dậy huyết tổ. Hàn Tông đứng bên ngoài, tiếp tục cho chiến thuyền bắn phá, tình thế vô cùng nguy cấp. Tất cả tu sĩ huyết khí tập trung truyền huyết khí về phía Tiểu Thuần. Thế vây khốn bị phá vỡ, huyết tổ dưới sự điều khiển của Tiểu Thuần đang dùng toàn lực kéo đổ tà thủ. Vấn đề là huyết khí mọi người cạn kiệt, dẫn tới không thể chống lại ăn mòn. Huyết tổ một lần nữa rơi vào thế khó, bản thân là thiếu tổ, do đó Tiểu Thuần lệnh toàn bộ ra ngoài bảo toàn mạng sống. Còn cậu sử dụng sức mạnh cuối cùng công phá tà thủ. Mạch rễ đầu tiên bị bẻ gãy, đúng thời khắc Tiểu Thuần đưa cánh tay huyết tổ gần chạm tới sân môn Không Hà Viện, thì huyết khí cạn kiệt, dẫn tới toàn bộ nhục thân bị đóng băng. Tưởng chừng Tiểu Thuần đã tử trận, nhưng không, cậu bất ngờ xuất hiện trở lại và thông báo, uy hiếp đã trừ, huyết khê hoàn thành sứ mệnh. Từ kẽ hở mà huyết tổ mở ra, toàn tông xuất kích tấn công vào sơn môn kẻ địch. Các nguyên anh của hai tông có một cuộc chiến khốc liệt, dù vậy thì họ vẫn chỉ ngang nhau. Muốn đột phá chỉ có thể đến từ chiến trường trúc cơ. Trước đó, Hàn Tông đã lên kế hoạch cho Tiểu Thuần và Tống Khuyết nhiệm vụ phá trận. Các tu sĩ trúc cơ nghịch Hà Tông chia làm hai nhánh tiến về phía mắt trận phó và chủ trận. Nhóm Tiểu Thuần đi được giữa đường thì bắt gặp một đám kén thây mà. Mùi máu tanh cũng không ngừng tăng lên. Tiểu Thuần cùng đồng đội di chuyển cẩn thận, vậy nhưng sau cùng vẫn không tránh khỏi bị phát hiện. Đám thây mà phá kén tấn công mọi người, buộc họ phải vừa đánh vừa rút lui. Số lượng thây mà quá đông, sau đó tất cả phải hợp lực đột phá vòng vây. Tâm kỳ bị bao vây, Tiểu Thuần vừa tính quay lại giải về thì bất ngờ xuất hiện một thanh kiếm khi đánh lén. Đó là thuật pháp không gian của Không Hà Viện. Chuyển cảnh về trung tâm sơn môn, đại trùng lão hé lộ kế hoạch. Ngay từ lúc kẻ địch vào rừng, lưới tử vong sớm đã dệt xong. Quay về khu rừng, cuộc chiến vẫn đang diễn ra rất căng thẳng. Đặc biệt, mắt trận còn đang có dấu hiệu được tăng cường. Tình huống nguy cấp, mọi người đều giao nhiệm vụ phá hủy mắt trận cho Tiểu Thuần. Đại trùng lão bắt đầu kế hoạch. Hắn kích hoạt song sinh pháp trận nhằm biến những tu sĩ trúc cơ nghịch Hà Tông thành chất dinh dưỡng cho khu rừng. Đến lúc này, Tống Khuyết và Tiểu Thuần mới nhận ra kế hoạch. Điều này càng làm cho họ thêm gấp rút, chỉ là Tiểu Thuần không đi được bao xa thì đã bị Trần Đồng chặn đường. Ngay sau đó, Chu Trường Lão xuất hiện đề nghị cầm chân Trần Đồng cho Tiểu Thuần tiếp tục di chuyển. Cùng với Chim Phượng, Chu Trường Lão thành công làm khó Trần Đồng. Nổi giận vì mất con mồi, Trần Đồng hướng mũi tấn công về Chim Phượng, cho dù sau đó nó vẫn có thể thoát khỏi khống chế. Không muốn dây dưa thêm, Trần Đồng thi triển thuật pháp không gian. Chu Trường Lão và Chim Điêu tìm đủ mọi cách câu giờ. Điều này đã khiến cho ông bị thương. Chưa dừng lại, ông còn kích hoạt bản mệnh trận để nhốt kẻ địch, đồng thời kết hợp với Chim Phượng công kích. Hiện tại, Tiểu Thuần và Tống Khuyết đã đến được hai mắt trận. Do có pháp bảo trước đó nên rất nhanh, họ đã phá hủy được song sinh pháp trận. Đại trận bị phá, đại trưởng lão bị phản vệ mà thổ huyết. Trong khi đó, Chu Trường Lão hài lòng với thành quả mình làm được, mà không để ý Trần Đồng đã biến mất. Bất ngờ, một thanh kiếm đâm xuyên qua bụng ông. Chim Phượng gào lên trong đau đớn, đồng thời điên cuồng công kích hung thủ. Chứng kiến người yêu thương mình nhất đang ngồi thoi thóp, Chim Phượng rơi nước mắt trước khi chấp nhận đỡ đòn cùng chết với Chu Trường Lão. Tiểu Thuần đến nơi thì tất cả đã quá muộn. Trong giây phút hấp hối, Chu Trường Lão nhắc nhở Tiểu Thuần đi mau, đây là bẫy. Tiểu Thuần dùng mọi cách chữa trị, tuy nhiên Chu Trường Lão đã trọng thương quá nặng. Lúc này tiếng kèn lệnh tổng tiến công vang lên. Chiến trường trúc cơ được lệnh toàn diện tiến vào không dùng thủ. Đúng giây phút đó, Chu Trường Lão cũng chút hơi thở cuối cùng. Tiểu Thuần để thi thể ông và Chim Điêu cạnh nhau. Nước mắt Tiểu Thuần cũng đã rơi, cậu thề sẽ dùng máu Trần Đồng để chuộc tội. Sự quyết tâm này đã giúp cậu vượt qua vô số mũi tấn công mà tặng Trần Đồng một trường cực mạnh. Trần Đồng đáp trả bằng thảo mộc thông linh chi thuật. Trung chiều, Tiểu Thuần bị bao vây trong một rừng rễ cây. Chúng có thể làm cậu bị thương nhẹ, vậy nhưng trong việc khống chế thì hoàn toàn vô dụng. Nói về thảo mộc chi thuật, Tiểu Thuần cũng biết thi triển. Màn đối chiến nội lực giữa hai người tạm thời bất phân thắng bại, cho tới khi Tiểu Thuần kích phát sức mạnh thiên đạo chi uy.
Trần Đồng bắt đầu run rẩy sợ hãi, vậy nhưng cô không quan tâm mà bộc phát một luồng sức mạnh lớn, đó là nghi thức hiến tế giả đàn. Cơ thể Trần Đồng hóa thành mộc nhân, mạch rễ cây xuất động, quấn chặt lấy tứ chi Tiểu Thuần. Phong bạo trong phạm vi tấn công hóa thành một cây búa khổng lồ. Tính mạng bị uy hiếp, Tiểu Thuần bất giác thi triển thủy trạch quốc độ. Dòng nước từ khắp mọi nơi hướng về phía Tiểu Thuần, rất nhanh nó đã bao trùm đồng thời nhấn chìm toàn bộ cố gắng của Trần Đồng. Chiếc nành trào thú một lần nữa xuất hiện trên bầu trời. Hàn Tùng chứng kiến tấm tắc khen ngợi, lại tiến bộ nữa rồi. Trần Đồng liên tục kêu cứu Lý Tu, tuy nhiên hắn vẫn phải bất lực nhìn sư muội bị đánh tan kim đan. Trần Đồng đã mất hết sức phản kháng, đúng giây phút Tiểu Thuần muốn lấy máu trả máu thì Lý Tu kịp thời tới giải nguy. Thân thể Trần Đồng lúc này đã vô phương cứu chữa. Lý Tu phải trực tiếp kết thúc mạng sống sư muội để cô thoát khỏi nỗi đau thể xác. Thời khắc báo thù tới, Lý Tu tung chiêu cực mạnh khiến tử khí hóa đình của Tiểu Thuần vỡ nát. Bản thân Tiểu Thuần bị đẩy bay ra xa. Cơn giận dữ của Lý Tu vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Luồng gió đen trên tay hắn hóa thành hắc long. Để đối chiến, Tiểu Thuần phải sử dụng đến bất tử công, Tu La Thần. Hai nguồn sức mạnh to lớn va chạm, Tiểu Thuần nhân cơ hội gọi ra vĩnh dạ công kích. Có điều bản thân cậu đã hao tổn quá nhiều linh khí nên sau cùng bị một luồng hắc khí đâm xuyên qua ngực. May mắn Tiểu Thuần có luyện thể chi thuật nên mới giữ được mạng. Đặc biệt, cậu còn chuẩn bị kiếm khí đánh lén. Rất tiếc, Lý Tu lại sớm có phòng bị. Thua kèo này bày kèo khóc, Tiểu Thuần dùng bùa nổ làm đối thủ phân tâm trước khi thi triển hám sơn tràng và toái hậu tỏa để tiếp cận. Lý Tu sau đó bị thương vậy nhưng hắn vẫn quá mạnh khi hóa giải mọi chiêu thức, đồng thời hành hạ Tiểu Thuần đến mức bầm dập khắp cơ thể. Tiểu Thuần lần này may mắn kịp sử dụng mai rùa để kéo về một mạng. Xác định Tiểu Thuần không thể giữ, Lý Tu tiến lại bóp cổ, đồng thời cầu tà thụ cầm chân các tu sĩ nghịch hà đến cứu viện trong vòng 10 hơi thở. Trong thời khắc sinh tử, Tiểu Thuần thu lại vĩnh dạ, hút một phần sinh cơ, khiến Lý Tu sợ hãi mà bỏ tay. Xác định bằng đó là chu đủ giải quyết Lý Tu, Tiểu Thuần mạo hiểm kết đàn. Lý Tu bây giờ tấn công đã không còn tác dụng, bởi Tiểu Thuần vừa kết thành thiên đạo chi khí, có khả năng loại bỏ tất cả công kích nhận vào. Ở khắp các mặt trận, mọi người đều vô cùng ngạc nhiên trước khả năng của Tiểu Thuần. Với số lượng 9 tầng linh hải mà Tiểu Thuần mới dung hòa được 4 tầng, điều này mà nói với tu sĩ là kim đan hạng bét. Tuy nhiên, đó chỉ là quá khứ, còn hiện tại, 9 tầng linh hải bỗng nhiên dung hợp toàn bộ. Đặc biệt, sức mạnh hộ thể chống lại lôi kiếp Tiểu Thuần lại bỏ qua. Điều này khiến các tu sĩ trúc cơ nghịch hà dấy lên sứ mệnh phải công phá sơn môn không hà. Đại trưởng lão lên một kế hoạch khác để Tiểu Thuần phân tâm trong lúc kết đan. Lệnh của các lão tổ vang lên, tu sĩ kim đan trở lên phong tỏa tả ngạn không vực, quét sạch chiến trường trúc cơ. Đó là điều kiện trước mắt để bảo đảm tính mạng Tiểu Thuần sau khi hoàn thành kết đàn. Điều này lại phản tác dụng khi phía không hà viện đã mai phục bốn phía đợi các tu sĩ nghịch hạ đánh tới. Vô số người phải bỏ mạng ngay trước mắt Tiểu Thuần. Phần đa trong số họ đều sẵn sàng hy sinh cho nhiệm vụ để chiến lực của tông môn gia tăng. Người đau đớn nhất không ai khác ngoài Tiểu Thuần. Cậu gia tăng tốc độ bằng cách dùng thiên lôi dùng đàn. Còn dối, nội tình của không hà được khởi động. Chỉ một tiếng hét, nó đã tiễn vô số sinh mạng tu sĩ trong phạm vi ảnh hưởng. Huyết khê giả ngẫu cũng lập tức được triệu hoán đáp trả. Hiện tại, thân thể Tiểu Thuần hứng chịu quá nhiều vết thương mà rơi xuống. Bầu trời bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ. Với sức lực còn sót lại, Tiểu Thuần cố gắng đứng dậy, dùng nhục thân để đón nhận đợt lôi kiếp cuối cùng. Hàn Tông muốn tới hỗ trợ, phải nhường trí bảo lồng đèn ma của không hà lại luôn tìm cách kìm hãm. Tiểu Thuần kết thúc kết đan trong tình trạng linh hải khô kiệt. Lý Tu tính nhân cơ hội đoạt mạng. Tuy nhiên Tiểu Thuần nói không, chỉ còn một hơi thở, cậu sẽ không để thiên đạo chi khí tiêu tan. Quá trình ngưng tụ và dung hợp kim đan vào người chính thức bắt đầu. Cánh tay đã gãy của Tiểu Thuần lành lại như cũ. Thừa cơ đối thủ đang ổn dưỡng tu vi, Lý Tu tìm cách chuồn về tông môn. Thượng quan Thiên Hữu nhìn thấy cảnh này, vì lòng ghen tị muốn chứng minh bản thân, mà cậu sẵn sàng ngăn cản Lý Tu rút chạy. Có điều cậu vẫn quá coi thường đối thủ nên dính trọn đòn hồi mã thường. Lòng ghen tị lên tới cùng cực, Thượng quan Thiên Hữu sẵn sàng rút lấy kiếm tu nhân quả tiếp tục tấn công. Biết Thượng quan Thiên Hữu lỗ mãng, tuy nhiên đồng môn tử chiến, sau đó Tâm Kỳ cũng không thể đứng nhìn. Cô cùng với Tiền Đại Kim tăng cường linh khí cho đòn công kích. Tiểu Thuần muốn hỗ trợ, tuy nhiên bất tử công lại có dấu hiệu sắp đột phá, hay nói cách khác là tu sĩ song đàn. Nhìn thấy cảnh tượng trên, Lý Tu quyết định đánh nhanh rút gọn và khiến Thượng quan Thiên Hữu bị thương hai con mắt. Tâm Kỳ vì bảo vệ đồng môn mà sẵn sàng lao lên đỡ đòn. Rất tiếc, người chết thay lại là Tiền Đại Kim khi cậu nhanh hơn một bước. Dẫu vậy, Tâm Kỳ vẫn không tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Tiểu Thuần hoàn thành kết đàn,
trong khi Lý Tu bỏ chạy. Thượng quan Thiên Hữu mò tìm thần sắc Tâm Kỳ, tuy nhiên cô đã không còn khả năng trả lời. Chứng kiến hai người bằng hữu và vô số đồng môn bỏ mạng, Tiêu Thuần hét lên một cách đau đớn trước khi Tả Sùng Hữu Đột hạ sát hàng loạt tù sĩ Không Hà Viện. Lý Tu cho dù trước đó bỏ chạy cũng không thoát khỏi bàn tay của Tiêu Thuần. Hắn cố gắng chống trả trong bất lực để rồi bị Tiêu Thuần hành hạ như một món đồ chơi. Biết không thể đánh lại, Lý Tu tuyên bố sẽ đồng quy vô tận. Chỉ là hiện tại, Tiêu Thuần đã ở một đẳng cấp khác, cầu lao lên tặng cho đối thủ liên hoàn quyền. Sức ép quá lớn, kim đan của Lý Tu vỡ vụn. Nhớ lại hình ảnh của Tiền Đại Kim và Tâm Kỳ mà Tiêu Thuần một lần nữa rơi nước mắt. Để tránh mất thêm nhiều người, cậu thông báo sẽ dùng sức mạnh huyết tổ giải trí cho toàn bộ tù sĩ Nghịch Hà Tông. Cuộc chiến giữa các chí bảo, nội tình của hai tông dần đi tới hồi kết khi phe Nghịch Hà chiếm thế thượng phòng. Ở phía ngoài xa đại điện của ba đại tông môn trong khu vực Trung Du là Tinh Hà Viện, Cực Hà Viện và Đạo Hà Viện đang hướng ánh mắt về chiến trường. Bên trong cơ thể tà thủ, đồng tử đề nghị Thông Thiên Lão Tổ sử dụng nội tình thứ hai. Ông lưỡng lự một hồi trước khi kích hoạt. Chấn động xảy ra khắp nơi, từ cơ thể tà thụ sinh ra vô số quái vật ăn thịt. Tiêu Thuần lập tức lệnh tất cả lùi lại, chúng là tử vong chi trùng, phương thú thiên nhân cảnh nên các lão tổ cũng chỉ có thể tạm thời ngăn cản. Đứng trước thời khắc tông môn tồn vong mà Hàn Tông và Hầu Lão phải kích hoạt Nghịch Hà Đàn mời Chân Linh sư tổ xuất thủ. Chân Linh thức giấc làm đồng tử phấn khích vì nhận ra cô là dị nhân. Tử vong chi trùng đối mặt với Chân Linh thì hoàn toàn yếu thế, chỉ trong một hơi thở tất cả đã bị giải quyết. Đồng tử bất ngờ kích hoạt không dung tà thủ, bất chấp thiên nhân lão tổ ngăn cản. Toàn bộ Nghịch Hà Tông nhanh chóng quay về chiến thuyền, trong khi tà thủ thôn phệ tù sĩ Không Hà Viện. Thực chất, đồng tử hiến tế sinh mệnh đệ tử toàn tông cũng chỉ để khôi phục tà thủ và thăm dò chuyện dị nhân. Tiểu Thuần sau đó được Chân Linh tặng cho một tia khí huyết. Với nó, cậu có thể hoàn thành nhục thân kim đan. Luồng sinh cơ này quá mạnh, gần như ngay tức khắc, xiềng xích đã khóa chặt Tiểu Thuần. Xác định tà thụ hồi phục sẽ tổn hại tới tông môn, Tiêu Thuần quyết đột phá nhục thần kết đan xoay chuyển càn khôn. Bên ngoài tứ đại thủy tổ tứ mạch đang liên thủ chống lại tà thụ, bất ngờ huyết tổ quay trở lại, thân thể huyết tổ hóa thành màu vàng bởi Tiêu Thuần đang ở bên trong điều khiển. Với sức mạnh đang có, Tiêu Thuần hét lớn, trận chiến này kết thúc rồi, đồng thời cùng với huyết tổ công phá tà thụ. Đồng tử càng thêm phấn khích, phải nhưng rất nhanh đã phải vụt tắt vì Thông Thiên Lão Tổ vừa can thiệp vào tà thụ. Ông truyền sắc lệnh cuối cùng, từ hôm nay, tà thụ phải bảo vệ Nghịch Hà Tông như bảo vệ Không Hà Viện, mãi mãi thuần phục Không Hà Viện. Hạch tâm của không dung tà thụ ngừng tủ, Tiêu Thuần tiếp nhận, đồng nghĩa với việc cậu nắm giữ sinh tử tà thụ. Cuối cùng, cậu dõng dạc tuyên bố, từ nay đồng mạch Trung Du không còn Không Hà Viện, suy tôn Nghịch Hà Tông. Được đồng tử thanh toàn nguyện vọng, Thông Thiên Lão Tổ dần dần tan biến. Thắng bại đã rõ, ba đại điện tam đại tông môn rời đi. Trên ngọn cao nhất tại đây, được khắc một cái tên mới, Nghịch Hà Tông. Đầu tiên, các lão tổ phân chia chỗ ở cho bốn mạch. Sư phụ trong môn lấy 200 năm làm hạn định, thay phiên nhau chấp trường, mạch Linh Khê chấp trường đầu tiên. Tiếp theo là chủ bị đại điển khai tông, trưởng môn Trịnh Viễn Đông sẽ đảm nhiệm. Việc tuần phòng trong lúc chủ bị do mạch Huyết Khê phụ trách. Tiêu Thuần thích phần việc có tỷ lệ an toàn cao nên tự nguyện nhận nhiệm vụ trùng kiến xây dựng và hậu cần. Tại mộ lầm, Uyên Nhi tỏ rõ vẻ thích thú với nguồn sát khí dồi dào nơi đây. Hấp thu sát khí làm phần ký ức bị vẫn kiếm phong ấn có dấu hiệu khai mở. Uyên Nhi nhớ lại khí tức đan dược, thiên đạo chi khí của Tiểu Thuần. Cô nghi ngờ chúng có liên quan tới việc khóa giải phong ấn khôi phục thần trí. Để quay về nơi bắt đầu, cô cần có nhiều manh mối hơn từ Tiểu Thuần. Tiểu Sơn đang ở gần đó, tiếng cười man sợ vọng lại cộng với cảnh tượng ma mị trước mắt làm cậu ta sợ hãi. Ở đại điện, Tiểu Thuần vẫn đang tích cực thuyết phục các lão tổ. Hàn Tông chuẩn bị công bố kết quả thì Tiểu Sơn vội vã chạy vào thông báo, mộ lâm có quỷ. Nghịch Hà Tông cần người có danh vọng để trấn an, sau đó các lão tổ bắt đầu nhắm vào Tiểu Thuần. Nhận ra vấn đề, Tiểu Thuần lập tức đề bàn nhiệm vụ cho Tiểu Sơn. Rất tiếc, các lão tổ đã có quyết định, đêm nay Tiểu Thuần phải xuất phát với Tiểu Sơn là người dẫn đường. Trước khi đi, Tiểu Thuần thắp hương cho các tử sĩ Không Hà Viện để cầu bình an. Từ phía âm khí quá nặng, Tiểu Sơn luôn có cảm giác rung rợn nên cậu muốn trở về. Tiểu Thuần chưa kịp trả lời thì Tiểu Sơn dẫm phải một chiếc đầu lầu. Điều này làm cho hai người hồn bay phách lạc. Chỉ là Tiểu Thuần kịp thời lấy lại bình tĩnh mà bắt Tiểu Sơn đi trước. Hoàng chốc bóng dáng Tiểu Sơn đã mất tích sau màn sương mù. Tiểu Sơn lạc vào khu mộ, khung cảnh đáng sợ đó làm cậu bất tỉnh ngay tức khắc. Tiểu Thuần thì đối mặt với một màn mê chướng do Uyển Nhi thiết lập. Thông Thiên Pháp Nhãn hoàn toàn vô dụng. Tiểu Thuần sau đó dùng đan dược khiêu khích và thành công dụ sát linh xuất hiện.
thất bại trong việc lấy Ngọc Cổ ra đối phó, Tiểu Thuần phải đối mặt với một đòn công kích cực mạnh. Cậu kích hoạt Bất Tử Kim Cương ngăn cản khiến Sát Linh càng thêm thích thú. Sát Linh tiến lại gần nhắc nhở, trước khi ta đạt được mục đích, người phải cố gắng sống tiếp. Nếu tiết lộ chuyện hôm nay, toàn bộ tù sĩ Nghịch Hà sẽ phải chết. Thoát được một kiếp, Tiểu Thuần nhanh chóng đánh thức Tiểu Sơn. Có điều, Tiểu Sơn do vẫn quá sợ hãi mà thêm một lần nữa bất tỉnh. Nhớ lại lời cảnh cáo của Sát Linh, Tiểu Thuần phải nói dối hung thú quấy phá làm câu trả lời với Hàn Tông lão tổ. Nhân cơ hội Hàn Tông cho Tiểu Thuần xem trăng trối của Không Hà tổ sư. Đối với chủ tông, chỉ có tranh chấp qua lại mới giữ được quyền uy vĩnh viễn. Ông hy vọng Nghịch Hà Tông có thể đột phá khốn cảnh, xông ra một vùng trời đất mới. Mấy ngày sau, đại điển khai tông bắt đầu. Tiểu Thuần bước lên tế đàn với vô số quyết tâm. Cậu tuyên bố sơn môn đã thành, nơi trung du này chính là nhà của mọi người. Đối với những người hy sinh, toàn thể Nghịch Hà Tông lập bia đá tưởng niệm đời đời ghi nhớ. Riêng Tiểu Thuần, cậu tự nhủ tương lai phải bảo vệ được tất cả mọi người. Tình cảnh hiện tại của tông môn rất nguy cấp. Trong tông có Sát Linh khát máu ẩn nấp, ngoài tông có Cường Viện láng giềng nhòm ngắm. Tài nguyên vốn được thừa kế từ Không Hà Viện đang đứng trước nguy cơ bị ba viện còn lại tranh giành. Hơn nữa, ngoài trừ Nghịch Hà Tông thì các viện đều có lão tổ thiên nhân tọa chấn. Qua đó, bốn vị lão tổ bốn mạch quyết định sẽ bế quan lâu dài, chuyên tâm đột phá. Chỗ dựa của các đệ tử được giao cho Tiểu Thuần. Sau một thời gian suy nghĩ, Tiểu Thuần đồng ý nhận trách nhiệm. Cửu Châu Đồ, Cổ Ma Lần và Nghịch Long Sắc là bài chí bảo Tiểu Thuần được kế thừa. Hầu lão sư tôn của Hàn Tông lộ diện, ông sớm đã bỏ mình trong cõi u minh, vậy nhưng vô tình bị đan dược của Tiểu Thuần đánh thức. Cho rằng đó là cơ duyên, hầu lão tặng Tiểu Thuần hàn môn dưỡng niệm quyết. Tiếng Thủy Tổ Lập Tông Huyết Khê Tông vang lên, bất ngờ thay, đó lại chính là thỏ lắm mồm. Trước kia, Tiểu Thuần lợi dụng việc lão Thủy Tổ quên đi nội dung đã nhại mà ép ông đến nổi điền. Vừa hay, đây lại là cơ hội để trả thù. Rất nhanh với tính lươn lẹo của mình, lão Thủy Tổ đã đánh cho Tiểu Thuần thừa sống thừa chết. Tiểu Thuần cũng rất biết đáp trả, cầu một lần nữa hỏi ép lão Thủy Tổ khiến ông bất lực trong việc trả thù. Tất cả đều nằm trong tầm mắt của đồng tử. Đúng lúc này có người đến thông báo, ba vị lão tổ của tinh vực, đạo vực, cực vực đã đồng ý sớm mở ra bí cảnh truyền thừa Trung Du. Hiện tại, đồng tử, lão tổ của không vực cũng chấp thuận. Xác định Nghịch Hà Tông như cánh chim không gió, Tiểu Thuần dốc sức tu luyện hàn môn dưỡng niệm quyết. Tốc độ tu luyện của Tiểu Thuần rất nhanh, trước mắt cậu đã có thể đóng băng được một phạm vi nhất định. Thần Toán Tử vào đến ngoài cửa thì đã bị đóng băng nửa người. Hắn đến vì đang tìm động phủ tốt nhất. Đột nhiên là bàn liên tục chuyển động, đây là điểm báo sát khí ngút trời. Sắp có đại kiếp. Đúng như dự tính, ba tông môn còn lại ở Trung Du cử đại diện tới. Trước đó là sự xuất hiện của các đệ tử trúc cơ viên mãn và kim đan. Theo ngày sau là sự góp mặt của các lão tổ Tinh Hà Viện, Cực Hà Viện và Đạo Hà Viện. Họ cho phép Nghịch Hà Tông tham dự bí cảnh Trung Du truyền thừa. Bí cảnh 60 năm mở một lần, trong đó ngoài linh thực còn có ấn ký truyền thừa. Tứ tông dựa theo số lượng ấn ký lấy được mà xếp hạng và phân chia tỷ lệ tài nguyên Trung Du. Bên ngoài đại điện, các đệ tử tam viện dùng vũ lực để thủ vệ vị trí bia đá. Đặc biệt, chúng còn buông lời sỉ nhục làm Tống Khuyết không nhịn được mà lao lên đòi lại tôn nghiêm. Thực lực của đối phương đã là trúc cơ đại viên mãn nên mới đầu Tống Khuyết gặp khó khăn trong việc tiếp cận. Đối chiến trực diện, Tống Khuyết cũng chưa có cửa. Đứng trước lời khiêu khích của đối thủ, Mạn Giao quyết định lên sân tỉ thí. Bên trong đại điện, tam viện dùng việc Nghịch Hà chưa có tu sĩ thiên nhân cảnh để ép buộc phải tham gia bí cảnh. Bên ngoài, Tiểu Thuần bất ngờ xuất hiện một chiêu đánh bay đệ tử tam viện. Bị chê vô sỉ ra tay với cả trúc cơ, Tiểu Thuần khôn khéo hỏi lại liệu có ai nhìn thấy và tất cả đều đồng loạt nói không. Ba tên kim đan tam viện xà mồm đòi làm tan rã hạch tâm của Nghịch Hà. Kết quả chúng bị Tiểu Thuần cho thưởng thức mùi vị của đan dược thế hệ mới. Trần Vân Sơn mới đầu tuyên bố sẽ không chịu ảnh hưởng của đan dược, nhưng sự thật thì chỉ vài giây ngắn ngủi, hắn đã bật khóc mà thú nhận bản thân thất hiếu, chưa từng tế bái liệt tổ liệt tông. Thế cục bị phá vỡ sau khi lão tổ tam viện ra ngoài. Một tháng sau, tứ tông sẽ tập trung ở vùng đất truyền thừa. Tại đây, chỉ người kết đan dưới 60 tuổi mới được vào, mà toàn bộ Nghịch Hà Tông lại chỉ có duy nhất Tiểu Thuần đủ điều kiện. Bản thân chưa muốn chết sớm, sau đó Tiểu Thuần liên tục từ chối. Đặc biệt, cậu còn sẵn sàng nói dối các lão tổ mình đã trên 60 tuổi. Có điều, Trịnh Viễn Đông còn cao tay hơn, ông ngoài mặt cầu xin cho Tiểu Thuần, vậy nhưng thực chất đang nhắc nhở nếu không có ai đi thì Nghịch Hà sẽ làm cầu cho tam viện và từ đó dẫn tới vòng tổng. Tiểu Thuần bắt đầu bị thuyết phục, hóa ra tất cả chỉ đang đợi đúng câu đồng ý đi của cậu. Để phục vụ cho Tiểu Thuần đến bí cảnh tranh phòng, các mạch đều tặng vô số vật phẩm đan dược quý giá cho thiếu tổ tu hành.
Bản thân Tiểu Thuần cũng rất quyết tâm, cậu chú trọng tu luyện bất tử công quyền thứ ba, bất tử cần. Trong khi đó, đại bàn đi tìm cơ duyên để luyện tặng sư đệ một món pháp bảo luyện linh. Bất ngờ anh nhìn thấy rất nhiều vết cào và vô số xác chết linh thú. Linh lực của chúng đã bị hút sạch. Đột nhiên vọng lại tiếng gầm lớn, đại bàn vội vã chạy lên phía trước kiểm tra. Tại đây, Thiết Đàn đang chiến đấu với một con linh thú cấp cao. Thiết Đàn không muốn đại bàn xuất thủ, nó thể hiện một sức mạnh khủng khiếp, đồng nghĩa đã bước vào cảnh giới giả đàn. Con linh thú cấp cao bị giải quyết cũng là lúc Thiết Đàn hấp thu linh lực đối thủ. Tiểu Thuần cảm nhận được khí tức dao động, cậu lập tức xuất phát tìm hiểu. Phía trước Tiểu Thuần là lôi kiếp của Thiết Đàn. Nhận ra Thiết Đàn đang muốn cưỡng ép kết đàn, Tiểu Thuần đề nghị đại bàn về tông thỉnh cầu trưởng môn hộ pháp. Tiểu Thuần cố gắng tiếp cận lôi kiếp, vậy nhưng bất thành. Thiết Đàn hiểu rõ vương thú kết đàn là liều giữa sống và chết. Tuy nhiên, nhìn thấy Tiểu Thuần kiên cường tu luyện, nên nó cũng muốn mau chóng mạnh lên để bảo vệ cha, bảo vệ tông môn. Tiểu Thuần tôn trọng quyết định của Thiết Đàn, nên sẵn sàng cùng nó đón nhận số phận. Đứng bên ngoài, có một kẻ cơ hội đang âm thầm quan sát với âm mưu cấp đoạt chí bảo. Nhận được tin báo, Trịnh Viện đồng lệnh tu sĩ toàn tông toàn lực bảo vệ Thiết Đàn kết đàn. Rất nhiều linh thú bị lôi kiếp thu hút cũng đồng loạt xuất động, chỉ là vẫn còn một Tiểu Thuần ở đó hộ pháp. Thiết Đàn đứng trước đợt thiên kiếp cuối cùng thì một con chuẩn vương thú cấp nguyên anh xuất hiện. Nhận ra Thiết Đàn gặp nguy, Tiểu Thuần lập tức lao lên tặng nó một đấm cực mạnh. Tiếp theo, cậu sử dụng vĩnh dạ để chiến đấu. Chuẩn vương thú hứng chịu vô số vết thương, tuy nhiên nó vẫn có thể tung đòn hồi mã thương cầm chân Tiểu Thuần. Hiện tại, Thiết Đàn đã bước vào quá trình kết đàn. Luồng lôi kiếp thứ 9 không hề đơn giản, Thiết Đàn bắt đầu bị uy áp làm cho chùn bước. Tiểu Thuần ở bên ngoài thì không ngừng cổ động. Hình ảnh người cha map hiện lên, làm Thiết Đàn dần lấy lại động lực vượt qua hiểm cảnh. Nó gầm lên một tiếng xé rách bầu trời. Bên ngoài, Thiết Mộc Lão Tổ xuất hiện. Ông sẽ ngăn cản chuẩn vương thú tạo điều kiện để Tiểu Thuần bảo vệ Thiết Đàn. Các tu sĩ nghịch Hà Tông cũng vừa tới. Theo lệnh trưởng môn, tất cả tập trung hộ pháp cho Thiết Đàn. Tử đàn hình thành, rồi chỉ cần Thiết Đàn đưa vào trong mình là hoàn thành kết đàn. Đây mới là thời điểm kẻ cơ hội xuất thủ. May mắn Tiểu Thuần kịp thời lấy lại tử đàn. Chỉ là tử đàn trong tay không được quá lâu thì tên cơ hội đã đánh bay Tiểu Thuần. Thời khắc hắn chuẩn bị đoạt lấy tử đàn cũng là lúc Hàn Tông tung kiếm ngăn cản. Dẫu vậy, nguy cơ là vẫn còn. Bất chấp thương tích đầy mình, Tiểu Thuần vận dụng tốc độ nhanh nhất, thành công mang về tử đàn ngay trước mũi kẻ địch. Cậu sau đó tự mình đưa tử đàn vào trong người Thiết Đàn. Quá trình kết đàn hoàn thành, Thiết Đàn gầm lên một tiếng khiến toàn bộ linh thú có mặt phải cúi đầu. Thời hạn tham gia bí cảnh truyền thừa tới. Toàn bộ tu sĩ nghịch Hà Tông trợ uy mong chờ thiếu tổ Khải Hoàn trở về. Ngoài Tiểu Thuần, Thiết Đàn cũng đi cùng, Hàn Tông phụ trách dẫn đoàn. Dọc đường đi, Hàn Tông nhắc nhở, thành quả Tiểu Thuần giành được sẽ trực tiếp quyết định tài nguyên tương lai của tông môn. Đặc biệt ở sâu trong bí cảnh còn giấu một pháp truyền thừa do Thượng Tông để lại, nên cẩn thận vẫn là ưu tiên hàng đầu. Tinh Hà Viện và Cực Hà Viện đã có mặt trước. Nhìn thấy nghịch Hà Tông chỉ có một mình Tiểu Thuần tham gia làm chúng không ngừng chê cười. Quá đáng nhất vẫn là Trần Vân Sơn khi hắn gọi Thiết Đàn là con cầu đi cùng để kích giận Tiểu Thuần. Có điều Tiểu Thuần vẫn quá tỉnh, cậu sử dụng kế gặp chiều phái chiều khi hạ mình trước Trần Vân Sơn, đồng thời nhắc lại chuyện hắn coi bia đá là cha là tổ tông để sỉ nhục lại đối phương. Lúc này đệ tử Đạo Hà Viện lộ diện, với danh tiếng đại tông đệ nhất Trung Du, Đạo Hà Viện thể hiện khí thế áp đảo. Bốn lão tổ đại diện cho tứ tông bắt đầu khai mở bí cảnh. Tiểu Thuần cần Thiết Đàn bám sát, Tam Viện chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Bí cảnh mở ra, lão tổ Đạo Hà Viện tuyên bố thể lệ tranh tài. Bí cảnh chia làm hai cửa ải, toàn bộ hành trình cấm các tu sĩ chém giết. Hoàn thành cửa thứ nhất, đua tốc độ sẽ phát động ải thứ hai tranh giành ấn ký. Tông môn nào lấy được nhiều ấn ký nhất sẽ giành chiến thắng. Tinh Hà Viện là tông môn đầu tiên xuất phát, chỉ là họ không ngờ được nơi đây lại cấm ngự kiếm. Bất ngờ hàng loạt gai đất đâm lên từ dưới, sẵn sàng đoạt lấy những ai bất cẩn. Phía Đạo Hà Viện thì khôn khéo hơn khi tạo cấm chế bảo vệ trong lúc di chuyển. Tiểu Thuần và Thiết Đàn lựa chọn chiến thuật âm thầm theo sau. Hai tông Tinh Hà Viện và Cực Hà Viện cũng bắt đầu kết trận. Họ bỏ qua Tiểu Thuần vì cho rằng cậu không có uy hiếp. Sức mạnh mà gai đất tạo ra càng ngày càng lớn, rất nhiều tu sĩ đã phải bỏ mạng sau khi đến được nơi an toàn. Trần Vân Sơn hốt hoảng nhận ra Tiểu Thuần một mình cũng đang bám sát phía sau. Điều luật không cho chém giết nhau, do đó Trần Vân Sơn chủ động kích hoạt cạm bẫy xung quanh nhằm gián tiếp xử lý Tiểu Thuần. Tiểu Thuần cũng không phải dạng vừa, dựa vào sức mạnh luyện thể ngay lúc cạm bẫy kích hoạt, cậu đã chạy khỏi phạm vi tấn công. Rất nhanh, cậu đã vượt lên trước Tinh Hà Viện. Chứng kiến điều này, phía Cực Hà Viện bắt đầu coi cậu là kẻ địch mà nhắm vào.
đơn độc chiến đấu, sau đó Tiểu Thuần và Thiết Đản nhanh chóng bị dây gai dọc đường khống chế. Trần Văn Xuân nhân cơ hội tung đòn công kích chí mạng. May mắn Tiểu Thuần vẫn có cách bảo vệ bản thân, cậu phản kích ngược lại với Thảo Mộc Giai Bình, làm cạm bẫy xung quanh kích hoạt. Trần Văn Xuân vẫn chưa từ bỏ ý định, buộc Tiểu Thuần phải chơi lớn với chiến thuật khắp lửa bỏ tay người. Cậu chạy trốn đòn công kích trước khi để nó hướng vào tu sĩ Đào Hà Viện. Điều này dẫn tới mâu thuẫn giữa hai tông, Cực Hà Viện cũng bị va lầy, do đó Tam Viện liên tục tấn công đáp trả nhau. Đứng bên ngoài hưởng lợi, Tiểu Thuần thành công đứng nhất trong cuộc đua tốc độ và phát động cơ hội thứ hai tranh giành ấn ký. Ấn ký đầu tiên lộ diện, tất cả bỏ qua mâu thuẫn để tập trung cướp đoạt. Tiểu Thuần nhận thấy Lôi Vân phía trước không bình thường nên sẵn sàng nhường đường cho tu sĩ Đào Hà Viện lên trước. Lôi điện bất ngờ đánh xuống, tuy nhiên Đào Hà Viện vẫn quá có thực lực. Chúng bắt đầu tản ra kết trận chống lại cấm chế. Tiểu Thuần một lần nữa trở thành mục tiêu công kích của Trần Văn Sơn. Hắn nhìn thấu khả năng diễn xuất của cậu, chỉ là phía trước Đào Hà Viện đã tới Phù Thiên Vực. Bằng việc phóng xuất cự nhân pháp tướng, Đào Hà Viện thành công lấy được ấn ký đầu tiên. Bên ngoài bí cảnh, số lượng ấn ký các tông đạt được sẽ hiện lên trụ đá. Xác định càng đến gần núi thì ấn ký càng nhiều, sau đó Đào Hà Viện toàn lực tiếp cận tạo thế độc chiếm. Phía Cực Hà cũng có dấu hiệu nhập cuộc khi triệu hoán Phi Lô pháp tướng. Tinh Hà Viện thì phát động Tinh Hà pháp tướng, tuy nhiên vẫn chậm hơn Cực Hà Viện một bước. Trong khi các tông liên tục có lời qua tiếng lại vì cho là bị đối phương chơi xấu, thì Tiểu Thuần vẫn âm thầm chờ cơ hội. Ấn ký tiếp theo thuộc về Đào Hà Viện. Vấn đề là tiếp cận núi 2.000 trượng đã là cực hạn. Tinh Hà Viện và Cực Hà Viện thì kém hơn với 1.000 trượng. Hoàn tất bố trí vũ khí bí mật, Tiểu Thuần nhận thấy có cơ hội, cậu lao lên tranh giành. Rất tiếc, Tinh Hà pháp tướng đã nhanh tay hớt tay trên. Tiếp theo, 4 ấn ký đồng xuất hiện. Tưởng rằng mỗi tông sẽ một cái, tuy nhiên, Tinh Hà pháp tướng lại từ chối Tiểu Thuần. Đặc biệt, Trần Vân Sơn còn dứt khoát tuyên bố, một cái cũng không cho nghịch hà. Số lượng ấn ký các tông ngày càng nhiều, mà nghịch hà vẫn chỉ có con số 0. Lão tổ Tinh Hà Viện đề nghị đánh cược với Hàn Tông. Nếu nghịch hà lấy được 2 ấn ký trở lên, Tinh Hà sẽ tặng lại Linh Bảo Tình Vẫn Thạch. Nếu thua, bà muốn chiếc thông thiên chiến thuyền lớn nhất của nghịch hà tông. Đứng trước sức ép của toàn thể Tam Viện nên Hàn Tông không còn lựa chọn khác ngoài chấp nhận. Bên trong bí cảnh, Tiểu Thuần luôn bị Trần Vân Sơn và các đệ tử Tinh Hà Viện chèn ép. Cậu với Thiết Đản quyết định đánh liều tiến sâu vào trong tranh đoạt. 4 ấn ký tiếp theo xuất hiện, Tư Tông nhanh chóng hành động. Vẫn như mọi khi, Tiểu Thuần trở thành mục tiêu, vậy nhưng lần này, cậu vận dụng bất tử cần đầy được ấn ký về chỗ Thiết Đản. Từng chủ nghịch Hà Tông sẽ có thành quả đầu tiên, đáng tiếc Tinh Hà pháp tướng vẫn nói không. Ngoài ra, Tinh Hà pháp tướng còn khống chế Thiết Đản nhằm mượn cấm chế giết hại. Tiểu Thuần nhanh như chớp lao lên giải cứu và Tinh Hà pháp tướng dùng sức mạnh cầm chân. Quá đỗi tức giận, Tiểu Thuần thi triển bất tử cồn thoát khỏi khống chế, đồng thời sử dụng bất tử kim cương đỡ đòn giúp Thiết Đản. Vượt qua hiểm cảnh, Tiểu Thuần dõng dạc tuyên bố, từ giờ trở đi, cậu sẽ để Tinh Hà Viện một chút cặn cũng không lấy được. Hai ấn ký tiếp theo lộ diện, Tiểu Thuần bỏ qua cấm chế mà lao lên. Cậu sử dụng nồi quy văn ngăn cản lôi điện trong sự ngạc nhiên của những người chứng kiến. Chúng đều cho rằng cậu đang gian lận. Với nồi quy văn làm ván trượt, Tiểu Thuần mượn lực di chuyển và thành công có được viên ấn ký đầu tiên. Bên ngoài, lão tổ Tinh Hà Viện vẫn mạnh mồm cho rằng nghịch Hà Tông may mắn. Cảnh tượng tiếp theo mới khiến bà bị sốc. Linh trụ liên tiếp hiện lên dấu ấn ký cho nghịch Hà Tông. Hàn Tông có dịp lên tiếng, tông ta tuy rằng chỉ có một người thí luyện, vậy nhưng một người này có thể chống đỡ trăm ngàn người. Với ưu thế về khoảng cách, Tiểu Thuần liên tục giành thêm các ấn ký. Thậm chí cậu còn có thể lấy 3 viên cùng một lúc. Tinh Hà Viện bắt đầu mất bình tĩnh, chúng tập trung toàn lực nhắm vào Tiểu Thuần. Chỉ là tất cả đều bị Tiểu Thuần hóa giải một cách dễ dàng. Ngoài ra cậu còn lợi dụng sự cơ động để làm Tinh Hà pháp tướng, đánh nhầm vào Phi Lô pháp tướng. Qua đó, một lần nữa dấy lên mâu thuẫn giữa hai tông. Sau khi lấy lại bình tĩnh, hai viện Tinh Hà và Cực Hà quyết định nhắm vào Tiểu Thuần. Các tu sĩ Đào Hà vốn tính củng cố thêm ưu thế độc tôn, vậy nhưng chứng kiến cảnh tượng Tinh Hà vượt lên trước làm chúng buộc phải thay đổi suy nghĩ. Đào Hà Viện lập tức đổi hướng truy đánh Tiểu Thuần. Càng tiến vào sâu, nồi quy văn càng tiêu hao nhiều linh lực. Đứng trước tình hình trên, Tiểu Thuần quyết định sử dụng vũ khí trước đó đã bố trí. Hàng loạt đan dược thế hệ mới được cậu kích nổ, khiến toàn bộ tu sĩ Tam Viện rơi vào cảnh hỗn loạn. Hiện tại Tiểu Thuần chỉ việc ngồi đếm ấn ký mà không phải sợ các thế lực khác ngăn cản. Vấn đề thiếu kiến thức về bí cảnh bắt đầu làm khó Tiểu Thuần. Cậu hồn nhiên đi vào trong tử vong cấm khu. Đến lúc nhận ra thì cậu đã phải hứng chịu sức ép cực lớn từ các đợt cấm chế đánh xuống. Linh khí của nồi quy văn sắp tiêu hao hết, Tiểu Thuần nhìn ra chỗ sâu trong cấm chế có một vách chắn.
Xác định ra ngoài cũng sẽ bị ba viện liên thủ vây giết, Tiêu Thuần quyết định mạo hiểm tiến sâu vào cấm chế. Mượn lực đẩy của Bất Tử Kim Cương, thời khắc nồi quy văn vỡ nát cũng là lúc Tiêu Thuần thành công. Cậu và Thiết Đàn tỉnh lại, nơi mà họ đang đứng là núi Ấn Ký, cũng là khảo nghiệm thí luyện cuối cùng. Ai có thể đặt mình vào tử địa thì đồng nghĩa sẽ đạt được Ấn Ký ở chân núi. Cảm giác bản thân quá ưu tú hiện lên trong cử chỉ của Tiêu Thuần, cậu tranh thủ khiêu khích lại tam viện. Tiếp theo, Tiêu Thuần chạm vào núi Ấn Ký. Đột nhiên xuất hiện những sợi dây cố định tay cậu lại, đồng thời kích hoạt các đường vân trên núi. Tiêu Thuần vùng vẫy trong bất lực. Bất ngờ một giọng nói vang lên, người hòa với núi thành sơn nhân, người ở trước núi xưng là Tiền. Tiếp ngày sau, toàn bộ Ấn Ký của tam viện bị thu về hướng Tiêu Thuần. Tam viện có ý định cướp lại, tuy nhiên pháp tướng của chúng căn bản đã tới cực hạn. Tiêu Thuần hấp thu toàn bộ Ấn Ký dẫn tới kích hoạt tiếng chuông nhân sơn quyết. Trong khi lão tổ tam viện run rẩy thì Hàn Tông lại vươn sâu tự hào. Ở một nơi nào đó, đồng tử nhận được tin báo về chuông truyền thừa. Đồng tử cần đệ tử không vực trông chừng Tiểu Thuần và ra mật lệnh, Tiểu Thuần tuyệt đối không thể chết. Thí luyện đến đây là kết thúc, sau một nén nhang cửa truyền tống sẽ mở. Nguy hiểm của Tiểu Thuần từ đây mới chính thức bắt đầu, bởi quy tắc không thể giết người đã mất hiệu lực. Ở bên ngoài, Hàn Tông mặt mày ủ rũ vì ông biết tình hình khó khăn của Tiểu Thuần. Bên trong bí cảnh, Tiểu Thuần đã bắt đầu hứng chịu các đợt công kích. Bất ngờ Tiêu Ô Quy lên tiếng, nó tự tin chỉ cần gào một tiếng thì có thể dọa cho đám đệ tử kim đan này vỡ mật. Hiện tại nó từ chối giúp đỡ Tiểu Thuần với lý do mới tỉnh dậy lười vận động. Cho tới khi được Tiểu Thuần hứa tặng hết bảo vật thì Tiêu Ô Quy mới chịu chui khỏi túi chữ vật. Tiểu Thuần sau đó ném Tiêu Ô Quy về phía Tinh Hà Pháp Tướng và phá tan đội hình của Tinh Hà Viện. Tiếp ngày sau, Tiêu Ô Quy hành hạ từng đệ tử đạo Hà Viện với ít nhất một số chân trên mặt. Đặc biệt, Tiêu Ô Quy còn đâm thẳng vào đôi gò bồng đào của một nữ đệ tử cực hàng. Vốn tưởng thế cục đã được phá giải nhưng không, tất cả đệ tử tam viện quyết định bỏ qua Tiêu Ô Quy mà tấn công Tiêu Thuần. Gây họa xong, Tiêu Ô Quy lại lật lọng, chui vào túi chữ vật để Tiêu Thuần đối phó với kẻ địch từ bốn phương tám hướng. Lúc này lối ra khai mở, xác định tam viện không dễ bỏ qua nên Tiêu Thuần và Thiết Đàn chia ra phá vây. Tiêu Thuần một mình chống đỡ hàng loạt công kích. Và cuối cùng, cậu chúng phải đòn đánh lén có ẩn dấu sức mạnh ăn mòn. Tính mạng Tiểu Thuần nguy hiểm thì Thiết Đàn nhanh như chớp giúp cậu đỡ đòn. Trên đường Tiểu Thuần giải cứu Thiết Đàn, tình ảnh của tam viện vẫn không hề có định buông tha. Một đấu ba, Tiểu Thuần thêm một lần nữa trúng chiêu nhưng lần này cậu đã gọi man quỷ chống đỡ. Bằng uy áp tạo ra, Tiểu Thuần đẩy lùi tất cả, sau đó thành công tiếp cận Thiết Đàn. Để lúc này tất cả đệ tử tam viện kết hợp tạo ra một cơn sóng thần vô cùng uy dũng. Tiểu Thuần đề nghị Thiết Đàn nắm chặt lấy mình, đồng thời sử dụng vĩnh gia làm lá chắn xuyên phá sóng thần. Rất nhanh, Tiểu Thuần đã ôm được Thiết Đàn ra khỏi cổng truyền tống. Đệ tử tam viện cũng xông ra ngay sau đó, tuy nhiên hiện tại đã có Hàn Tông sẵn sàng bảo vệ. Đứng trước những ánh mắt căm phẫn, Tiểu Thuần và Thiết Đàn cùng nhau phối hợp diễn một vở kịch mà bản thân là người bị hại. Các tinh anh tam viện không phục, dẫn tới Trần Vân Sơn vô tình tiết lộ bọn họ liên thủ đối phó Tiểu Thuần. Dẫu cho sự thật phơi bày, lão tổ tam viện vẫn đổ tội cho nghịch Hà Tông che giấu hành vi gian lận. Mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm thì sứ giả không thành đại diện cho Tinh Không Đạo Cực Tông xuất hiện. Ông công chứng thí luyện lần này chỉ có duy nhất một nghịch Hà Tông thắng. Vừa lập được đại công, Tiểu Thuần lại được Hàn Tông nhắc khéo, đã tới lúc cậu nên nghĩ tới chuyện đại sự cuộc đời. Tiểu Thuần trở về tông môn trong sự chào đón nồng nhiệt từ các đệ tử, nhất là các nữ đệ tử. Tiểu Muội cũng nằm trong số đó, cô tặng quà cho Tiểu Thuần trước khi ôm mặt xấu hổ bỏ đi. Quân Huyền xuất hiện tiếp theo, nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt trước mắt, Tiểu Thuần thở dài ngao ngán vì nghi ngờ chuyện đạo lữ đã bị lộ. Tiểu Thuần sau đó đi đâu cũng bị các nữ đệ tử bao quanh, thậm chí còn có người muốn cho thành cốc trà cậu đang uống. Đặc biệt, lúc cậu tắm, họ cũng lập đội bên ngoài cầu xin một cơ hội theo đuổi. Quân Huyền và Tiểu Muội đứng ra ngăn cản vô tác dụng, buộc Tiểu Thuần phải đích thân khẳng định bản thân chỉ muốn tập trung tu hành. Chỉ là điều này lại càng làm cho các nữ đệ tử phát điên vì yêu. Tiểu Thuần cố gắng vứt bỏ tạp niệm nhưng không thành. Sau nhiều ngày bị dày vò tinh thần, khuôn mặt cậu đã trở nên tái nhợt vì phải hứng chịu quá nhiều mệt mỏi. Những bức thư tình được gửi vào cũng đã chật kín khắp nơi. Các lão tổ thì ngồi lại bàn họp chuyện tìm đạo lữ cho Tiểu Thuần. Thủy tổ Huyết Khê gắn ghép Quân Uyển với Thiếu tổ, Đan Khê thì tiến cử Mạn Sau. Sau cơn ác mộng bị các nữ đệ tử vây quanh, Tiểu Thuần hoảng hốt tỉnh dậy. Quá tuyệt vọng, cậu đã có ý định treo cổ tự tử để giải thoát. Bất ngờ, Thiết Đàn mang tới một túi quần áo nữ giới. Vừa hay đó lại là cơ hội cho Tiểu Thuần thoát thân. Tưởng chừng như cậu đã bị bắt quả tang, nhưng không. Với bộ y phục nữ, Tiểu Thuần thành công qua mắt được tất cả.
Từ đây Tiểu Thuần vô tình phát hiện kẻ đứng sau để lộ tin lại là Hứa Bảo Tài. Bị bại lộ, Hứa Bảo Tài lập tức quỳ xuống xin tha. Cuối cùng, hắn và Thần Toán Tử phải mặc y phục nữ như một sự trừng phạt. Mạn Sao xuất hiện, cô đề nghị Tiểu Thuần lên thuyền của mình bàn chuyện. Sau đó, Mạn Sao thiết lập trận pháp vây khốn Tiểu Thuần bên trong. Rất tiếc, nó hoàn toàn không có hiệu lực, bởi trước đó cậu đã nhìn thấu vấn đề. Mạn Sao bắt đầu giải trình, xung quanh Thông Thiên Đại Lục có một nơi gọi là Sa Mạc Vô Tận. Quê hương của Mạn Sao là Man Hoàng. Man Hoàng so với các tông môn tu tiên thì không khác gì kẻ phản bội. Đặc biệt, bất tử công mà Tiểu Thuần tu luyện lại đến từ Man Hoàng nên giữa họ có liên hệ. Sau cùng Mạn Sao đề nghị hợp tác, đổi lại Tiểu Thuần sẽ có được tin tức tình báo rộng khắp đại lục. Tiểu Thuần chấp nhận điều kiện nếu Man Hoàng tìm được thân phận của Đỗ Lăng Phỉ. Một lúc sau ở ngoài ô Tình Không Đạo Cực Tông, hàng loạt mật thám của Man Hoàng bị giải quyết trong chớp mắt. Đối thủ mạnh đến mức họ không kịp dịch chuyển chạy thoát. Tổn thất quá nhiều, Mạn Sao hủy bỏ việc tìm kiếm, đồng thời nhắc nhở Tiểu Thuần. Lăng Phỉ không đơn giản, nếu muốn sống thì đừng thử tìm cô ta nữa. Bất chấp điều đó, Tiểu Thuần vẫn muốn phải tìm ra sự thật. Đột nhiên trên trời xuất hiện dị tượng, chiếc la bàn của Thần Toán Tử vỡ nát. Một bàn tay khổng lồ từ từ hạ xuống kèm theo uy áp của cường giả cảnh giới thiên nhân. Đồng tử hay Lý Nguyên Thiên lộ diện. Ông hôm nay đến đây để chọn con tin từ Nghịch Hà Tông tới chủ tông tu hành. Trong quá trình kiểm tra Tiểu Thuần, đồng tử nhìn ra sự thú vị trong con người Uyển Nhi. Để đáp lại, cô nở một nụ cười bí hiểm. Làm con tin đi tu hành thì đồng nghĩa người đó phải rời quê hương, chịu giam cầm, thậm chí không thể quay về. Mạn Sao nêu ra điều kiện hợp tác, đó là được đồng hành với Tiểu Thuần. Bất chấp các lão thủy tổ Nghịch Hà Tông lên tiếng, đồng tử vẫn quyết định chọn Tiểu Thuần làm con tin. Cậu có thể mang theo 5 người hộ tống. Ngoài ra Uyển Nhi với thể chất đặc biệt cũng sẽ đi làm con tin. Tiểu Thuần ngoài mặt tươi cười chấp nhận số phận, tuy nhiên trong lòng đã đau như cắt. Nhìn ra vấn đề, Thanh Hậu đứng lên khuyên ngăn các lão tổ nhưng không thay đổi kết quả. Bởi một khi từ chối, số phận của Nghịch Hà Tông sẽ rơi vào cảnh diệt tông. Giống như mọi lần, Tiểu Thuần cố tỏ ra mình ổn, chỉ là Thanh Hậu đã nhìn thấu tất cả. Lúc này, những ấm ức mới được Tiểu Thuần bộc lộ, cậu không can tâm sự cố gắng của mình lại biến thành hư không. Thanh Hậu an ủi, chuyến đi tới Tinh Không Đạo Cực Tông có thể lại là một sự lựa chọn tốt. Tại đó, tài nguyên dồi dào và Tiểu Thuần sẽ có cơ hội đột phá những cảnh giới cao hơn. Theo lời Thanh Hậu, tiến vào Nguyên Anh có 3 cách. Một là sử dụng Nguyên Anh đan, thứ hai là lấy hồn ngũ hành thiên thú và hồn pháp của năm thú giữ thiên nhân kết anh. Cuối cùng là tập hợp đủ hồn của ngũ hành thiên nhân. Cách này sẽ là vô địch trong số những người cùng cảnh giới. Sau cùng, Thanh Hậu đưa cho Tiểu Thuần hồn thiên nhân hệ mộc. Việc tìm 4 hồn thiên nhân còn lại sẽ phụ thuộc vào cơ duyên của Tiểu Thuần ở Thượng Du. Để báo đáp công ơn của tông môn, Tiểu Thuần quyết định phải làm điều gì đó. Cậu bế quan tu luyện bảo đàn thất truyền. Hương thơm và ánh sáng tỏa ra làm Tiểu Ô Quy không giấu khỏi thèm thuồng. Để phòng bất chắc, Tiểu Thuần quyết định cất vào một chiếc hộp. Để cho yên tâm, cậu còn đặt nó bên cạnh gối ngủ của mình. Tiểu Ô Quy sau một thời gian chờ đợi, cuối cùng trộm được chiếc hộp. Trải qua vô số lần bóc hộp từ lớn tới nhỏ, Tiểu Ô Quy thành công mở thế bảo đàn và lập tức nuốt xuống bụng. Đó thực chất là cú lừa mà Tiểu Thuần tặng riêng cho nó. Tiểu Ô Quy ngâm thuốc nên từ từ rơi vào trạng thái bất tỉnh. Tiếp theo, Tiểu Thuần lợi dụng linh khí của Tiểu Ô Quy để chuẩn bị cho tông môn hậu chiêu khi cậu không ở đây. Sau 3 ngày bầu trời bắt đầu nổi sấm chớp, Tiểu Thuần mượn lời kiếp tẩy luyện đan thần. Kết thúc bằng một tiếng động lớn, Tiểu Thuần luyện thành Nghịch Hà đan. Dù chỉ có hiệu lực trong vòng 3 hơi thở nhưng đó cũng đã đủ để thay đổi cục diện. Hàn Tông vui mừng thông báo, ngày mai Tiểu Thuần và Uyển Nhi sẽ chọn tu sĩ hộ tống. Hôm sau hai người được phép tự mình chọn 5 tu sĩ cảnh giới trúc cơ. Uyển Nhi thích tự do nên từ bỏ quyền lợi. Tiểu Thuần khôn khéo xin thêm phần của Uyển Nhi, tuy nhiên Hàn Tông từ chối. Trong khi đó, Tiểu Ô Quy tỉnh lại với tình trạng linh khí cạn kiệt. Nó vô tình làm đổ một lò luyện đàn, dẫn đến một chuỗi domino đổ lò. Các dược dịch tràn ra tiếp xúc với nhau, gây nên một vụ nổ lớn trước khi Tiểu Thuần kịp chọn tu sĩ hộ tống. Xác định vừa có nổ lò, các đệ tử lẫn lão tổ đều lần lượt bỏ mặc Tiểu Thuần. Từng cơn mưa độc chút xuống, những ảnh hưởng từ nó vô cùng tệ hại, thậm chí còn có những người sẵn sàng tự đánh ngất bản thân để tránh hậu họa. Dẫu vậy, Thần Toán Tử và Hứa Bảo Tài vẫn ở lại che mưa cho Tiểu Thuần. Trong khi Tiểu Thuần vừa xác định được người hộ tống đầu tiên là Mạn Sao, thì Đại Bàn và Tùng Khuyết xuất hiện. Họ đến đây với mục đích khiêu chiến Tiểu Thuần nhằm tranh đoạt tư cách hộ tống. Thần Toán Tử và Hứa Bảo Tài liên tục cổ vũ Đại Bàn và Tùng Khuyết. Thực tế, Đại Bàn và Tùng Khuyết có đôi chút thua thiệt. Thay vào đó, họ lại có ý chí kiên định cực lớn. Sau bao nhiêu năm không ngừng rèn luyện,
hiện tại hai người đã hoàn toàn nhận được công nhận từ Tiểu Thuần. Còn về hài xuất hộ tống còn thiếu, Tiểu Thuần quyết định trao nói cho bộ đôi Hứa Bảo Tài và Thần Toán Tử. Sáng sáng ngày kia, tất cả theo Tiểu Thuần tiến quân Thượng Du. Bên trên Thượng Tông, Đồng Tử quay về báo cáo tình hình. Thủy Tổ Tinh Vực thông báo ít hôm nữa sẽ có khách quý tới Tông. Vấn đề mật thám Man Hoang hoạt động dày đặc cũng được ông phân phó cho cấp dưới gánh vác việc sinh hoạt của khách quý. Trước khi xuất phát, Tiểu Thuần tranh thủ thu thập các bảo bối thượng phẩm mà mọi người dâng tặng. Quân Uyển đi vào cùng thái độ tự trách khi đã quyết định ở lại thống lĩnh trung phong mà không tham gia tuyển chọn. Nhận thấy Tiểu Thuần không oán trách nên Quân Uyển muốn dâng hiến cho cậu. Tiểu Thuần cũng không thua kém khi đẩy đối phương ngược lại vào tường. Đúng lúc đó, Tiểu Muội mở cửa đi vào phá đám chuyện tốt của hai người. Từ đây, Tiểu Muội và Quân Uyển có màn tranh cãi nảy lửa vì tranh giành thời gian chia tay Tiểu Thuần. Màn gây lộn giữa hai người chỉ tạm thời chấm dứt khi Hứa Bảo Tài, Vân Phi và Đại Bàn mang rượu đến tiễn biệt. Tranh thủ thời gian, Tiểu Thuần thoát khỏi Quân Uyển và Tiểu Muội. Ở một nơi nào đó, Lý Thanh Hậu cho dù rất lo lắng nhưng ông vẫn quyết định giữ lại suất cho những người trẻ có cơ hội tiến xa hơn. Hôm sau, Tiểu Thuần, Công Tôn Uyển Nhi cùng 5 đệ tử khác tiến về Chu Tông. Trước khi xuất phát, Tiểu Thuần có màn phát biểu cảm ơn, đặc biệt là với Lý Thanh Hậu. Thiết Đàn tỉnh dậy thì Tiểu Thuần đã xuất phát. Tiểu Thuần không đưa Thiết Đàn theo vì cậu cần nó ở lại bảo vệ Nghịch Hà Tông trước sự uy hiếp của ba tông. Tại đầm cá cầu vòng đất, tin tức Tiểu Thuần sắp đến được Lý Nguyên Thánh báo cáo cho người gia gia Lý Tình Đạo. Cho rằng Tiểu Thuần chỉ là một con tin nhỏ bé, Lý Tình Đạo giao toàn quyền cho cháu trai xử lý cùng lời nhắc, phải lấy lòng thượng tôn quý nhân. Lúc này Tiểu Thuần và mọi người đã tiếp cận tinh không đạo cực tông. Linh khí ở đây dày đặc hơn Trung Du gấp mấy trăm lần. Đặc biệt, nơi đây cầu vòng được chia thành 3 tầng, càng lên cao linh khí càng dày. Tầng cao nhất là nơi ở của bán thần Thủy Tổ Tinh Không Đạo Cực Tông và khách quý. Tiểu Thuần với thân phận thiếu tổ cao quý được kỳ vọng rất cao sẽ ở tầng cao nhất. Vốn cho rằng sẽ có một cuộc tiếp đón nồng nhiệt, tuy nhiên Tiểu Thuần và mọi người đặt chân xuống thì lại chẳng có ai quan tâm. Hơn nữa họ còn được sắp xếp ở Đồng Thành, một trong những thành trì thấp nhất. Tiểu Thuần vừa đứng lên động viên thì một giọng nói vang lên thông báo. Cậu hiện giờ chỉ là đệ tử nên không có vị trí cũng như đặc quyền. Dứt câu, mỗi người được nhận một lệnh bài ngoại môn. Ở tinh không, đạo cực tông có hệ thống thăng cấp. Đệ tử dưới Nguyên Anh đủ điểm cống hiến sẽ được thăng cấp và phi thăng cầu vòng. Hiện tại, lệnh bài của Tiểu Thuần và mọi người có 10.000 điểm cống hiến. Cho rằng đó là số điểm rất cao nên Tiểu Thuần dẫn những người đi theo và thành tham quan. Được một lúc thì tất cả đói bụng, qua đó Tiểu Thuần chủ động mời mọi người ăn uống. Công Tôn Uyển Nhi xin tách đội vì suy nghĩ Tiểu Thuần đang bị nhiều thế lực theo dõi. Đi cùng cậu sẽ dễ bại lộ thân phận. Tiểu Thuần và mọi người sau đó đi vào không thực tứ dùng bữa. Tiểu Thuần hào phóng gọi tất cả các món ngon. Để lúc thanh toán thì Tiểu Thuần tá hỏa khi số lượng điểm cống hiến của cậu phải trả lên tới hơn 4.6 vạn. Do không đủ khả năng chi trả nên Tiểu Thuần đề nghị được trả góp. Chỉ là cậu phải thế chấp một cánh tay. Tiểu Thuần không chấp nhận nên ông chủ gọi đội chấp pháp ra làm nhiệm vụ. Xác định họ đều là tu sĩ kim đan đại viên mãn. Tiểu Thuần dùng miệng lưỡi thuyết phục, nhưng tất cả đều không thể làm ông chủ lay động. Cuối cùng, Tiểu Thuần phải dùng gần hết số điểm cống hiến của bản thân và mọi người đang có để chi trả. Dẫu vậy, Tiểu Thuần vẫn rất lạc quan. Cậu động viên, chỉ cần ta ở đây thì không có chuyện gì không thể vượt qua. Với số điểm cống hiến còn lại, Tiểu Thuần tìm mua trạch viện. Vấn đề là bằng đó chỉ đủ để mua được duy nhất một căn nhà hoang rách nát. Trong thời gian uống nước thay cơm, Tiểu Thuần sắp xếp mọi người hôm sau đi làm thuê. Riêng Tống Khuyết thì Tiểu Thuần cần anh đi xem bảng nhiệm vụ. Nhiệm vụ được chia thành 3 cấp độ, giáp, ất, bính, dựa theo độ khó. Tiểu Thuần vừa nhìn chúng một nhiệm vụ vừa sức thì bất ngờ tất cả tu sĩ có mặt đồng loạt xông lên tiếp nhận. Tiểu Thuần chuyển sang nhiệm vụ ất cấp, tuy nhiên cậu vẫn chậm hơn một bước. Thậm chí nhiệm vụ củi bắp như bính cấp cũng trở nên cháy hàng. Buổi tối mọi người đã phải uống canh lá dại cầm cự. Ban ngày Hứa Bảo Tài nhận nhiệm vụ giao hàng nhanh nhưng do lạc đường nên chạy gãy chân vẫn phải bồi thường quá thời gian. Thần Toán Tử thì thiếu ngoại hình ưa nhìn nên đi đâu cũng bị xua đuổi. Đại Bàn cũng lâm vào cảnh tương tự. Đột nhiên Tống Khuyết bị trượt ngã vì ngồi nhà có quá nhiều rêu. Từ đây Tiểu Thuần nảy lên một kế hoạch. Hôm sau Thần Toán Tử, Tống Khuyết, Đại Bàn cầm gậy canh chừng trước bảng nhiệm vụ.
ngay khi các tu sĩ đến nhận nhiệm vụ thì lập tức bị trượt ngã. Thực chất tối hôm trước, Tiêu Thuần cùng mọi người đã thu thập rêu, nấu thành rêu xanh trơn trượt. Công việc hôm sau với Tống Khuyết, Đại Bàn và Thần Toán Tử là ngăn cản người khác tiếp cận biên nhiệm vụ. Tiêu Thuần thì mượn diều bay đến thu thập nhiệm vụ. Chỉ là đội chấp pháp phát hiện có người nhiễu loạn nên đã đóng lại nhiệm vụ. Bản thân Tiêu Thuần chủ mưu cũng bị phạt 3 vạn điểm cống hiến. Tất cả những âm mưu trên đều do Lý Nguyên Thánh đứng đằng sau chỉ đạo. 3 ngày sau, Thần Toán Tử ngất xỉu vì thiếu nước. Để giảm khẩu phần ăn nên mọi người buộc phải ngồi thiền. Xác định đã bị người khác nhắm vào, Tiêu Thuần đề nghị chuyển đến nơi khác. Tống Khuyết đứng dậy chỉ trích Tiêu Thuần, đồng thời quay lưng muốn tự giải quyết vấn đề sinh tồn. Tiếp theo, Mạn Sao từ biệt Tiêu Thuần để tìm bạn cũ trợ giúp. Hứa Bảo Tài và Thần Toán Tử cũng quyết định rời đi cùng lời hẹn phát tài sẽ quay trở lại. Thậm chí, Đại Bàn dù rất tin tưởng vẫn quyết định từ bỏ đi theo Tiểu Thuần. Họ làm vậy đều có chung một mục đích là không muốn trở thành gánh nặng cho Tiểu Thuần. Hôm sau, Tiểu Thuần lang thang trên phố. Do cơn đói đeo bám không ngừng, nên cậu quyết định đến Thiên Không Hội mua dược liệu. Lúc này ở tầng cầu vòng cao nhất, Thủy Tổ của Tinh Không Đạo Cực Tông đích thân có mặt tiếp đón Thông Thiên Sứ Giả cũng là Lăng Phi. Trong cuộc nói chuyện với Thủy Tổ, Lăng Phi cho biết mình đến vì chuyện cá nhân. Tiểu Thuần liên tục nhốt mình trong nhà, cho rằng cậu đã chết đói nên hai người theo dõi cũng bỏ đi. Ở bên trong Tiểu Thuần vẫn đang miệt mài luyện đan. Đến lúc đan thành, chỉ ngửi một cái Tiểu Thuần đã có cảm giác quên đi thế tục. Bên ngoài rất nhiều động vật chịu ảnh hưởng từ luyện đan mà bỏ mạng một phần. Để chắc chắn an toàn, Tiểu Thuần quyết định thử nghiệm lên một con chuột. Hôm sau con chuột đã biến đổi một cách ngoạn mục. Nó có thể nói chuyện, thậm chí còn muốn sa nhập giang hồ. Xác nhận công hiệu của đan dược, Tiểu Thuần ngay lập tức tiến hành bày bán tích cốc đan. Mới đầu không một ai quan tâm, đến quầy mở hàng mới mở như Tiểu Thuần. Tiểu Thuần sau đó dùng miệng lưỡi thuyết phục mua hàng cũng thiếu hiệu quả. Cuối cùng, Tiểu Thuần phải mượn mùi hương để thu hút khách hàng. Người đầu tiên thử hàng được Tiểu Thuần ưu đãi dùng miễn phí, và vị khách may mắn đó là một thanh niên thấp bé nhẹ cân. Sau khi nuốt xuống, thanh niên nhanh chóng tím mặt chảy máu mũi, đồng thời ngã xuống. Đứng trước tình hình trên, Tiểu Thuần giải thích đối phương thân thể yếu ớt, chưa thể tiếp nhận ngay dược lực. Lúc sau, thanh niên tỉnh dậy trong tình trạng tràn đầy sức sống, ngoại hình cũng trở về thời điểm đôi mươi. Từ đây mọi người tranh nhau xô đẩy mua đan dược, điểm cống hiến của Tiểu Thuần vì thế mà không ngừng tăng lên. Dẫu vậy, khi một đứa trẻ nghèo hỏi về giá, Tiểu Thuần vẫn dõng dạc tuyên bố, siêu cấp tích cốc đan chỉ bán 300, tuyệt đối không tăng giá. Cũng vì lời khẳng định này mà cậu được mọi người coi như người hùng. Với thực lực hiện tại, một ngày Tiểu Thuần có thể luyện chế 50 bình. Qua một tuần, cậu đã tích lũy điểm cống hiến gần đạt 10 vạn. Ngoài ra Tiểu Thuần còn xây dựng thêm trạch viện. Sự phất lên của Tiểu Thuần đồng nghĩa là nỗi ghen tị của kẻ khác, nhất là Chu Thao, chủ sự của Thiên Không Hội. Để tránh nguy cơ Thiên Không Hội mất chỗ làm ăn, Chu Thao cần lão dược sư trợ giúp. Lão vô cùng đề cao phương pháp luyện dược đặc thù của Tiểu Thuần, điều mà cả đời lão cũng chưa thấy qua. Đứng trước yêu cầu của Chu Thao, lão dược sư chấp nhận luyện chế tích cốc đan dược hiệu kém, tác dụng phụ cũng nghiêm trọng hơn. Đặc biệt, Chu Thao còn có thêm một thủ hạ mới do Lý Nguyên Thánh phái tới, cũng là một người quen cũ của Tiểu Thuần. Rất nhanh, Chu Thao trực tiếp tìm Tiểu Thuần đề nghị giao dịch. Mới đầu Tiểu Thuần từ chối bán đan phương cho dù Chu Thao sẵn sàng dâng lên 10 vạn điểm cống hiến. Tiếp theo, Chu Thao thuyết phục Tiểu Thuần trao quyền cho Thiên Không Hội bán tích cốc đan. Lợi nhuận sẽ được chia 7 cho Tiểu Thuần, 3 cho Thiên Không Hội. Xác định bản thân chỉ cần kiếm đủ điểm cống hiến nên sau cùng, Tiểu Thuần đã chấp nhận hợp tác cùng với điều kiện. Chu Thao phát xuống đạo thể giữ nguyên giá bán 300 điểm cống hiến. Những ngày sau đó, nhờ bộ phận truyền thông của Thiên Không Hội mà tên tuổi Tiểu Thuần nổi lên như cồn. Chưa dừng lại, Thiên Không Hội còn tặng rất nhiều dược liệu cho Tiểu Thuần. Mỗi ngày Tiểu Thuần đã có thể luyện ra 100 viên tích cốc đan. Có điều, một phần trong số đó lại bị Thiên Không Hội thay thế. Trong 10 ngày ngắn ngủi, số điểm cống hiến của Tiểu Thuần đã vượt qua 20 vạn. Ở ngoài cửa, Chu Thao phái hai tu sĩ Thiên Không Hội đến nghênh đón. Cảnh tượng Đông Thành hiện tại làm Tiểu Thuần phải choáng ngợp khi tích cốc đan liên tục cháy hàng. Bản thân Tiểu Thuần do công lao quá lớn nên trực tiếp tấn thăng lệnh bài lên màu cam. Niềm hạnh phúc của Tiểu Thuần lại rất ngắn ngủi khi xuất hiện một tu sĩ dùng tích cốc đan bị linh lực phản vệ. Tiếp ngày sau, hàng loạt tu sĩ cũng ngã xuống. Tiểu Thuần kiểm tra thì phát hiện đan dược đã bị thay đổi.
Cùng lúc đó, lão dược sư xuất hiện tố cáo tích cốc đan đã bị pha loãng dược liệu. Chủ thầu cũng phối hợp khi đổ tội Tiểu Thuần hám lợi mà tổn hại mạng người. Chưa dừng lại, Thiên Không Hội còn tuyên bố giảm giá bán linh thực, trợ giúp mọi người vượt qua khó khăn. Nhận ra vấn đề, Tiểu Thuần cho mọi người dùng linh khí của mình để hồi phục, đồng thời tố cáo ngược lại Thiên Không Hội âm thầm pha loãng làm giả đan dược. Chủ thầu một mực chối nhận thì Tiểu Thuần mang ra đan dược mình luyện. Chỉ cần rót linh lực vào viên đan sẽ hiện ra ấn ký đặc thù. Thế cục bắt đầu bất lợi cho Thiên Không Hội, nên Chu Thao lệnh một số thủ hạ kích động mọi người, thậm chí sẵn sàng dùng vũ lực với Tiểu Thuần. Đặc biệt chúng còn tự đả thương bản thân để đẩy cho Tiểu Thuần tội danh cố ý giết người. Đội chấp pháp lúc đó cũng đồng loạt có mặt. Nhận thấy tình hình bất ổn, Tiểu Thuần nhanh trí sử dụng bom khói lẩn trốn. Thực chất, kẻ hiến kế cho Chu Thao chính là Trần Vân Sơn, bại tướng của Tiểu Thuần. Hiện tại, Tiểu Thuần bị truy nã khắp nơi. Vì trước đó đã có chuẩn bị nên Tiểu Thuần hóa thân thành dạ táng mà chuyển qua Bắc Thành, một nơi nghèo khổ lạc hậu, bằng phá lộn xộn vô cùng thích hợp ẩn nấp. Nơi đây, tu sĩ đặc biệt si mê với một loại đan dược mang tên tiêu giao hoàn. Tại đây, Tiểu Thuần cũng vô tình gặp lại thần toán tử đang làm nghề bói toán. Hai mắt thần toán tử bị đánh cho sưng lên không thể nhìn thấy. Được Tiểu Thuần cho đan dược chữa trị, thần toán tử mừng rơi nước mắt khi gặp lại người thiếu tổ tôn kính. Cả hai sau đó đến quán ăn giải quyết cơn đói. Theo lời thần toán tử thì Bắc Thành quá nghèo nên hắn không thể kiếm được tiền. Hơn nữa còn bị Thanh Long Hội thu phí bảo hộ. Đúng lúc này, Long Nhị và Long Tam của Thanh Long Hội tìm đến, yêu cầu thần toán tử giao nộp phí bảo hộ trong tháng. Tiểu Thuần lên tiếng thì Long Nhị ngầm ám chỉ cậu trả thay cho thần toán tử. Tiểu Thuần chấp nhận nhưng đến lúc Long Nhị chuẩn bị cầm lệnh bài thì cậu bè cổ tay cảnh cáo. Thấy vậy, Long Tam lập tức rút kiếm giải cứu. Chỉ với một cái đập bàn, Tiểu Thuần đã khiến cả hai bay xuống lầu 1. Long Nhị, Long Tam chưa từ bỏ, kết quả chúng bị Tiểu Thuần hành hạ cho lên bờ xuống ruộng. Đặc biệt, Long Tam còn nhắc đến Thiên Không Hội nên Tiểu Thuần còn gia tăng mức độ dày vò. Tiếp theo, Tiểu Thuần tuyên bố thần toán tử là người của ta, ngoài trừ ta ai cũng không thể bắt nạt. Để bảo toàn tính mạng cho nên Long Nhị dâng hiến tiêu giao hoàn cho Tiểu Thuần. Hương vị quen thuộc làm Tiểu Thuần nhận ra tiêu giao hoàn được cải biến từ mộng huyền đan, nhưng ảnh hưởng đến linh hải và nhục thể. Việc bồi thường quán ăn sau đó do Long Nhị chịu trách nhiệm hoàn toàn. Ngoài ra Tiểu Thuần cũng chấp nhận gia nhập Thanh Long Hội. Long Đại đang ăn uống cùng đàn em thì Tiểu Thuần đánh vào. Cậu lệnh thần toán tử đóng cửa để rồi lần lượt đánh bại Long Đại lẫn đồng bọn. Theo lời Long Đại thì Thanh Long Hội không phải chó săn của Thiên Không Hội. Để Thanh Long Hội có thể sống tiếp, cho nên Long Đại mới phải bán tiêu giao hoàn. Tiểu Thuần lập tức phản bác, cậu phê phán hành động vì sống tạm mà từ bỏ ranh giới lương thiện cuối cùng. Hơn nữa, Tiểu Thuần cũng sẵn sàng đánh nát biển hiệu Thanh Long Hội. Bất ngờ Long Đại dùng thân mình ngăn cản, nhận thấy đối phương vẫn còn tính người, qua đó Tiểu Thuần cho phép giữ lại Thanh Long Hội cùng 3 điều kiện. Thứ nhất, từ nay không được thu phí bảo hộ. Thứ hai, cắt đứt liên hệ với Thiên Không Hội. Và cuối cùng, Tiểu Thuần sẽ làm thủ lĩnh Thanh Long Hội. Thời gian tiếp theo, Tiểu Thuần đóng cửa, ngày ăn 5 bữa làm Long Đại vô cùng bất mãn. Anh xông vào phòng giàn mặt, kết quả bị đan dược mới của Tiểu Thuần cảm hóa. Ký ức về mục đích thành lập Thanh Long Hội lần nữa ùa về. Điều đó cũng chứng minh càn khôn chính khí đan của Tiểu Thuần đã chính thức hoàn thiện. Để bắt đầu cho một hành trình mới, Tiểu Thuần tự tay đốt đi số lượng tiêu giao hoàn còn sót lại. Hành động tiếp theo của Thanh Long Hội là làm cho càn khôn chính khí đan chiếu rọi Bắc Thành bằng chiêu tiếp thị mới của Tiểu Thuần. Đó là quảng cáo, không hiệu quả, không lấy tiền. Một tu sĩ tiến hành thử nghiệm và sau 3 tiếng đếm, thanh niên quay trở lại cùng một quyết tâm muốn tu luyện mãnh liệt. Giá mô càn khôn chính khí đan liên tục được giảm giá từ 5.000 xuống 1.000 cùng ưu đãi mua 5 tặng 1. Hơn nữa Tiểu Thuần còn đích thân ra mặt, chốt giá duy nhất 888 điểm cống hiến. Chưa dừng lại, Thanh Long Hội còn mời hội viên Mạc Thiên Tư lên đài giới thiệu về lợi ích khi tham gia hội viên. Điều đó làm cho các tu sĩ Bắc Thành vô cùng quyết tâm tu luyện. Tin tức nhanh chóng truyền đến Thiên Không Hội làm Trần Vân Sơn nghĩ ngay tới Tiểu Thuần. Hứa Bảo Tài vì cho rằng thủ lĩnh Thanh Long Hội đang mạo danh Tiểu Thuần nên trong buổi tối đã phá hoại tất cả băng rôn khẩu hiệu của Thanh Long Hội cũng như truyền bá nội dung sai lệch. Rất nhanh, thông tin âm mưu đồng thành của dược sư độc ác nhất đã lan truyền khắp các ngõ ngách. Hành động tung tin của Hứa Bảo Tài cũng khiến cậu phải trả giá khi bị Thanh Long Hội bắt giữ.
Tại Thanh Long Hội, đội trưởng đội chấp pháp trực tiếp có mặt, đòi Tiểu Thuần lời giải thích. Hứa Bảo Tài sau đó được mang lên. Đứng trước uy hiếp, Hứa Bảo Tài sợ hãi khai nhận được Thiên Không Hội chỉ điểm. Mọi chuyện giải quyết xong thì Tiểu Thuần cởi bỏ che mặt cho Hứa Bảo Tài. Biết bản thân đã làm sai, Hứa Bảo Tài khóc lóc xin được chuộc lỗi. Tiểu Thuần chấp nhận cho Hứa Bảo Tài ở lại cùng một lời nhờ vả. Những ngày tiếp theo, Hứa Bảo Tài phải làm việc vất vả trong khi thần toán tử hưởng thụ vinh hoa phú quý. Trong lúc Hứa Bảo Tài bất mãn thì cậu nhận được lời mời gọi từ Chu Thầu. Mấy ngày sau, phân điện của Thanh Long Hội tiến hành khai trường. Lão Dược Sư và Chu Thầu xuất hiện lên án Tiểu Thuần lén lút luyện đan độc chất lượng kém. Hơn nữa, người bên trong Thanh Long Hội cũng bị Chu Thầu mua chuộc mà tố giác bản thân bị Tiểu Thuần uy hiếp ép làm bậy. Làn sóng phẫn nộ trong các tu sĩ dâng lên cũng là lúc Hứa Bảo Tài dẫn đội chấp pháp đến điều tra. Số đan độc ở trong nhà kho theo lời Hứa Bảo Tài nhanh chóng được đưa ra ngoài. Lão Dược Sư một lần nữa ra mặt vạch trần tội ác luyện đan kém chất lượng của Tiểu Thuần. Đội trưởng đội chấp pháp vì thế mà phán tội Tiểu Thuần tù chung thân. Tiểu Thuần bình tĩnh đánh lừa đội trưởng đội chấp pháp nói ra câu, lão tổ phạm pháp cũng xử như dân thường. Bây giờ Tiểu Thuần mới giải thích, cậu cho biết các thùng đan trước mặt không phải càn khôn chính khí đan, đồng thời đưa một viên vào miệng lão dược sư. Dưới tác dụng của đan dược mà lão dược sư bị sai lầm của mình dằn vặt, qua đó trực tiếp khai ra sự thật cùng bằng chứng. Chủ thầu muốn tiêu hủy bằng chứng, nhưng bị Tiểu Thuần ngăn lại. Thực chất, Hứa Bảo Tài không hề bán đứng Tiểu Thuần, mà cậu đang diễn vở kịch, gây ông đập lưng ông với Thiên Không Hội. Làn sóng phẫn nộ của tu sĩ chuyển sang Thiên Không Hội. Bản thân Chu Thầu và lão dược sư bị bắt ngay tại chỗ. Biết Chu Thầu rất nhanh sẽ được thả, vậy nhưng Tiểu Thuần không quan tâm. Cái cậu cần hiện giờ là thời gian gây dựng thế lực.